Diệp thần con người có giúp một cái, trùng dương chân nhân có thể mượn dùng tương lai người lực lượng, thần uy cực kỳ khủng bố, hắn thậm chí có tư cách uy bách đạo đức thiên tôn, bắt được Lương Vương sắc phong. Muốn ở trùng dương chân nhân dưới quyền chạy khỏi, rõ ràng không phải chuyện dễ. Thôi, ta liền khiêu chiến một tí Trần trưởng lão. Diệp thần lắc đầu một cái, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, hướng vậy Trần trưởng lão chắp tay một cái. Trần trưởng lão, xin mời. Cái này tiếng nói rơi xuống, Diệp thần chính là không có lại cất giữ cái gì, cả người linh khí nổ tung ra, trong con ngươi như có ngọn lửa cháy, trực tiếp vận dụng tới cướp thiên võ đạo. Oanh! Cướp thiên võ đạo thi triển, ngay lập tức tới giữa, Diệp thần liền tựa như hóa thân thành một cái hùng phách thiên xuống quân vương, cướp đoạt hết thảy, cướp giết hết thảy, uy mãnh vô địch. Chư thiên thời không, vô số linh khí, điên cuồng đi Diệp thần thân thể hội tụ đi. Bàng bạc như viễn cổ chiến thần khí tức giết hại, để cho người rung động. Toàn trường tất cả thiên dương vực các cường giả, cảm nhận được Diệp thần kinh khủng linh khí chập chờn, đều là kinh ngạc kinh hãi dị, rối rít tránh lui. Thời khắc này Diệp thần, linh khí giết hại kinh khủng, một cái ánh mắt, liền có thể giết chết một người phổ thông vô lượng cảnh cường giả. Luân hồi chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trùng dương chân nhân cảm nhận được Diệp thần hơi thở chập chờn, cũng là tán thưởng gật đầu một cái. Diệp thần không nói gì, thân thể chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn vậy Trần trưởng lão. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Trần trưởng lão sử dụng một kiếm, phi kiếm phóng lên cao, tư thái khá là không câu chấp, cùng Diệp thần xa xa trên không trung giằng co. Chính xác tiên đế linh áp, từ Trần trưởng lão trên mình bộc phát ra, cuộn sạch mưa gió. Diệp thần không có động tĩnh, trong đầu nghĩ, muốn ở một nén hương trong thời gian, đánh bại chính xác tiên đế, tuyệt không phải chuyện dễ, ta phải cầm ra mạnh nhất sát chiêu. Nghĩ như vậy, Diệp thần kiếm trong tay, linh khí nhô lên, tràn ra một cổ táng diệt thiên địa hơi thở. Đại mộ thần kiếm các loại diệu pháp, ở Diệp thần trong lòng lướt qua. Cửa này 33 thiên thần thuật, hạng thứ 10 khủng bố kiếm pháp, Diệp thần đã luyện thành, hắn ngày hôm nay chuẩn bị trực tiếp thi triển. Ồ, cảm nhận được Diệp thần kiếm khí chập chờn, Trần trưởng lão lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên trời cao trùng dương chân nhân, cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, trong đầu nghĩ, đại mộ thần kiếm nhưng mà siêu nhất lưu kiếm pháp, thằng nhóc này lúc nào luyện thành. Phải biết, cho dù ở không không lúc nào không bên trong, đại mộ thần kiếm cũng là nhất lưu tuyệt đỉnh kiếm pháp, có thể nói là đứng sau thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Cái này môn kiếm pháp, tu luyện ngưỡng cửa cực cao. Một khi luyện thành, là được chém chết chư thiên, táng diệt thời không, uy năng cực kỳ khủng bố. Trùng dương chân nhân lại không nghĩ rằng, Diệp thần đã luyện thành đại mộ thần kiếm. Phía dưới rất nhiều thiên dương vực các cường giả, cũng là ngạc nhiên kinh hãi dị, tương cố rung động. Thật ra thì, liền liền Diệp thần, trong lòng cũng là 10 phần nghi ngờ. Hắn có thể luyện thành đại mộ thần kiếm, là bởi vì là hắn đối cái này môn kiếm pháp, hết sức quen thuộc. Thật giống như đã từng tu luyện qua. Không phải qua đi tu luyện qua, chính xác mà nói, là không tu luyện qua. Tương lai kiếm pháp cảm ngộ, đầu ánh đến thực tế, cho nên Diệp thần lập tức, liền hiểu thấu đáo cửa này thâm ảo kiếm pháp huyền diệu. Đại mộ thần kiếm, cho ta trấn áp. Diệp thần hít sâu một hơi, cả người linh khí hoàn toàn hội tụ đến trên thân kiếm mặt, kinh khủng thiên táng hơi thở bùng nổ, giống như là táng diệt chư thiên thời không. Suy. Mạnh mẽ thiên táng lớn mộ kiếm khí, mang chém chết hết thảy thần uy, hung hăng hướng phía trước Trần trưởng lão chém tới. Làm một kiếm này chém ra, Diệp thần cả người linh khí tựa như bị rút sạch, cả người rơi vào yếu ớt, thở hồng hộc. Đại mộ thần kiếm tuy lợi hại, nhưng đối với linh khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khủng bố, thân thể gánh vác cực lớn. Lấy Diệp thần thiên huyền cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp tu vi, cũng chỉ có thể sử dụng một kiếm, liền không có sức kéo dài nữa. Bàng bạc kinh khủng kiếm khí, giết phá hư không, táng diệt mưa gió, đi Trần trưởng lão chém chết đi. Trần trưởng lão nhìn một kiếm này, người đều sợ ngây người, hoàn toàn sững sờ. Một kiếm này là như vậy khủng bố, tựa như đã không phải là kiếm chiêu gì, mà là ngay ngắn một cái ngôi mộ, táng diệt thần ma, chôn chư thiên tinh không phần mộ. Tất cả người thấy một kiếm này, trong lòng cũng sinh ra một loại ảo giác, tựa như mình phải bị mai táng cùng chiếm đoạt. Tím hoàng thiên kiếm chém. Sống chết trước mắt, Trần trưởng lão quát to một tiếng,
chính xác tiên đế linh khí toàn bộ bùng nổ, trường kiếm biểu chém ra, màu đỏ tím kiếm quang, như lửa cháy mạnh vậy phóng lên cao, hung hăng hướng Diệp Thần Thiên Táng Lớn Mộ kiếm khí chém tới. Trần trưởng lão, một kiếm này, là Tử Hoàng Tiên Cung độc môn kiếm pháp, sát phạt 10 phần ác liệt. Hơn nữa, hắn trong một kiếm này mặt, còn hỗn hợp không không thời không năng lượng, mơ hồ mang theo một chút nhân quả luật chập chờn. Đạo này nhân quả luật, chính là hắn cùng Diệp Thần đấu kiếm, hắn tất thắng, Diệp Thần tất bại. Oanh! Làm hai đạo kiếm pháp, va chạm ngay tức thì, nổ lên kinh thiên vang lớn, khí lưu nổ. Diệp Thần kiếm khí, như vậy dễ như bỡn vậy, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, lập tức liền nghiền diệt Trần trưởng lão kiếm uy, kiếm khí như rồng vậy đi về trước bạo giết. Trần trưởng lão tím hoàng thiên kiếm chém, cho dù hỗn hợp nhân quả luật năng lượng, vậy hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần. Đại mộ thần kiếm bùng nổ, đó là liền nhân quả luật đều có thể mai táng, cực kỳ khủng bố cường hãn. Diệp Thần một kiếm này, Trần trưởng lão hoàn toàn không đỡ được. Không! Trần trưởng lão phát ra một tiếng kinh hãi gọi, liền gặp vậy đại mộ thần kiếm kiếm khí, như nước thủy triều như biển vậy liều chết xung phong, chỉ một cái chớp mắt, liền đem hắn chìm ngập. Hủy diệt kiếm khí biến dạng, Trần trưởng lão thân thể, tại chỗ liền bị đại mộ thần kiếm xé thành mảnh vỡ, sau đó ở cuồn cuộn kiếm uy bên trong, hóa thành kiếp bụi, theo gió tản đi. Yên tĩnh như chết. Thấy tràng diện này, toàn trường tất cả thiên dương vực các cường giả, đều là yên lặng như tờ. Trùng Dương chân nhân cũng là khá là thất thố phát ra một tiếng thán phục, bên người hắn Phạm Tinh Nghiên, che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy chấn động. Người người cũng lấy là, Diệp Thần muốn ở một nén hương trong thời gian, đánh bại Trần trưởng lão, tất nhiên là khó khăn, nào nghĩ tới hắn chỉ là một kiếm, liền đem Trần trưởng lão chém chết. Đại mộ thần kiếm uy lực, quả nhiên là khủng bố. Diệp Thần thở hổn hển không dứt, nhìn đã tan thành mây khói Trần trưởng lão, trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc. Hắn nguyên vốn cho là, sẽ có một phen ác chiến, nơi nào nghĩ đến một kiếm liền giải quyết chiến đấu. Chỉ có thể nói, đại mộ thần kiếm uy lực, thật là quá mức kinh khủng, chém chết chính xác tiên đế, vậy giống như chém cỏ vậy, lực sát thương không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, không hổ là trong truyền thuyết 33 thiên thần thuật, truyền thừa từ nguyên thiên đế nghịch thiên kiếm pháp. Bất quá thi triển cái này đại mộ thần kiếm, tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Chí ít bây giờ Diệp Thần, linh khí cùng thể lực, đã hoàn toàn bị hút hết, cả người mệt mỏi. Hiện tại, toàn trường thiên dương vực cường giả bên trong, bất kỳ một người đi lên, đều có thể giết chết Diệp Thần. Dĩ nhiên, không ai dám lên trước động thủ, người người đều bị Diệp Thần mới vừa kinh khủng kia thiên táng lớn mộ kiếm khí chấn nhiếp. Trùng Dương chân nhân một tiếng thở dài, nói, luân hồi chi chủ, người có thể đi. Hắn là đã từng chính phái lãnh tụ, hôm nay lương vương, tự nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Diệp Thần có thể ở một nén hương trong thời gian, đánh bại Trần trưởng lão, thuận lợi hoàn thành khiêu chiến, dựa theo ước định, hiện tại hắn đã có thể rời đi. Đa tạ. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, hướng Trùng Dương chân nhân chắp tay một cái, chợt gọi ra huyết long. Chung quanh hư không phong tỏa, đã hoàn toàn giải trừ. Diệp Thần liền chuẩn bị ngự long rời đi, nhưng lúc này, trên trời bỗng nhiên mưa gió chấn động, tím hoàng thần hỏa nổ tung, truyền ra một đạo mạnh mẽ vô địch tiên đế ý chí. Trùng Dương, ngươi không thể thả hắn rời đi. Một đạo mang tức giận thanh âm, lạnh lót ngất trời, vang khắp toàn trường. Lại là đạo đức thiên tôn thanh âm. Hắn ý chí, hạ xuống đến thiên dương vực. Trưởng giáo đại nhân. Trùng Dương chân nhân cảm nhận được cổ ý chí này, sắc mặt nghiêm nghị thi lễ một cái. Trùng Dương, Diệp Thần thằng nhóc này, là ta Tử Hoàng Tiên Cung đại họa tâm phúc, giết hắn đi, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Đạo đức thiên tôn trầm giọng nói. Không, ta không thể làm trái lời hứa. Trùng Dương chân nhân liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Ngươi muốn cãi lại lệnh ta làm. Đạo đức thiên tôn thanh âm, đổi được nghiêm nghị. Trưởng giáo đại nhân, ta tự có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Ta xem qua tương lai, luân hồi chi chủ sẽ bị thiên nữ giết chết, bàn cờ này, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Trùng Dương chân nhân thấp nghi xuôi tay, một bộ khiêm nhường hình dáng, nhưng người nào cũng có thể cảm nhận được, hắn ý chí bất khuất, cho dù là đạo đức thiên tôn, cũng không thể dùng hắn khuất phục. Chỉ gặp Trùng Dương chân nhân nhẹ nhàng vung tay lên, lại là đem đạo đức thiên tôn ý chí áp chế xuống,
để cho không cách nào ở trên trời dương vực hiện ra. Sau đó, Trùng Dương chân nhân liền hướng Diệp Thần nói, người đi mau, luân hồi chi chủ, nếu không trưởng giáo đại nhân tự mình ra tay, người sẽ không đi được. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói liền hướng Trùng Dương chân nhân chắp tay tạm biệt, Ngự Long rời đi, đi cổ huyễn giới đi, một bên điều tức khôi phục linh khí. Chủ nhân, ta phỏng đoán 7 ngày sau, là được hoàn toàn chiếm đoạt Bất Hủ Tôn Long Cốt, đến lúc đó, chúng ta Long Đằng mệnh tinh, tất có thể lột xác đột phá, một lần hành động tiến hóa. Huyết Long chờ Diệp Thần, trở lại cổ huyễn giới, lại hướng hắn nói. Vậy rất tốt. Diệp Thần cười một tiếng, trong lòng cũng là có chút mong đợi, không biết Long Đằng mệnh tinh tiến hóa sau đó, uy lực sẽ tăng lên đến cái gì bước. Một đường thuận lợi, Diệp Thần rất nhanh trở lại cổ huyễn giới, linh khí vậy hoàn toàn khôi phục. Hắn tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, thể chất cùng linh khí nội tình, đều là đổi được vô cùng mạnh mẽ. Coi như vận dụng đại mộ thần kiếm, linh khí thể lực bị rút sạch, nghỉ ngơi chốc lát, là được khôi phục như cũ. Cổ Vĩnh Tiêu đang sơn thủy tới giữa, chờ đợi hắn, thấy hắn trở về, thiên cơ cảm giác, trong lòng đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi trở về. Diệp Thần hướng Cổ Vĩnh Tiêu chắp tay một cái, sử dụng huyền thế thiên bàn, cười nói, tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, huyền thế thiên bàn ta đã mang về. Cổ Vĩnh Tiêu nhận lấy huyền thế thiên bàn, trong ánh mắt toát ra chứ phức tạp hơn tâm trạng, thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới ta còn có lấy lại huyền thế thiên bàn một ngày, đây là ta bổn mệnh pháp bảo, có pháp bảo này, ta có thể bảo căn cơ không mất, tương lai trở lại đỉnh cấp, cũng là có khả năng lớn sự việc. Hắn cắn bể đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào huyền thế thiên bàn. Thoáng chốc tới giữa, nguyên cái la bàn, liền toát ra chói mắt xanh thẳm ánh sáng rực rỡ, như bầu trời vậy thuần túy, lại hiển hóa ra các loại ảo ảnh, tựa như cầu vồng xen lẫn, mười phần lộng lẫy. Cổ Vĩnh Tiêu hơi thở, cùng huyền thế thiên bàn lẫn nhau đồng tình, hắn võ đạo căn cơ, vậy nhanh chóng đổi được vững chắc. Trước khi hắn, một khi rời đi cổ huyễn giới, thì có nguy hiểm tánh mạng. Tùy tiện một cái vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đều có thể giết chết hắn. Nhưng hiện tại, có huyền thế thiên bàn, Cổ Vĩnh Tiêu võ đạo vững chắc, cho dù là tiên đế cấp cường giả, muốn giết chết hắn, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi chịu rời núi liền sao? Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu một cái, nói, tự nhiên, ta đã đáp ứng ngươi. Từ nay về sau, ta liền trở về Thuận Luân Hồi trận doanh. Tôn chủ, ta nguyện ra sức cho ngươi, cộng mưu thành lập Luân Hồi Thiên Quốc nghiệp lớn. Luân hồi trật tự, là cuối cùng trật tự, cũng là kết thúc không không lúc nào không hỗn loạn duy nhất có thể. Năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, cũng muốn thành lập chân chính trật tự, ta đi theo ngươi, chắc hẳn có thể hoàn thành Lôi Thần Thiên Tôn ước nguyện. Diệp Thần cười nói, ngươi muốn gặp Lôi Thần Thiên Tôn sao? Diệp Thần đã từng gặp qua Lôi Thần Thiên Tôn, hơn nữa trồng thiện bởi vì, chỉ cần hắn thành tâm kêu gọi, thì có thể triệu hoán Lôi Thần Thiên Tôn ý chí hạ xuống, để cho nàng cùng Cổ Vĩnh Tiêu gặp nhau. Cổ Vĩnh Tiêu nghe Diệp Thần mà nói, nội tâm có vẻ chấn động, cả người run rẩy một tí, trong mắt lộ ra áy náy, hèn nhát, buồn bã, xấu hổ vân. Vân rất nhiều thần sắc, cuối cùng cười khổ lắc đầu một cái, nói, được rồi, sau này hãy nói đi. Diệp Thần biết Cổ Vĩnh Tiêu, còn không có buông xuống nội tâm ngăn cách, lập tức nhún vai một cái, nói, được rồi. Cổ Vĩnh Tiêu nói, tôn chủ, chúng ta cần muốn đi nhanh một chút, tử thần giáo đoàn người, rất nhanh sẽ tới, bọn họ vậy muốn mời ta rời núi. Hắn lúc này quy thuận luân hồi trận doanh, đối Diệp Thần cũng là gọi vi tôn chủ, tỏ vẻ cung kính. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nếu là Cổ Vĩnh Tiêu bị tử thần giáo đoàn cướp đi, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức hắn gật đầu một cái, liền chuẩn bị mang Cổ Vĩnh Tiêu rời đi. Hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu quy thuận luân hồi trận doanh, luân hồi trận doanh đạt được một thành viên đại tướng, sau này vậy thiếu một đại địch, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự, Diệp Thần quyết không cho phép bị tử thần giáo đoàn nhiễu loạn. Giết thiên đế, ngươi lại có thể phản bội ta tử thần giáo đoàn, chuyển đầu luân hồi chi đạo. Bỗng nhiên, một đạo nghiêm ngặt giọng nữ, ở chân trời gian vang lên, bốn phía ma khí nổ tung, sương mù đỏ cuồn cuộn. Một vòng đỏ tươi mặt trăng, ở trên trời nổi lên. Hồng Nguyệt bên trong, một người mặc áo lụa, vóc người tướng mạo vô cùng diêm dúa lòe loẹt cô gái, mang vô tận uy áp hơi thở, từ trên trời hạ xuống.
lại là tử thần giáo đoàn ghế thứ 5 hộ pháp, Hồng Nguyệt yêu nữ. Biệt hiệu, Hồng Nguyệt Lượng. Tử thần giáo đoàn ghế thứ 5 hộ pháp, thực lực so với Hoàng Hôn cự nhân, còn cường hãn hơn 10 lần, cực kỳ lợi hại, biệt hiệu kêu Hồng Nguyệt Lượng, lại gọi Hồng Nguyệt yêu nữ. Cái này Hồng Nguyệt yêu nữ, nhưng thật ra là cần phải Nhâm Phi Phàm mà ra đời, mục tiêu là đánh chết Nhâm Phi Phàm, lấy Hồng Nguyệt chung kết huyết nguyệt. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Cổ Vĩnh Tiêu nói tử thần giáo đoàn cường giả, lại chính là Hồng Nguyệt yêu nữ. Tuy nói ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, cái này hạ xuống Hồng Nguyệt yêu nữ, cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo phân thân, nhưng tản ra uy áp, cũng là không phải chuyện đùa, làm người ta rung động. Hồng Nguyệt yêu nữ trong miệng giết thiên đế, dĩ nhiên chính là Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu năm đó, là ám các các chủ, không không thời không đệ nhất sát thủ, hắn tôn hào, chính là giết thiên đế. Thiên đế là không không lúc nào không hệ thống tu luyện bá chủ danh xưng là, như thái thượng thế giới tiên đế. Thiên đế cùng thiên đế tới giữa, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cường đại nhất thiên đế, cũng gọi chủ thần, xem ngày xưa chín thần chí tôn, đà đế cổ thần vân. Vân, Cổ Vĩnh Tiêu nhất đỉnh cấp thời điểm thực lực, chính là trời đế, tuy không thể cùng chín thần chí tôn so sánh, nhưng thần uy cũng là vô cùng khủng bố. Hắn tu vi bị rửa đi 90%, sau đó rời đi không không lúc nào không, lại tiến một bước suy sụp, nhưng bất kể như thế nào, hắn đã từng đều là thiên đế cấp cường giả khác, hơn nữa chấp trưởng thế gian mạnh nhất ảo thuật vạn hoa đồng huyết nhãn, hắn có quật khởi lần nữa có thể. Tử thần giáo đoàn mời hắn, chính là nhìn chúng hắn tiềm lực, thậm chí không tiếc phái ra Hồng Nguyệt yêu nữ, tự mình mời. Hồng Nguyệt yêu nữ hạ xuống, thấy Cổ Vĩnh Tiêu đã đi theo Diệp Thần, vậy diêm rúa loè loẹt trong con ngươi mặt, cũng là bắn ra ác liệt tinh mang, mang ý định giết người. Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt trầm xuống, nói, Hồng Nguyệt hộ pháp, đa tạ các ngươi tử thần giáo đoàn thịnh tình mời, nhưng ta đã quyết ý đầu dựa vào luân hồi, mời ngươi trở về đi. Hồng Nguyệt yêu nữ vui vẻ cười to, nói ta phụng thiên khải giáo chủ mệnh lệnh, hạ mình mời ngươi rời núi, ngươi còn đẩy 3 lần 4 lượt, thật làm ta tử thần giáo đoàn dễ khi dễ. Ta nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay phải cùng ta đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Nghe Hồng Nguyệt yêu nữ uy hiếp, Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, bước ra một bước, hướng Hồng Nguyệt yêu nữ nói, Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối là ta luân hồi trận doanh người, các ngươi tử thần giáo đoàn muốn đào chân tường sao? Dứt lời, Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, sau lưng lại mơ hồ hiện ra một cán phong cách cổ xưa chiến thương, long khí khoáng đạt, đó là nham thần thiên tôn thần thông trình độ cao nhất, long đấu súng. Nếu như Hồng Nguyệt yêu nữ muốn cướp người mà nói, Diệp Thần tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, quyết chiến một tràng là được. Cái này Hồng Nguyệt yêu nữ, cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo phân thân, nếu quả thật đánh, Diệp Thần có lòng tin đối kháng. Ngươi muốn cùng ta động thủ. Hồng Nguyệt yêu nữ ánh mắt run lên, từng cái tóc, như Hồng Nguyệt xâm nhiễm vậy tung bay đứng lên, lại không ngừng vặn vẹo, hóa thành các loại không thể danh trạng quỷ dị khí tượng, làm người ta nghẹt thở. Những cái kia quỷ dị khí tượng, như vậy con giòi vặn vẹo, rắn độc sôi trào, bùn nát mất vào tay giặc, màu máu sợi tóc trên sinh ra màu máu con ngươi, đủ loại tà lệ quỷ bí dị tượng, đủ để đem phổ thông thiên huyền cảnh tu sĩ, trực tiếp hù bể mật. Động thủ thì như thế nào? Diệp Thần cầm kiếm tay, gân xanh nổi lên, cả người linh khí tách thả ra, liền chuẩn bị ra tay. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Hồng Nguyệt yêu nữ phân thân, kết quả có lợi hại dường nào? Tôn chủ, để ta đi. Cổ Vĩnh Tiêu ngừng Diệp Thần, mình tiến lên trước một bước, trong mắt hiện lên chiến ý, sau lưng huyền thế thiên bản khí tượng hiện lên. Hắn là biểu thị trung tâm, lại là muốn chủ động ra tay. Cổ Vĩnh Tiêu, người muốn đích thân ra tay. Hồng Nguyệt yêu nữ 10 phần bất ngờ, ngươi là thiên khải giáo chủ nhìn chúng người, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ngươi có thể đừng không biết phải trái. Chỉ cần ngươi quy thuận ta tử thần giáo đoàn. Chúng ta có thể cho ngươi vô tận tài nguyên, để cho ngươi khôi phục trước kia thực lực, thậm chí là hồi phục lôi thần thiên tôn. Khôi phục thực lực, thậm chí là hồi phục lôi thần thiên tôn, như vậy cám dỗ, Cổ Vĩnh Tiêu nghe vào trong tai, nhưng là không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, không cần. Nói chuyện lúc đó, hắn lại nhìn Diệp Thần một mắt, hiển nhiên là nói, hắn tin tưởng Diệp Thần. Không cần tử thần giáo đoàn, hắn đi theo Diệp Thần, sau này vậy có thể khôi phục thực lực. Hồi phục lôi thần. Hồ đồ ngu xuẩn,
cho ta chết. Hồng Nguyệt yêu nữ nhất thời tức giận, mắt đẹp sát khí dâng trào, đầu tóc tung bay nổ tung, từng cây một tóc giống như là ác ma xúc tu, quỷ dị rắn độc vậy, phá không hướng Cổ Vĩnh Tiêu bạo giết đi. Nàng biết Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật lợi hại, hơn nữa nơi này vẫn là cổ huyễn giới, người sau chiếm hết thiên thời địa lợi, nàng chỉ là một cái phân thân, muốn thủ thắng, nhất định phải sấm sét xúc tu, thừa dịp đối phương ảo thuật còn không vận dụng, lập tức đánh chết. Nếu không có được, vậy thì giết chết. Suy suy suy, chỉ gặp vô số điều hồng nguyệt sợi tóc, giết phá hư không, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới sát Cổ Vĩnh Tiêu trước mặt. Không tốt, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, liền muốn xuất thủ tương trợ, nhưng Cổ Vĩnh Tiêu khoát khoát tay, tỏ ý Diệp Thần không cần lo lắng. Tôn chủ, cái này hồng nguyệt yêu nữ, chỉ là một đạo phân thân thôi, còn không đả thương được ta. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Vĩnh Tiêu khô kiếm chém ra. Linh khí cùng sau lưng huyền thế thiên bàn lẫn nhau đồng tình, hắn võ đạo hơi thở, nhất thời nổ, cả người sấm sét dâng trào, hiện ra từng cơn hơi thở cuồng bạo. Oanh! Cuồng bạo màu tím lôi mang, ở hắn trên thân kiếm nổ lên, hắn một kiếm khỏa cuốn sấm sét, thế như bạo trời, chỉ một kiếm, liền đem vậy hồng nguyệt yêu nữ nổ bắn ra mà đến sợi tóc, toàn bộ chém chết. Cái gì? Hồng nguyệt yêu nữ kinh hoàng lui về phía sau. Lại không nghĩ rằng Cổ Vĩnh Tiêu không riêng gì ảo cảnh thủ đoạn nghịch thiên, liền võ đạo cũng là chút nào không kém, nàng chỉ có phân thân nói, hoàn toàn không phải địch thủ. Rất tốt, ngược lại là ta khinh thường ngươi, ngươi năm đó là ám các chủ, đệ nhất sát thủ, ta lấy vì ngươi cũng chỉ có ảo thuật lợi hại, lúc đầu võ đạo cũng là nhất lưu, xem ra là lấy được lôi thần thiên tôn truyền thừa. Hồng Nguyệt yêu nữ thần sắc đổi được nghiêm túc, không dám lại khinh thường chút nào. Sau lưng ma khí lững lờ, cuồn cuộn ma khí hóa thành một quyển bí điển, đó là Tử Thần Giáo Đoàn Hắc Ám Thần Điển, hàm chứa chí cao tới vĩ năng lượng hắc ám. Oanh! Hắc Ám Thần Điển mở ra, ngập trời ma khí nhất thời nổ tung, hội tụ ở Hồng Nguyệt yêu nữ trên mình, nàng giống như phủ thêm một kiện màu đen áo lụa, càng buộc vòng quanh vậy diêm dúa loè loẹt đầy đặn dáng vẻ. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn mở. Cổ Vĩnh Tiêu thấy Hồng Nguyệt yêu nữ mở ra Hắc Ám Thần Điển, lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp thi triển ra ảo thuật. Hắn cặp mắt, bỗng nhiên hóa thành máu đỏ màu sắc, con người bên trong có vạn hoa đồng vậy khí tượng hiện lên, các loại ảo ảnh xen lẫn, mười phần quỷ dị. Diệp Thần đứng ở Cổ Vĩnh Tiêu sau lưng, liền thấy chung quanh bầu trời, cũng bị cắt kim loại được tan tành, giống như là một khối khối tấm gương, vô số khối tấm gương xen lẫn đứng lên, vậy biến hóa thành vạn hoa đồng khí tượng, lộng lẫy nguy nga. Từ những cái kia tấm gương bên trong, Diệp Thần thấy được vô số ảo ảnh, Thiên Khải Chí Tôn giết hại, ma nữ giết hại, thậm chí còn có Viễn Cổ Hải Vương Ma Tôn giết hại, Nham Thần Thiên Tôn giết hại vân. Vân, cũng cùng Tử Thần Giáo Đoàn có liên quan. Những hình ảnh này, toàn bộ là ảo ảnh, nhưng cùng đi qua thời gian tuyến, bây giờ thời gian tuyến, tương lai thời gian tuyến, lẫn nhau xen lẫn, nhân quả thác loạn, vận mệnh chồng lên nhau, để cho người không phân rõ hư thật. Hồng Nguyệt yêu nữ thấy Cổ Vĩnh Tiêu ánh mắt, lập tức liền rơi vào vô số ảo ảnh bên trong, giống như rơi vào vạn hoa đồng trong thế giới đi, cả người ngay tức thì ngây dại, thân thể cứng ngắc. Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật, chính là thế gian ảo thuật mạnh nhất, gọi là vạn hoa đồng huyết nhãn, này mắt mở một cái, nghịch thiên ảo cảnh tạo hóa, đủ để cho thiên đế chủ thần, cũng lõm sâu trong đó, không cách nào thoát thân, chỉ có thể bị vô tận ảo cảnh, hành hạ chết. Diệp Thần là đích thân lãnh giáo qua. Vậy ảo thuật đúng là khủng bố, thậm chí có thể huyễn hóa ra Nhâm Phi Phàm ý voi, còn để cho hắn ở trong ảo cảnh mặt, tự tay giết chết Nhâm Phi Phàm. Mặc dù biết rất rõ ràng là ảo cảnh, nhưng Diệp Thần giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, đạo tâm một hồi dao động. Hắn trăm gông chém hết, võ tổ đạo tâm vững chắc, nhưng dù vậy, đối mặt Cổ Vĩnh Tiêu nghịch thiên kia ảo thuật, hắn đạo tâm cũng xuất hiện dao động, chớ nói chi là người bình thường. Xem vậy Hồng Nguyệt yêu nữ, cả người cứng ngắc, diễn cảm đờ đẫn hình dáng, nàng hiển nhiên là lõm sâu ảo cảnh bên trong, gặp các loại giết hại hành hạ, hoàn toàn không thể thoát thân. Tựa như đi qua một cái kỷ nguyên, lại tựa như chỉ là đi qua một cái chớp mắt, Cổ Vĩnh Tiêu thu hồi huyết nhãn, ánh mắt khôi phục bình thường, vậy vạn hoa đồng khí tượng, vậy toàn bộ tiêu tán đi. Trong hư không trôi lơ lửng từng cục kính phiến, ca sát sát toàn bộ nổ tung. Phốc xích. Hồng Nguyệt yêu nữ cuồng phún ra một ngụm máu tươi, thân thể quỳ sụp xuống đất, ánh mắt một hồi tan rã, chợt khôi phục ánh sáng, cuối cùng là thoát khỏi ảo cảnh,
tỉnh hồn lại, từng ngụm thở hổn hển. Cút đi, ta quyết ý đi theo luân hồi, tuyệt sẽ không bỏ cho dựa vào các ngươi tử thần giáo đoàn. Cổ Vĩnh Tiêu nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt yêu nữ, quát lạnh. Hồng Nguyệt yêu nữ trên khuôn mặt, lộ ra to lớn chấn động chỉ cùng nổi nóng, nói, vạn hoa đồng huyết nhãn, trong truyền thuyết thế gian ảo thuật mạnh nhất, quả nhiên là không giống vật thường. Nhưng, ngươi dám phản nghịch ta tử thần giáo đoàn ý chí, ngươi sẽ hối hận. Cùng Thiên Khải giáo chủ, hồi phục tử thần, chính là các ngươi luân hồi trận doanh ngày tiêu diệt. Dứt lời, Hồng Nguyệt yêu nữ mang vạn phần không cam lòng, xoay người bay khỏi đi. Cổ Vĩnh Tiêu cũng không có đuổi theo, Diệp Thần vậy không động thủ. Dẫu sao vậy Hồng Nguyệt yêu nữ, chỉ là một đạo phân thân, giết cũng là vô dụng. Mà ở Hồng Nguyệt yêu nữ sau khi đi, Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt, bỗng nhiên trắng bệch, cũng là quỳ sụp xuống đất, một bộ yếu ớt thở hổn hển hình dáng. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng đem Cổ Vĩnh Tiêu đỡ dậy. Không có sao, linh khí tiêu hao quá lớn mà thôi, nghỉ ngơi một tí là được. Cổ Vĩnh Tiêu khoát khoát tay, vậy Hồng Nguyệt yêu nữ, dẫu sao là không không thời không cường giả, ta vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn chân áp nàng, tuyệt không phải chuyện dễ, tự thân gánh vác cũng là rất nặng. Thật may bọn họ tử thần giáo đoàn, gần đây bận cùng ma tổ vô thiên, tranh đoạt tử thần quyền bính, có rất nhiều cường giả, cũng không thể phân thân. Nếu không, lại tới hơn mấy người, chúng ta liền không chịu nổi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lại nghĩ tới Dạ Mẫu Phong Ngư Oanh bố trí. Ngư Oanh cô nương trả lại ma tổ vô thiên tim, thật chẳng lẽ là lợi nhiều hơn hại. Hôm nay ma tổ vô thiên, lấy về tim, thân xác muốn đến đã khôi phục viên mãn. Nếu như không phải là mà nói, hắn cũng không khả năng lấy sức một mình, cùng toàn bộ tử thần giáo đoàn, tranh đoạt tử thần quyền bính. Tôn chủ, tương lai thế cục rất nguy hiểm, người chỉ có thiên huyền cảnh tầng 2 thiên tu vi, vậy là xa xa không đủ, chúng ta phải mau sớm tăng lên thực lực. Cổ Vĩnh Tiêu nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, việc cần kíp, là mau sớm thu lấy thiên bia, ta có thể giúp người đối phó thiên tâm lão tổ. Cổ Vĩnh Tiêu trầm ngâm một hồi, liền nói, hắn cũng biết thiên bia trọng yếu, nếu như Diệp Thần có thể thu phục thiên bia mà nói, luân hồi huyết mạch khôi phục viên mãn, uy năng tuyệt đối là long trời lở đất. Tiền bối, người có thể dùng ngươi ảo thuật, giết chết thiên tâm lão tổ sao? Diệp Thần hỏi, thiên tâm lão tổ có bữa bia nơi tay, muốn dựa vào ảo thuật tiêu diệt hắn, không như vậy dễ dàng, dẫu sao ta thực lực, cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, kém được quá nhiều. Chân chính muốn giết thiên tâm lão tổ, vẫn là phải dựa vào tôn chủ ngươi ra tay. Cổ Vĩnh Tiêu nói, Diệp Thần im lặng, chu diệt thiên tâm lão tổ, quả nhiên so hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều. Thật ra thì ban đầu Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, trăm gông chém hết, thực lực nghịch thiên đột phá, khi đó, thiên tâm lão tổ thiếu chút nữa thì phải bị giết. Bất quá, bởi vì Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, đầu phục thiên tâm lão tổ, cuối cùng dựa vào Diệp Thuần Quân có một chút luân hồi hơi thở, thiên tâm lão tổ cũng là may mắn tránh được tử kiếp, hôm nay vẫn là Diệp Thần đại hỏa tâm phúc. Không biết tôn chủ có nghe hay không qua luân hồi tinh ngày. Cổ Vĩnh Tiêu hỏi, cái gì? Diệp Thần mờ mịt, luân hồi tinh ngày, là luân hồi tín ngưỡng ngày, mỗi một đảm nhiệm luân hồi chi chủ, cũng sẽ ở luân hồi tinh ngày cử hành nghi thức, lấy luân hồi huyền bi tên, lấy được khí vận cùng ban phúc. Ta đẩy tính thời gian, 7 ngày sau, chính là hồi lâu một lần luân hồi tinh ngày, hôm nay ngày này đối ngươi mà nói, đã không tính là quá trọng yếu, bởi vì ngươi khí vận, đã đặc biệt bàng bạc, không cần lại dựa vào luân hồi tinh ngày, lấy được ban phúc. Nhưng bất kể như thế nào, vậy dẫu sao là luân hồi trọng yếu ngày lễ, nếu như ngươi có thể viên mãn vượt qua, vậy sẽ chỗ tốt nhiều hơn. Làm luân hồi tinh ngày hạ xuống, 10 khối luân hồi huyền bi, đều sẽ có cảm ngộ. Ngươi không cần luân hồi tinh ngày ban phúc, nhưng ta muốn thiên tâm lão tổ, hắn lại yêu cầu. Hắn không có chân chính thân xác, chỉ là một cái linh thể, nếu như hắn có thể vượt qua luân hồi tinh ngày mà nói, hắn là có thể lấy được ban phúc, lấy được thân xác. Cổ Vĩnh Tiêu mở ra huyền thế thiên bàn, không ngừng thôi diễn. Cái này huyền thế thiên bàn, có rất nhiều diệu dụng, vừa là hắn võ đạo căn cơ sở tại, cũng là hắn ảo thuật để giành bảo, càng có thể dùng để suy diễn thiên cơ, diệu pháp vô cùng. Dựa vào cái này huyền thế thiên bàn, Cổ Vĩnh Tiêu đã đẩy tính ra rất nhiều tương lai vận mệnh.
7 ngày sau, chính là luân hồi tinh ngày phủ xuống ngày. Ngày này, đối thời khắc này Diệp Thần mà nói, đã không tính là quá trọng yếu, bởi vì hắn đột phá quá nhanh, tiến bộ quá nhanh, khí vận vậy tăng lên quá nhanh, luân hồi tinh ngày ban phúc, đối hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Nhưng đối với Thiên Tâm lão tổ mà nói, ngày này quá trọng yếu, là lấy được ban phúc, đúc thân thể chỗ mấu chốt. Thiên Tâm lão tổ không có chân chính thân xác, thiên bia rất nhiều diệu pháp, đều không cách nào thi triển. Ban đầu, hắn sát phí khổ tâm, cùng Diệp Thần tranh đoạt Thanh Liên chú thánh pháp, chính là vì đúc thân xác, một bước lên trời, thành tựu vạn cổ không có Thanh Liên thánh thể. Chỉ bất quá, hắn thất bại. Hôm nay Thiên Tâm lão tổ muốn đúc thân thể nói, chỉ có dựa vào luân hồi tinh ngày ban phúc. Tiền bối, ngươi là muốn nói, chúng ta nói trước bố cục, cùng luân hồi tinh ngày hạ xuống, liền đem Thiên Tâm lão tổ một lần hành động tiêu diệt. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói. Đúng vậy, cùng luân hồi tinh ngày hạ xuống, ta muốn vậy Thiên Tâm lão tổ chắp cánh khó khăn bay. Cổ Vĩnh Tiêu ánh mắt bên trong, hiện ra sát cơ nồng nặc, ngày xưa cái đó ám các chủ, không không lúc nào không đệ nhất sát thủ khí tượng, tựa như lại đang trên người hắn lần nữa hiện ra. Diệp Thần tâm tình có chút kích động, nếu là thật có thể tru diệt Thiên Tâm lão tổ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn có thiên đế linh khiếp, chỉ cần có thể đem cầm cơ hội, đem Thiên Tâm lão tổ phong ấn đi vào, vậy Thiên Tâm lão tổ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn chủ, chúng ta chuẩn bị thật tốt, tốt nhất có thể một lần hành động giết chết Thiên Tâm lão tổ, diệt trừ hậu hoạn. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn Cổ Vĩnh Tiêu trở lại tinh nguyệt giới. Cổ Vĩnh Tiêu đến, luân hồi trận doanh tăng thêm một thành viên đại tướng, toàn bộ luân hồi trận doanh đều là mừng rỡ. Ở đi tới tinh nguyệt giới sau đó, Cổ Vĩnh Tiêu thời gian đầu tiên đi luân hồi máu cung đi thăm. Luân hồi máu cung là Diệp Thần xây dựng cung điện, đã từng ẩn đảo các cường giả đều bị an trí ở luân hồi máu cung bên trong. Máu cung bên trong khắc thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí pháp, ngày xưa ẩn đảo cường giả, còn có rất nhiều luân hồi trận doanh tinh nhuệ các đệ tử, liền ở chỗ này hiểu kiếm pháp. Ngày trước lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, là trước mắt thế gian mạnh nhất kiếm pháp, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, cực kỳ phức tạp thâm ảo, coi như là triệu người, ngàn vạn người, hàng tỷ người cùng hiểu, cũng khó mà dò ngó gặp một lần nửa móng. Chí ít, từ luân hồi máu cung thành lập đến hiện tại, Diệp Thần cũng là không có thu hoạch gì. Hy vọng duy nhất ở tịch thần võ đạo bên trong. Hắn vậy chuẩn bị từ tịch thần võ đạo bên trong, thử nghiệm cảm ngộ thiên đấu lớn đổ sát kiếm. Ở đi thăm luân hồi máu cung sau này, Cổ Vĩnh Tiêu thấy được thiên đấu lớn đổ sát kiếm bí ẩn, thở dài một tiếng, hướng Diệp Thần nói, tôn chủ, người có hứng thú hiểu kiếm này sao? Diệp Thần nói có, đáng tiếc, kiếm này quá mức thâm ảo, liền ta cũng không có thể dòm ngó gặp hắn tinh túy. Cổ Vĩnh Tiêu nói, ta xem qua tương lai, thiên đấu lớn đổ sát kiếm tinh túy, liền ở một cái đổ sát chữ, phải có tàn sát hết thảy quyết tâm. Ngươi chỉ cần giết chết Nhâm Phi Phàm, ta muốn ngươi là có thể lĩnh ngộ kiếm này. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới vậy ảo cảnh tình cảnh, nói ta sẽ không làm như vậy, ngươi không muốn lại sách chuyện này. Cổ Vĩnh Tiêu cười nói, nhưng mà ngươi đã làm, ở đó ảo cảnh bên trong, Nhâm Phi Phàm đích xác là chết ở bên trong tay ngươi. Diệp Thần ánh mắt run lên, lạnh lùng trợn mắt nhìn Cổ Vĩnh Tiêu một mắt. Cổ Vĩnh Tiêu tằng hắng một cái, cúi đầu nói, xin lỗi, tôn chủ, là ta lỗ máng, người có người nói, ta sẽ không lại hỏi tới. Tóm lại, cái này 7 ngày thời gian, ta sẽ nói trước bố cục, cùng Thiên Tâm lão tổ xuất hiện, chính là hắn ngày rỗ. Diệp Thần gật gật đầu nói, như vậy quá tốt. Lập tức, Cổ Vĩnh Tiêu ở lại luân hồi máu cung bên trong. Diệp Thần thì ở tinh nguyệt thần giáo trên đỉnh núi, tĩnh tâm điều tức tu luyện, phụ trợ huyết long chiếm đoạt bất hủ tôn long cốt. 7 ngày thời gian, thoáng một cái rồi biến mất. Trên đỉnh núi, bỗng nhiên truyền ra một đạo động trời tiếng rồng ngâm, chỉ gặp một cái huyết long, phóng lên cao, hào hùng oai rồng cuốn sạch bát phương, làm được toàn bộ tinh nguyệt giới cũng run rẩy. Tinh nguyệt giới bầu trời, cũng là hóa thành luân hồi tinh không, luân hồi thất tinh mạch lưỡng lờ, trong đó một viên long đằng mệnh tinh. Bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng, lộ ra bất hủ, bá đạo, uy mãnh, vô địch hơi thở, làm người ta rung động. Toàn bộ tinh nguyệt giới mọi người, ngước nhìn vậy long đằng mệnh tinh ánh sáng, đều là rung động, rất nhiều hơn luân hồi trận doanh các đệ tử,
rối rít quỳ xuống, trong miệng tán tụng Diệp Thần vĩ đại. Bởi vì bọn họ biết, thời khắc này Diệp Thần lại phải đột phá. Diệp Thần đứng ở trên đỉnh núi, cả người linh khí nổ. Hắn tu vi hơi thở, đã từ thiên huyền cảnh tầng 2 trời, đột phá đến 3 tầng thiên cảnh giới. Không sai, không tệ, Long Đằng mệnh tinh lột xác, để cho ta tu vi, vậy đi theo cùng nhau đột phá. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời lên luân hồi thất tinh khí tượng, nội tâm vậy là vô cùng hài lòng. Đi qua 7 ngày chiếm đoạt, hắn cùng huyết long cùng nhau, thành công cắn nuốt hết bất hủ tôn long cốt. Bất hủ tôn long cốt tất cả linh khí, cũng hoàn toàn dung nhập vào Long Đằng mệnh tinh bên trong. Long Đằng mệnh tinh bởi vì đột phá này tiến hóa, đổi được càng cường hãn. Diệp Thần phỏng đoán, nếu như hắn bùng nổ Long Đằng mệnh tinh mà nói, đủ để nhất kích trong nháy mắt giết một ít hơi yếu chính xác tiên đế cường giả. Cường hãn như vậy lực bộc phát, tự nhiên để cho Diệp Thần vô cùng hài lòng. Long Đằng mệnh tinh đột phá, hắn đối phó Thiên Tâm lão tổ, lại thêm mấy phần chắc chắn. Bước kế tiếp, hắn thậm chí có cơ hội, nắm trong tay Tịch Diệt Thiên Thư. Tịch Diệt Thiên Thư, là thần tích tụng đời điển chương 8, vô cùng lợi hại, năm đó bất hủ tôn long muốn luyện hóa, kết quả thất bại, cùng Tịch Diệt Thiên Thư song song bạo diệt. Hôm nay, thế gian một trang cuối cùng Tịch Diệt Thiên Thư, ngay tại Diệp Thần trong tay. Hơn nữa, năm đó luân hồi thiên thư bạo diệt sau đó, còn dư lại kiếp bụi, vậy toàn bộ ở Diệp Thần trong tay. Hắn cắn nuốt bất hủ tôn long cốt, lại thừa kế bất hủ tôn long rất nhiều cảm ngộ. Năm đó bất hủ tôn long, định luyện hóa Tịch Diệt Thiên Thư, mặc dù thất bại, nhưng đối với vậy Tịch Diệt Thiên Thư, hiểu cũng là cực sâu. Phần này hiểu, Diệp Thần đã thừa kế, hiện tại hắn muốn nắm trong tay vậy một trang Tịch Diệt Thiên Thư, còn có Tịch Diệt Thiên Thư kiếp bụi, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần đem tất cả Long Đằng mệnh tinh khí tượng, toàn bộ thu liếm, huyết long cũng trở về trong cơ thể hắn. Thời khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người lực lượng dâng trào, tinh khí dư thừa, tựa như có thể hoành đẩy thế gian hết thảy địch, ngang dọc thái thượng thế giới vô địch. Cái này thế gian, có thể uy hiếp được người hắn, đã không nhiều lắm. Dĩ nhiên, những cái kia có thể uy hiếp hắn tồn tại, lại đặc biệt đòi mạng, hắn cũng không dám chút nào khinh thị. Tôn chủ, chúc mừng đột phá. Đây là, Cổ Vĩnh Tiêu bóng người, từ phương xa phóng tới, khom người hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Chúc mừng hắn đột phá tu vi. Tiền bối, hôm nay là phải hay không luân hồi tinh ngày ngày? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, người gọi ra luân hồi huyền bi, là được có cảm ứng. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức đem trong cơ thể 9 khối luân hồi huyền bi, toàn bộ cho gọi ra tới. Vù vù. 9 khối luân hồi huyền bi, đồng loạt chấn động, toát ra lóa mắt ánh sáng rực rỡ. Mơ hồ cùng xa xôi thời không ở giữa lực lượng nào đó, lẫn nhau đồng tình. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm thấy cái này 9 khối luân hồi huyền bi, hơi thở đều chỉ hướng cùng một chỗ. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần ngay tức thì phát hiện, chỗ đó lại có thể ở Vũ Hoàng Thiên Giới, hơn nữa còn là Vũ Hoàng Thiên Giới cao nhất đỉnh, dẫn vô thần núi. Dẫn vô thần núi, Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai muốn phi thăng địa phương sao? Diệp Thần trong mắt động một cái. Cũng là cảm thấy vậy dẫn vô thần núi thần bí. Nghe nói ở cực kỳ lâu trước kia, Vũ Hoàng Cổ Đế liền làm chứng đạo không không làm chuẩn bị. Vậy dẫn vô thần núi, nghe nói có thể đem người tiếp đón đến không không lúc nào không bên trong đi. Nhiều năm qua như vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế ngay tại dẫn vô thần núi bên trong, tích xúc vô số thiên tài địa bảo, tăng lên khí vận phúc trạch. Chỗ đó, cũng là Vũ Hoàng Thiên Giới cấm địa, là Vạn Khư Thần Điện nghiêm lệnh cấm chỉ người bước vào địa phương. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, 9 khối luân hồi huyền bi hơi thở nơi chỉ dẫn địa phương, lại là dẫn vô thần núi, đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế coi là vận mệnh địa phương, là thái thượng thế giới địa mạch linh khí hội tụ chỗ. Dẫn vô thần núi, xem ra luân hồi tinh ngày ban phúc phủ xuống địa phương, chính là chỗ đó. Cổ Vĩnh Tiêu ngắm nhìn Diệp Thần, vậy theo dõi đến thiên cơ. Trăm năm một lần luân hồi tinh ngày, mỗi lần đều sẽ có ban phúc hạ xuống. Năm nay ban phúc địa điểm, chính là dẫn vô thần núi. Muốn lấy được ban phúc mà nói, nhất định phải đi dẫn vô thần núi chờ. Ban phúc chi địa, lại là ở Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, vậy cũng khó giải quyết. Diệp Thần chau mày, dẫn vô thần núi là Vạn Khư Thần Điện hạch tâm cấm địa, vòng ngoài không chỉ cấm chế rất nhiều,
hơn nữa có vô số cường giả trú đóng, muốn đột phá, tuyệt không phải chuyện dễ. Luân hồi tinh ngày ban phúc, đối Diệp Thần mà nói, thật ra thì tác dụng chừng mực, bởi vì hắn khí vận quá hừng hực, phổ thông ban phúc đối hắn đã vô dụng. Nếu như là lúc bình thường, Diệp Thần tuyệt đối không thể nào mạo hiểm, bước vào Vũ Hoàng cổ đế địa bàn. Nhưng lần này, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, Thiên Tâm lão tổ không thể nào thả qua cái này cơ hội. Luân hồi tinh ngày ban phúc, Thiên Tâm lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua, đó là hắn đúc thân thể niềm hy vọng. Tôn chủ, chúng ta có thể lặng lẽ lẻn vào Vũ Hoàng thiên giới, không muốn bứt dây động rừng, cùng Thiên Tâm lão tổ cùng Vạn Khư thần điện, lẫn nhau tranh đấu, chúng ta ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Cổ Vĩnh Tiêu đề nghị, hắn vậy đã nhìn ra, Thiên Tâm lão tổ khẳng định sẽ đi dẫn vô thần núi, đó là Vạn Khư thần điện cấm địa. Vũ Hoàng cổ đế tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Tâm lão tổ xông vào hắn cấm địa, vậy ngang hàng là một cước đạp nhập tim hắn, hắn tuyệt không khả năng tiếp nhận. Một khi Thiên Tâm lão tổ cùng Vũ Hoàng cổ đế tranh nhau, vậy Diệp Thần cơ hội đã tới rồi. Thiên Tâm lão tổ đánh thắng được Vũ Hoàng cổ đế sao? Diệp Thần tâm niệm vừa chuyển, lại nghĩ tới vấn đề này. Vũ Hoàng thiên giới, dẫu sao là Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, ở chỗ đó, Vũ Hoàng cổ đế là vô địch tồn tại. Ai cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Tôn chủ yên tâm, trước đây ngươi đột phá thiên huyền cảnh, Vũ Hoàng cổ đế bị phi phàm tiên đế tổn thương nặng, hắn hôm nay thương thế chưa lành, không thể nào áp chế được Thiên Tâm lão tổ, hai bên nếu như xé rách ra mặt, phỏng đoán cũng là lưỡng bại câu thương. Cổ Vĩnh Tiêu nói, Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, ban đầu hắn đánh vào thiên huyền cảnh thời điểm, nhâm phi phàm được nhiều thành tựu xuất sắc, sửa đổi đi qua, trăm gông chém hết. Một kiếm tổn thương nặng Vũ Hoàng cổ đế. Hôm nay Vũ Hoàng cổ đế, phỏng đoán còn ở chữa thương, coi như dựa vào Vũ Hoàng thiên giới địa mạch khí vận, chỉ sợ cũng khó mà tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ. Hai người quyết chiến, hơn phân nửa là ngọc đá cùng vỡ kết quả, Diệp Thần hoàn toàn có thể ngồi thu mưu lợi bất chính. Tốt lắm, tiền bối, chúng ta đi liền Vũ Hoàng thiên giới một chuyến, nhưng không thể kinh động người ngoài. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cũng là quyết định xong. Vũ Hoàng thiên giới tuy nguy hiểm, nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng phải đi xông vào một lần, nếu như thuận lợi, là có thể một lần hành động tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ, cướp lấy thiên bia. Tôn chủ mời yên tâm, ta nắm trong tay thế gian mạnh nhất ảo thuật, lấy ta ảo thuật thủ đoạn, chỉ cần chúng ta không bại lộ hơi thở, coi như Vũ Hoàng cổ đế đứng ở chúng ta trước mặt, cũng chưa chắc có thể phát hiện được chúng ta. Cổ Vĩnh Tiêu nói, được. Diệp Thần gật đầu, trong lòng vừa là khẩn trương. Lại là kích động. Hết thảy thương nghị xong, Diệp Thần liền dẫn Cổ Vĩnh Tiêu, trực tiếp biến dạng hư không, đột phá trùng trùng không gian, trực tiếp đi Vũ Hoàng thiên giới. Lá Tà Thần, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Kỳ Tư Thanh các người, còn có Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, thì ở lại tinh nguyệt giới trú đóng, để phòng bất chắc. Hôm nay luân hồi trận doanh phải đối mặt kẻ địch, thậm chí bao gồm không không thời không mạnh mẽ tồn tại, nếu như không có bọn họ trấn thủ nói. Sợ rằng toàn bộ tinh nguyệt giới, đều phải bị người hủy diệt. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, phá vỡ hư không, đi tới Vũ Hoàng thiên giới bên ngoài. Nhìn một cái, Diệp Thần liền thấy, Vũ Hoàng thiên giới phòng thủ, so trước kia nghiêm mật rất nhiều, khắp nơi đều là tuần tra cường giả, còn thật nhiều thần thú bảo vệ tượng đá, chiến đấu con rối vân. Vân, khí tượng 10 phần nguy nga. Như vậy phòng thủ nghiêm mật. Thứ nhất là bởi vì là Vũ Hoàng cổ đế bị thương, cần trùng trùng phòng bị. Thứ hai, là bởi vì là hôm nay là luân hồi tinh ngày ngày, luân hồi ban phúc tạo hóa, đem ở dẫn vô thần núi hiện ra, cho nên cần nghiêm mật phòng vệ. Rất nhiều phòng thủ tuần tra các cường giả, thật ra thì cũng không biết luân hồi tinh ngày bí ẩn, bọn họ chỉ cảm nhận được, dẫn vô thần núi bên kia, mơ hồ truyền tới không tầm thường tạo hóa hơi thở chập chờn, làm người ta bất an. Ai cũng có thể cảm nhận được, ngày hôm nay ngày này, tựa hồ cùng trước kia bất đồng. Diệp Thần thấy như vậy phòng thủ nghiêm mật, cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn Cổ Vĩnh Tiêu một mắt. Cổ Vĩnh Tiêu khí định thần nhàn, nói, tôn chủ, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, hắn lắc mình một cái, lại là hóa thành một cái quả đen, đi về trước phương bay đi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ lại, liền thấy Cổ Vĩnh Tiêu biến thành quả đen. Thật ra thì chỉ là ảo thuật, bản thể hắn cũng không có biến hóa. Nhưng ở vậy ảo thuật che giấu hạ, trừ Diệp Thần ra, ai cũng không nhìn ra bản thể hắn tồn tại.
Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, phát hiện mình cũng bị ảo thuật bao phủ, hóa thành quả đen. Hắn vỗ cánh bay lên, cùng Cổ Vĩnh Tiêu song song bay vào Vũ Hoàng Thiên Giới. Không thể không nói, Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật, đích xác là vô cùng tuyệt diệu, đơn giản là man thiên quá hải. Hai con quạ đen, từ tầng tầng vạn khư cường giả phòng thủ bên trong, mặc bay mà qua, không làm kinh động người bất kỳ. Những cái kia vạn khư các cường giả, vậy không phát hiện Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu khác thường. Hai người ung dung đột phá phòng ngự, bay vào Vũ Hoàng Thiên Giới, xa xa liền thấy thiên giới hết sức chi địa, có một tòa núi cao nguy nga, đó là thiên giới cao nhất đỉnh, Dẫn Vô Thần Núi. Ở lúc bình thường, Dẫn Vô Thần Núi bị vô số cấm chế bao phủ, người ngoài căn bản không thấy được. Trước kia Diệp Thần đã tới Vũ Hoàng Thiên Giới, liền không nhìn thấy ngọn núi này. Nhưng hôm nay là luân hồi tinh ngày ngày, luân hồi tạo hóa ban phúc, đem ở Dẫn Vô Thần Núi hiện ra. Vậy Dẫn Vô Thần Núi khí tượng, cũng là hiện ra. Đó là một tòa khổng lồ nguy nga cao đỉnh, trời quang mây tạnh, phù văn lượn lờ, đại khí vận năng lượng lững lờ, vô số tiên thú tiên cầm, còn quấn đỉnh núi bay vút lên, từng cái thác nước treo ngược, cổ mộc chọc trời, úc úc thanh thanh, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt, địa linh nhân kiệt, tựa như hội tụ thế gian nhất đậm đà tinh hoa, làm người ta rung động. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, ở một nơi tĩnh lặng chi địa, đáp xuống, lại khôi phục hình người, xa nhìn vậy Dẫn Vô Thần Núi. Tôn chủ, chúng ta trước chờ một chút, Thiên Tâm lão tổ hẳn rất mau đã tới rồi. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Diệp Thần nư một tiếng, liền tại chỗ chờ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Qua không tới chốc lát, Vũ Hoàng Thiên Giới ra, truyền tới một hồi hào hùng linh khí chập chờn, đó là tiên đế cấp bậc uy áp. Cảm nhận được cổ uy áp này, tất cả trấn thủ thiên giới vạn khư các cường giả, đều là lộ ra to lớn khiếp sợ cùng vẻ kiêng kỵ. Chỉ gặp chân trời linh khí nổ tung, một đạo thân ảnh đạp phá hư không, hạ xuống xuống, chính là Thiên Tâm lão tổ. Ở Thiên Tâm lão tổ sau lưng, lại cùng một cái ông già, là ngày xưa Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, hôm nay là Thiên Tâm lão tổ người làm. Diệp Thần cùng Cổ Vĩnh Tiêu, thần thức phóng thích, xa xa thấy một màn này, trong lòng đều là kêu lên. Thiên Tâm lão tổ tới. Trước đây ở Bất Hủ Thần Quốc, Diệp Thần mượn dùng Nham Thần Thiên Tôn lực lượng, thúc giục Kim Trương Thần Ấn, hung hăng tổn thương nặng Thiên Tâm lão tổ. Bất quá giờ phút này, xem Thiên Tâm lão tổ khí định thần nhàn hình dáng, hắn hiển nhiên là hoàn toàn khôi phục lại. Có thiên bia hắn, năng lực khôi phục thậm chí so Diệp Thần còn cường hãn hơn. Thiên Tâm lão tổ xuất hiện, để cho được toàn bộ Vạn Khư Thần Điện, thậm chí là toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, đều là như lâm đại địch. Các phương cường giả, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thiên Tâm lão tổ ngắm nhìn bốn phía, thấy chàng diện này, ngược lại là thong thả, cười nói, Vũ Hoàng Cổ Đế người đâu? Kêu hắn đi ra gặp ta. Lời nói này nói được đặc biệt vô lễ, hết sức kiêu ngạo, nhưng toàn trường không một người dám lên tiếng chống đỡ, người người trầm mặc, chỉ ngưng thần phòng bị. Rào. Chỉ chốc lát sau, Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn bên kia, có một đạo băng tuyết lưu quang phóng tới, liền gặp một cái tuyệt lệ băng tuyết cô gái, đạp không hạ xuống, sau lưng lơ lửng một ly băng vân cổ đèn, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Ngay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh, bay bắn tới, đi theo ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sau lưng. Một người trong đó, là Vũ Hoàng Dã, Diệp Thần đã từng là học trò. Một người khác, lại là Phù Đồ Huyền, đến từ không không thời không cường giả, Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa một trong, Võ Cực Thiên Hạ Đạo Thư người chấp trưởng. Diệp Thần xa xa thấy Vũ Hoàng Dã, gặp hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối lưu luyến ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại trên, mang vô hạn quyến luyến ý, không khỏi được than thở một tiếng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn tên đồ đệ này, lại có thể sẽ bởi vì là một người phụ nữ phản bội hắn. Cái này thế gian, khó khăn nhất phán đoán, quả nhiên chính là tơ tình. Tôn chủ, đó là đồ đệ của ngươi sao? Cổ Vĩnh Tiêu vậy nhìn xảy ra chút đầu mối, thiên cơ thấy rõ dưới, mơ hồ cảm thấy khác thường. Diệp Thần im lặng không nói, chỉ gật đầu một cái. Muốn ta giúp ngươi giết hắn sao? Cổ Vĩnh Tiêu lại hỏi, trong mắt bắn ra bén ý định giết người, gương mặt như pho tượng vô tình lạnh lùng, ngày xưa ám các chủ, không không lúc nào không đệ nhất sát thủ khí tức lạnh lùng, lại đang trên người hắn lần nữa nổi lên. Diệp Thần sửng sốt một tí, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Cổ Vĩnh Tiêu im lặng,
không nói thêm gì nữa. Chỉ gặp bầu trời bên kia, Thiên Tâm lão tổ kiêu căng đứng, trực diện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Giã các người, không có chút nào sợ, lạnh nhạt nói, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, nghĩa phụ của ngươi người đâu? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bình tĩnh nói, nghĩa phụ hắn bị trọng thương, hôm nay còn ở điều dưỡng, không biết Thiên Tâm lão tổ hạ xuống, có gì sao? Thiên Tâm lão tổ ha ha cười một tiếng, chỉ phương xa dẫn vô thần núi, nói các ngươi Vũ Hoàng thiên giới, đem có một đạo cơ duyên tạo hóa hạ xuống, vậy cơ duyên tạo hóa, đối các ngươi vô dụng, nhưng đối với ta nhưng là vô cùng trọng yếu. Ta muốn đi ngọn núi kia, thu lấy cơ duyên, các ngươi đều tránh ra đi. Lời nói này lại là cuồng ngạo vô biên, hồn nhiên không đem Vạn Khư Thần Điện đặt ở bên trong mắt. Tại chỗ rất nhiều Vạn Khư Thần Điện các cường giả, đều là tức giận, không ít người sử dụng binh khí pháp bảo, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thiên Tâm lão tổ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một thân một mình, coi như hơn nữa một cái Diệp Thuần Quân, vậy tuyệt đối không thể nào đối kháng toàn bộ Vạn Khư Thần Điện. Hắn dám xông vào, cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Tâm lão tổ hiển nhiên cũng biết một điểm này, nhưng nói chuyện không có một chút khách khí thu liếm, cuồng ngạo càn rỡ hết sức, hiển nhiên là ỷ mình thiên bia nơi tay, không sợ người bất kỳ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt đẹp đông lại một cái, nhìn xem dẫn vô thần núi, vừa nhìn về phía Thiên Tâm lão tổ, nói, xin lỗi, Thiên Tâm lão tổ, vậy dẫn vô thần núi, là ta Vạn Khư cấm địa, trừ nghĩa phụ ta bên ngoài, cũng không ai chính xác đến gần, ta không thể thả ngươi đi qua. Thiên Tâm lão tổ lạnh lùng nói, nếu như ta nghiêng phải đi đâu? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ánh mắt run lên, nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Nàng tiếng nói rơi xuống, chung quanh tất cả Vạn Khư Thần Điện cường giả, ùn ùn kéo đến, chi chít, toàn bộ gào thét tới, đem Thiên Tâm lão tổ vây quanh vòng tròn. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, tất cả Vạn Khư cường giả ra tay, đủ để đem Thiên Tâm lão tổ bằng thây vạn đoạn. Dĩ nhiên, làm như vậy, giá phải trả tất nhiên là thảm thiết. Thiên Tâm lão tổ chấp trưởng thiên bia, coi như bị giết chết, hắn có lực lượng, vậy đủ để đem hơn nửa Vạn Khư Thần Điện phá hủy. Đến lúc đó, Vạn Khư Thần Điện coi như bắt được thiên bia, cũng không khả năng thủ được, chỉ là người khác làm đồ cưới thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đều không thể thả Thiên Tâm lão tổ đi vào, nếu không Vạn Khư Thần Điện mất hết mặt mũi. Huống chi, vậy dẫn vô thần núi trọng yếu như vậy, nếu là linh khí bị Thiên Tâm lão tổ nhiễu loạn, đó cũng là phiền toái hết sức. Ha ha, đó chính là muốn xé rách ra mặt. Ta không muốn cùng các ngươi Vạn Khư tranh đấu, chỉ cần các ngươi thả ta đi vào, ta chỉ lấy một đạo cơ duyên. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho các ngươi một viên thiên bia đan. Thiên Tâm lão tổ bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay hiện ra một viên cổ xưa đan dược, phía trên khắc thiên bia đặc thù phù văn, linh khí dư thừa hết sức. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy viên này thiên bia đan, trong mắt khẽ động. Thiên Tâm lão tổ nói, viên này thiên bia đan, hàm chứa thiên bia linh khí, có thể giúp Vũ Hoàng cổ đế chữa thương, các ngươi chỉ cần thả ta đi vào, đan dược này liền là của các ngươi. Hắn nóng này tuy cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, nếu như có thể thích đáng thương lượng tiến vào, hắn tự nhiên cũng không muốn cá chết lưới rách. Dẫu sao, nơi này là Vạn Khư địa bàn, nếu đánh thật, chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả. Thấy Thiên Tâm lão tổ viên đan dược này, toàn trường Vạn Khư các cường giả, nhất thời một hồi xôn xao. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng có chút do dự, cầm nặn không chừng. Lúc này, Phù Đồ Huyền tiến tới nàng bên người, dỉ tai mấy câu. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, hướng Thiên Tâm lão tổ nói, Thiên Tâm lão tổ, chúng ta định một ước chiến như thế nào? Thiên Tâm lão tổ nói, cái gì ước chiến? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, ngươi ra tay, ta đón ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể ở trong vòng ba chiêu đánh bại ta, ta liền thả ngươi đi vào. Ngươi như thua, ngươi liền lập tức rời đi. Nhưng, bỏ mặc thắng hay thua, ngươi viên này thiên bia đan, cũng phải giao cho ta. Nghe vậy, Thiên Tâm lão tổ vui vẻ cười to, nói, cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng, ngươi lấy là ngươi là luân hồi chi chủ. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, nếu là tiếp ta ba chiêu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ưỡn ngực, một bộ ngạo nghễ tư thái, trong tay sử dụng trường kiếm, sau lưng băng vân cổ đèn thúc dục, nói, vậy ngươi ra tay chính là, nếu là ngươi thật có thể giết chết ta, đó cũng là ta kỹ không bằng người, Vạn Khư sẽ không hướng ngươi báo thù, ngươi vậy vẫn có thể đi vào,
thu lấy ngươi cơ duyên. Thiên Tâm lão tổ cười to, nói, được, rất tốt. Cô gái nhỏ, người có năm đó băng thần thiên tôn phong độ, ta liền so tài với ngươi so tài, bất kể là thắng hay thua, ta ngày này bia đan cho ngươi cũng không sao. Dứt lời, Thiên Tâm lão tổ rút ra một kiếm, lại cầm trong tay thiên bia đan, trực tiếp ném cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhận lấy thiên bia đan, gặp hắn tốt như vậy nói chuyện, trong lòng cũng không cho là lạ. Bởi vì nàng biết, viên này thiên bia đan, hàm chứa thiên bia vô số nhân quả dấu vết, nếu là Vũ Hoàng cổ đế thật ăn, coi như có thể nhanh chóng chữa thương, vậy nhất định bị trồng nhân quả, sau này có vô cùng vô tận phiền toái. Nhưng, nàng tin tưởng, Vũ Hoàng cổ đế nhất định mới có thể có biện pháp giải quyết, lập tức liền đem thiên bia đan chuyển giao cho Vũ Hoàng Dã, dặn dò cầm đi cho nghĩa phụ ta. Vũ Hoàng Dã nghe Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phân phó, thật là như văn âm thanh thiên nhiên, cả người run rẩy, cung kính gật đầu nói, Ngạo Tuyết tiểu thư. Lập tức liền dẫn thiên bia đan, xoay người rời đi. Thiên Tâm lão tổ thấy vậy, khẽ mỉm cười, trong đầu nghĩ, nếu là Vũ Hoàng cổ đế, thật dám ăn ta viên đan dược này, bị ta trồng vô số nhân quả dấu vết, hắn sau này thì phiền toái. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nghiêng cầm trường kiếm, xa xa cùng Thiên Tâm lão tổ đối lập, nói Thiên Tâm lão tổ, mời. Thiên Tâm lão tổ nâng kiếm nơi tay, cười nói, được, liền để cho ta xem, người cái này băng thần truyền nhân, có hay không tư cách tiếp ta ba chiêu. Giữa hai người chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, xa xa thấy một màn này. Cổ Vĩnh Tiêu nói, tôn chủ, đến lúc rồi, chúng ta lập tức đi dẫn vô thần núi, bố trí đại trận cạm bẫy, cùng vậy Thiên Tâm lão tổ đạp đi vào. Diệp Thần nói, chỉ sợ hắn không vào được. Cổ Vĩnh Tiêu nói, sẽ không, Thiên Tâm lão tổ người này, tính tình tàn bạo, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không tiếc giá phải trả, liều chết xung phong đi vào. Hắn là thiên bia linh thể, muốn đúc thân xác, chân thực thật quá khó khăn, mất đi thanh liên chú thánh pháp, hắn chỉ có thể dựa vào luân hồi tinh ngày ban phúc, nếu là bỏ qua ngày hôm nay, hắn nếu lại cùng trăm năm. Diệp Thần gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi liền dẫn vô thần núi. Lập tức, Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, lại hóa thành quả đen, hướng dẫn vô thần núi bay đi. Cái này quả đen biến hóa, tự nhiên cũng là ảo thuật. Một đường phá không phi hành, hai người rất nhanh là đến Vũ Hoàng Thiên giới cuối, nguy nga cao lớn dẫn vô thần núi, khoảng cách gần xuất hiện ở trước mặt hai người, các loại tiên khí nhô lên, trời quang mây tạnh cảnh tượng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Chỉ gặp ở dẫn vô thần ngoài núi, có từng tầng một cấm chế phủ văn vần quanh. Những cấm chế này, hội tụ thành một cái trứng to lớn xác vậy, đem cả tòa dẫn vô thần núi, cũng bao phủ đi vào. Mà ở dẫn vô thần ngoài núi vây, còn có một cái người mặc hạng nặng khôi giáp cường giả, ở chấn thủ, còn thật nhiều chiến đấu con rối, phủ văn con rối, đồ sộ con rối đá vân. Vân, tất cả hộ sơn thần thú tiên cầm bay động, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, hóa thân quả đen, im hơi lặng tiếng liền bay đến dẫn vô thần ngoài núi, cũng không có đưa tới những cái kia chấn thủ người chú ý. Ồ, lại là hắn. Đột nhiên, Cổ Vĩnh Tiêu phát ra một hồi tiếng kinh dị, ánh mắt mong xuống phía dưới một cái chấn thủ người. Diệp Thần vậy dọc theo Cổ Vĩnh Tiêu ánh mắt nhìn tiếp, chỉ gặp phía dưới có một cái chấn thủ người, lộ vẻ được đặc biệt nhìn chăm chú. Cái khác chấn thủ người, đều là người mặc trọng giáp, cầm trong tay hạng nặng súng kích binh khí, thế nhưng cái chấn thủ người, nhưng là cả người quần áo vải thô, tráng kiện trầm ổn bắp thịt, như pho tượng hiển hiện ra, trên tay không binh khí gì, chỉ ở sau lưng đeo một cây cung. Cùng hắn vậy đơn sơ quần áo so sánh, sau lưng hắn vậy cầm cung, thì lộ vẻ được rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, giống như là dùng tinh thần vẫn thạch đúc thành, trầm chuyết phong phú, dây cung là viễn cổ rồng thần gân rồng, phía trên lưu động phù văn huyền ảo, mỗi một đạo phù văn đều giống như là cái gì cổ xưa đồ đằng, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí tâm thần cảm giác rung động. Càng đặc biệt, là cái này áo vải gánh cung chấn thủ người, trên mặt mang dạ xoa mặt nạ, cũng không có hiển hiện ra mình chân thật tướng mạo. Người nọ là ai? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vậy cảm thấy vậy chấn thủ người bất phàm. Là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp dạ xoa một trong, tên là Khương Tiêu Vân, được gọi là Lớn Nghệ Vương, tu vi đã sắp đến gần thiên đế, không nghĩ tới hắn lại có thể vậy hạ xuống đến thế giới hiện thật, là Vũ Hoàng cổ đế trợ lực. Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt trầm xuống, thật sâu cảm thấy kiêng kỵ.
lúc đầu người này cũng là thập đại dạ xoa một trong. Đà Đế Thiên Tông có 10 đại hộ pháp dạ xoa, Diệp Thần trước kia vậy gặp qua một cái, đó chính là chấp trưởng võ cực đạo thư phủ Đồ Huyền. Cái này Khương Tiêu Vân, cũng là thập đại dạ xoa một trong, xem hơi thở so với phủ Đồ Huyền, lợi hại hơn rất nhiều. Không không thời không cường giả, cho dù là đến gần thiên đế mạnh mẽ tồn tại, hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó, vậy sẽ phải chịu các loại chế ước, tu vi không thể hoàn toàn phát huy, tối đa chỉ có thể đến tiên đế bước. Bởi vì tiên đế, chính là thái thượng thế giới hệ thống tu luyện cực điểm, vậy mà nói, thế giới hiện thật không thể nào có so tiên đế cường đại hơn tồn tại. Cường đại hơn nói, liền sẽ phải chịu không không thời không tiếp đón, muốn phá không phi thăng, không thể lại ở lại đời này thiên địa. Cho nên, vậy không không thời không cường giả, nếu như không phải là có vô cùng trọng yếu sự việc, đều sẽ không hạ xuống đến thực tế. Thứ nhất, là sẽ phải chịu chân lý đại đạo chế tài, đạo tâm gặp cắn trả. Thứ hai, hạ xuống thực tế, tu vi thật to bị hạn chế, thực lực bản thân không phát huy ra được, giống như một phú khả địch quốc đại phú ông, bị ném tới một xã nghèo vùng đất hoang bên trong, rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào sử dụng, vậy thì thật là cực kỳ khó chịu. Nhưng, cái này Khương Tiêu Vân, và trước kia phù Đồ Huyền như nhau, vậy hạ xuống đến vạn khư, là vũ hoàng cổ đế cống hiến, hắn hiển nhiên là có tuyệt đối trung thành tín ngưỡng. Đó là đối vũ hoàng cổ đế tín ngưỡng, đối tương lai cổ thần đứng đầu tín ngưỡng. Nếu như không phải là bởi vì phần này tín ngưỡng, xem phù Đồ Huyền, Khương Tiêu Vân này nhóm cường giả, không thể nào buông tha không không thời không nơi phồn hoa, hạ xuống đến thực tế cái này phiến không thú vị thiên địa. Thực tế chỉ có một cái thời gian tuyến, không không lúc nào không có vô số có thể, bỏ ra hệ thống tu luyện không nói, không không thời không vui thú, cũng không phải thế giới hiện thật có thể so sánh, đây mới thật sự là nơi phồn hoa, có vô cùng vui thú. Tôn chủ, chúng ta cẩn thận một chút, không nên bị cái này Khương Tiêu Vân phát hiện. Cái này Khương Tiêu Vân, nắm trong tay một môn 33 thiên thần thuật, tên là Nghệ Lạc Thiên Thuật Bắn. Một tay thuật bắn cung ở không không lúc nào không cơ hồ có thể coi là thứ nhất, vô cùng lợi hại. Sau lưng hắn lưng đeo cung, kêu lớn Nghệ Cung, cũng là Nghệ Lạc Thiên Thuật Bắn kèm thần khí, sát phạt cũng là cực kỳ khủng bố, hắn thậm chí đã từng vượt cấp đã bắn giết qua thiên đế. Nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta liền nguy hiểm. Cổ Vĩnh Tiêu giọng bên trong, mang sâu đậm kiêng kỵ. Khương Tiêu Vân được gọi là hơi lớn Nghệ Vương, tuy không phải trời đế. Nhưng dựa vào lớn Nghệ Cung cùng Nghệ Lạc Thiên Thuật Bắn, hắn thậm chí có thể vượt cấp bắn chết thiên đế, thực lực có thể tưởng tượng được. Coi như ở bên trong thế giới hiện thật mặt, hắn tu vi bị thật to hạn chế, nhưng tuyệt đối cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nếu không, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng sẽ không phái hắn trấn thủ dẫn vô thần núi. Cổ Vĩnh Tiêu chỉ sợ bại lộ, vội vàng tăng cường ảo thuật, sau đó cùng Diệp Thần bay về phía dẫn vô thần núi. Dẫn vô thần núi có cấm chế bảo vệ, nhưng Diệp Thần nắm giữ đại hoang thâu thiên thuật, có thể đem những cấm chế kia phù văn trộm mất, từ đó không tiếng động lẻn vào đi vào, sẽ không kinh động người ngoài. Ừ, nhưng ngay tại hai người đến gần dẫn vô thần núi, muốn lặn đi vào thời điểm, phía dưới Khương Tiêu Vân, nhướng mày một cái, phát ra một đạo giọng mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu biến thành quả đen. Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật thủ đoạn cao minh vô cùng, cho dù là Khương Tiêu Vân, cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường. Dẫn vô thần núi chim tiên cầm rất nhiều, hai con quạ đen xuất hiện, vậy không việc gì kỳ quái. Nhưng, Khương Tiêu Vân trong mắt bên trong, chính là toát ra vẻ nghi hoặc thần sắc. Từ không không lúc nào không cường giả trực giác, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chỉ gặp hắn bắt lại sau lưng lớn Nghệ Cung, hai ngón tay khoác lên trên dây cung, tiện tay kéo một cái, linh khí hội tụ. Băng đích một tiếng, một chi linh khí mũi tên, liền phá không hướng trên trời bắn tới. Chi này linh khí mũi tên, phân quang hóa ảnh, đến nửa đường lại chia làm hai, phân biệt bắn chết hướng Diệp Thần cùng Cổ Vĩnh Tiêu. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, cái này Khương Tiêu Vân, không hổ là được gọi là lớn Nghệ Vương nhân vật, tiện tay bắn ra một mũi tên, kinh khí kinh khủng, cứ như muốn xuyên thấu tinh không hoàn vũ, lực sát thương sắc bén hết sức. Đây là thuần túy một mũi tên, không có chút nào lòe loẹt, chỉ có phá giết lực đạo, xuyên thấu uy lực, sát phạt xuyên thủng nhuệ khí. Muốn tiếp một mũi tên này mà nói, Diệp Thần phải xuất kiếm. Hắn chỉ cần vừa ra kiếm, ảo thuật hình thái liền không cách nào giữ, ắt phải bại lộ chân thân,
hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tôn chủ, người đi trước. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Cổ Vĩnh Tiêu hướng Diệp Thần gầm thét một tiếng, vung tay lên, một cổ lực lượng nhu hòa, liền đem Diệp Thần đẩy về phía mặt đất. Diệp Thần liền thấy, hắn mới vừa ở địa phương đó, còn sót lại quả đen ảo ảnh, bị một mũi tên xuyên thủng mà qua, máu tươi lông vũ văng tung tóe, tại chỗ bị bắn chết. Vậy quả đen thi thể, còn từ trời cao rơi xuống, biến hóa thành một cái hình người thi thể, thật giống như ảo ảnh bị bắn thủng. Nhưng Diệp Thần biết, cái này cái gì quả đen, cái gì thi thể, đều như cũ là ảo ảnh. Đây là Cổ Vĩnh Tiêu thủ đoạn, hai tầng ảo ảnh biến hóa, như trong mộng mộng, tựa hồ là muốn lừa dối Khương Tiêu Vân. Hắn thân thể, đã bị một tầng mộng ảo ánh sáng bao phủ, cùng chung quanh bầu trời hoàn cảnh hòa làm một thể, rơi xuống mặt đất, như một đầu tắc kẻ bông dung nhập vào ở giữa thiên địa, ai cũng không phát hiện hắn tồn tại. Bầu trời bên trong, Cổ Vĩnh Tiêu mắt xem Khương Tiêu Vân linh tên bắn đến, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục huyền thế thiên bàn ngăn cản. Đinh một tiếng. Vậy linh tên bắn ở huyền thế thiên bàn phía trên, liền bị văng ra. Nhưng, Cổ Vĩnh Tiêu vận dụng linh khí, lại cũng không cách nào duy trì ảo thuật hình thái, thân hình trực tiếp bại lộ ra. Giết thiên đế, là ngươi. Khương Tiêu Vân thấy Cổ Vĩnh Tiêu bóng người, trong con người dâng lên to lớn chấn động ngạc vẻ, lại nhìn xem vậy bị bắn chết rơi xuống thi thể, chỉ cho là Cổ Vĩnh Tiêu tùy tùng, bị hắn một mũi tên bắn chết, căn bản không phát hiện đây là thay mận đổi đào, kim thiền thoát xác thủ đoạn. Vậy ảo ảnh sau lưng chân thân Diệp Thần, đã sớm rơi xuống đất. Chung quanh rất nhiều trấn thủ các người, thấy lại có kẻ địch xâm lược, nhất thời tức giận thất sắc, vội vàng xách binh khí vây giết tới đây. Trước đừng động. Khương Tiêu Vân giơ tay lên một cái, những cái kia trấn thủ người lập tức dừng lại ở bước chân. Diệp Thần ở trên mặt đất, thấy như vậy làm hành cấm chỉ tình cảnh, cũng biết vậy lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, địa vị tất nhiên là cực cao. Giết thiên đế, ngươi không phải ở cổ huyễn giới bế quan sao? Ngươi tới đây bên trong làm gì? Khương Tiêu Vân nhìn chằm chằm Cổ Vĩnh Tiêu, lớn tiếng chất vấn lên, ngược lại không có thời gian đầu tiên động thủ. Dẫu sao Cổ Vĩnh Tiêu thân phận, đặc biệt đặc thù, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hề muốn xé rách ra mặt. Cổ Vĩnh Tiêu lạnh nhạt nói, ta nghe nói cái này dẫn vô thần núi, sắp có đại cơ duyên hạ xuống, muốn tới xem xong. Hắn vừa nói, vừa hướng Diệp Thần truyền âm nói. Tôn chủ, nhanh lên một chút vào núi, Thiên Tâm Lão Tổ lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị xong đại trận cạm bẫy, nhất định phải đem Thiên Tâm Lão Tổ bắt. Diệp Thần thấy Cổ Vĩnh Tiêu cùng Khương Tiêu Vân xa xa rằng co hình dáng, trong lòng lo âu. Nhưng gặp vậy Khương Tiêu Vân, tựa hồ vậy nơi có điều cố kỵ, không dám tùy tiện xé rách ra mặt, trong lòng lại thoáng an thần. Lập tức, Diệp Thần thi triển đại hoang thâu thiên thuật, trộm đi phía trước cấm chế mấy đạo phù văn, giải quyết hết cấm chế phong tỏa, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong núi. Nếu như là người bình thường, thậm chí Thiên Tâm Lão Tổ, mà Tổ Vô Thiên, Thiên nữ cùng người tới, đối mặt cái này dẫn vô thần núi cấm chế, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp đánh vào đột phá. Nhưng Diệp Thần không cùng, hắn nắm giữ đại hoang thâu thiên thuật, nhưng là có thể dễ dàng, không bứt dây động rừng, lặng yên không một tiếng động liền lẻn vào đi vào. Lẻn vào trong núi sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy trong cơ thể chín khối luân hồi huyền bi, cùng trên đỉnh núi linh khí, lẫn nhau đồng tình. Hiển nhiên, ngày hôm nay luân hồi tinh ngày. Quả nhiên là có ban phúc tạo hóa, sắp hạ xuống ở trên núi. Diệp Thần vừa hướng trước đỉnh núi chạy như bay, một bên quay đầu nhìn bên ngoài. Chỉ gặp Khương Tiêu Vân cầm lớn nghệ cung, hơi thở bộc phát thâm trầm khủng bố, trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Vĩnh Tiêu, nói, giết thiên đế, ngươi cùng ta nói thật đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta làm sao ở trên mình ngươi, đánh hơi được một chút khí tức như có như không, làm người ta đặc biệt ghét, hình như là luân hồi hơi thở. Khương Tiêu Vân hít mũi một cái, tựa hồ cảm thấy được cái gì, trong ánh mắt cũng là toát ra chán ghét thần sắc, thậm chí còn lộ ra một chút ý định giết người. Ngươi đang nói gì, ta chỉ là muốn xem trên ngọn núi kia, có cơ duyên gì, ngươi không cho cũng được đi. Cổ Vĩnh Tiêu nhìn một chút dẫn vô thần núi đỉnh núi, chợt lại lộ ra một ít biểu tình thất vọng, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Ha ha, ngươi ở chột dạ, có phải hay không? Cổ thần bệ hạ địa bàn, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người làm nơi này là địa phương nào? Trước bắt hắn,
Khương Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, chung quanh tất cả trấn thủ người, liền huy động súng kích cự đao, hướng Cổ Vĩnh Tiêu chém chết đi. Vạn hoa đồng huyết nhãn, mở. Cổ Vĩnh Tiêu con mắt trái, bỗng nhiên hóa thành máu đỏ màu sắc, bên trong có vạn hoa đồng khí tượng hiện lên, mắt phải ngược lại là không có biến hóa chút nào. Hắn ở 7 ngày trước, vì đánh lui Hồng Nguyệt yêu nữ, liền động tới vạn hoa đồng huyết nhãn. Cửa này thần thuật, đối với thân thể con người tiêu hao cực kỳ to lớn, hôm nay chỉ qua 7 ngày, Cổ Vĩnh Tiêu còn không hoàn toàn khôi phục như cũ, chỉ có thể mở một con mắt. Nhưng một con mắt mở, uy lực cũng là khủng bố. Chỉ thấy chung quanh hư không, bỗng nhiên vặn vẹo biến hóa, thật giống như bị vô số ảo ảnh bao phủ. Trong hư không, xuất hiện từng cái ác ma xúc tu, còn có từng cái rắn độc, còn có các loại không thể danh trạng đen sẫm ma vật. Những cái kia liều chết xông tới trấn thủ các người, lập tức bị vô số ảo ảnh quấn quanh, phát ra nhọn kêu thảm thiết, như đụng vào liệt hỏa bướm đêm vậy, thân thể rối rít từ không trung rơi xuống. Mà Cổ Vĩnh Tiêu huyết nhãn bên trong, vậy chảy ra máu loáng, hiển nhiên tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiền bối. Diệp Thần xa xa thấy Cổ Vĩnh Tiêu như vậy hình dáng, nội tâm bộc phát lo âu. Rất tốt, không hổ là đệ nhất thiên hạ ảo thuật cao thủ, đáng tiếc, giết thiên đế, người tu vi rơi xuống quá nhiều, người không phải ta địch thủ. Khương Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tự tin cùng quyết đoán. Cổ Vĩnh Tiêu đã mở ra một cái vạn hoa đồng huyết nhãn, thế nhưng các loại ảo thuật khí tượng, cũng không có thể ảnh hưởng đến Khương Tiêu Vân. Khương Tiêu Vân con mắt kiên quyết, từ hắn trong con ngươi, là có thể nhìn ra hắn đạo tâm cùng ý chí, tuyệt không phải phổ thông ảo thuật có thể dung chuyển. Nếu như Cổ Vĩnh Tiêu thực lực, có thể khôi phục lại không không thời không tiêu chuẩn, hắn có thể sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu, tu vi rơi xuống quá nhiều, hắn cũng không sợ. Băng. Chỉ gặp Khương Tiêu Vân dương cung bắn tên, một chi như rồng vậy linh khí mũi tên, nổ bắn ra ra, xuyên thấu trùng trùng ảo ảnh, hướng Cổ Vĩnh Tiêu bắn chết đi. Cổ Vĩnh Tiêu sắc mặt trầm xuống, lập tức thi triển ảo thuật, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, mình chân thân ẩn nặc, tránh ở một bên tầng mây bên trong. Nhưng không ngờ, Khương Tiêu Vân mũi tên, bắn tới nửa đường, đột nhiên quẹo cua, rời đi quỹ tích, bắn chết hướng hắn chân thân. Nguy rồi! Cổ Vĩnh Tiêu thần sắc đại biến, không nghĩ tới mình lưu lại ảo ảnh, lại có thể mê muội không tới đối phương. Phốc xích. Khương Tiêu Vân một mũi tên phá không xuyên vân, bắn tới Cổ Vĩnh Tiêu chân thân trên, người sau ngực bị xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, rơi xuống đất, lập tức bị trọng thương. Ta nói, người hôm nay ảo thuật, còn mê muội không tới ta. Khương Tiêu Vân ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, lại hội tụ trong thiên địa canh kim hơi thở. Hóa thành 4 cây màu vàng mũi tên, băng băng bắn liên tục ra, bắn thủng Cổ Vĩnh Tiêu tứ chi, đem hắn đóng xuống đất. Cổ Vĩnh Tiêu một tiếng hét thảm, liền hôn mê bất tỉnh. Tiền bối. Diệp Thần thấy vậy, nội tâm khẩn trương, muốn xông ra cứu người, nhưng lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một giọng nói. Đừng xung động, đối phó thiên tâm lão tổ muốn chặt. Là thiên quyền đại đế thanh âm, hắn đang khuyên ngăn Diệp Thần. Vậy lớn nghệ vương, tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết Cổ Vĩnh Tiêu, người không cần quá lo lắng. Hơn nữa, Cổ Vĩnh Tiêu tinh thông ảo thuật, hắn tất nhiên có thoát thân phương pháp. Người trước hay là đi đỉnh núi chuẩn bị, bắt thiên tâm lão tổ muốn chặt. Thật ra thì Cổ Vĩnh Tiêu có thể hay không bị giết, có thể hay không thoát khốn, thiên quyền đại đế vậy không chắc chắn. Hắn chỉ là không muốn Diệp Thần ra đi chịu chết. Bên ngoài rất nhiều trấn thủ người. Người người đều không phải là đèn cạn dầu, đặc biệt là vậy Khương Tiêu Vân, lại là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa một trong, tu vi cực kỳ cường hãn, càng chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nếu là Diệp Thần đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại Khương Tiêu Vân cung tên. Người đâu, đem giết thiên đế áp xuống đi, thật tốt trông coi. Chỉ nghe Khương Tiêu Vân một tiếng hò hét, ra lệnh đi, chung quanh rất nhiều trấn thủ các người, liền sẽ bị đóng xuống đất. Đã choáng váng mê Cổ Vĩnh Tiêu nâng lên, áp tải đi xuống. Những thứ này trấn thủ người, mới vừa bị vô số ảo thuật triền thân, thống khổ khó hiểu, hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu tuy choáng váng mê, thế nhưng chút ảo thuật ăn mòn, như cũ có to lớn lưu lại. Nhưng mà, bọn họ nhưng hoàn toàn không sợ, toàn bộ tỉnh hồn lại, hoặc là thi hành nhiệm vụ, hoặc tiếp tục thần bảo vệ núi, đủ thấy bọn họ đạo tâm bền bỉ, tuyệt không phải bình thường.
Diệp Thần thấy Cổ Vĩnh Tiêu bị giải đi, lại là lòng như lửa đốt. Mộ chủ đại nhân, Bắt Thiên Tâm lão tổ muốn chặt. Thiên Quyền đại đế nhắc nhở lần nữa, hắn phỏng đoán Cổ Vĩnh Tiêu là giữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ Diệp Thần ra đi chịu chết. Luân hồi thiên quốc trật tự thành lập, tất nhiên sẽ kèm theo vô số hy sinh, Cổ Vĩnh Tiêu không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Diệp Thần trong bụng bi thương, chẳng lẽ mới vừa chiêu mộ một thành viên đại tướng, nhanh như vậy liền phải bỏ mạng. Hắn muốn đi cứu viện, nhưng hắn cũng biết, lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân đứng bên ngoài bên, hắn không thể nào có xuất thủ cứu người cơ hội. Trong lòng không biết làm sao mà tức giận, Diệp Thần khát vọng đối với lực lượng, cũng là bộc phát nóng rực. Nếu như hắn có đủ thực lực, liền có thể trực tiếp giết chết Khương Tiêu Vân, nơi nào còn cần hy sinh Cổ Vĩnh Tiêu. Chỉ là hôm nay, hắn thực lực còn chưa đủ. Chí ít, muốn lấy được thiên bia, mới có nghịch thiên khả năng đột phá. Thiên Tâm lão tổ, ta muốn ngươi chết, thiên bia là ta. Diệp Thần trong mắt toát ra như dã thú hung tàn thần sắc, từng bước một đi trên đỉnh núi bay vút đi. Đi tới trên đỉnh núi sau đó, chỉ thấy chung quanh khói dáng tán thải, tiên khí tràn ngập, mười phần lộng lẫy. Trên trời cao, mơ hồ có một cổ tạo hóa cơ duyên hơi thở, đang nổi lên. Diệp Thần biết, cái này cổ tạo hóa, là luân hồi tinh ngày ban phúc, đối hắn tác dụng chừng mực, nhưng đối với Thiên Tâm lão tổ mà nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Cái này ban phúc tạo hóa, là Thiên Tâm lão tổ tạo nên thân thể hy vọng duy nhất. Có thể khẳng định, bỏ mặc trả giá cao gì, Thiên Tâm lão tổ cũng sẽ từng giết tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, móc ra một bức trận đồ, lặng yên không tiếng động chôn bố trí. Cái này bức trận đồ, là đi qua 7 ngày thời gian bên trong, hắn và Cổ Vĩnh Tiêu chung nhau chế tạo ra, bên trong hàm chứa rất nhiều ảo thuật cùng giết hại đại trận. Trận đồ bố trí xong, giống như là một cái bẫy vậy, chỉ cần Diệp Thần linh khí động một cái, liền có thể đưa tới. Diệp Thần che giấu hơi thở, ẩn thân ở vùng lân cận bên trong một rừng cây, mượn nắng ban mai gió, tự thân liền như một món nhẹ gió vậy, vờn quanh ở nhánh cây lá cây tới giữa, ai cũng không nhìn ra hắn bóng người chỗ. Thần thức thả ra ngoài, Diệp Thần nhìn về chân trời, liền thấy Thiên Tâm lão tổ và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới giữa, so tài đã kết thúc. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khí định thần nhàn, đứng ở tại chỗ, bên người băng vân cổ đèn vờn quanh, ở đó trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng gương mặt không nhiễm tiêm trần, tuyệt đẹp được như tiên tử. Nhìn lại Thiên Tâm lão tổ, thì là một bộ tức giận kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi hình dáng. Xem ra cái này Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đã tiếp nhận Thiên Tâm lão tổ ba chiêu, chàng này đánh cuộc, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thắng. Diệp Thần thấy hai người diễn cảm, cũng biết chiến đấu kết quả. Thiên Tâm lão tổ, đa tạ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thu hồi trường kiếm, thanh âm bình tĩnh nói. Một bên Phù Đồ Huyền, mỉm cười tâng bốc nói, chúc mừng tiểu thư, ngài tu vi tiến bộ, thật là càng lúc càng nhanh, lại liền Thiên Tâm lão tổ ba chiêu giết hại, đều có thể ung dung chịu đựng xuống. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng sợ mình vừa nói, liền sẽ hộc máu đi ra. Mới vừa đánh cuộc, nàng tuy tiếp nhận Thiên Tâm lão tổ ba chiêu, nhưng tự thân vậy được to lớn đánh vào, cũng không thoải mái. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong đầu nghĩ, nếu như là Diệp Thần tên kia, hắn hẳn có thể ung dung chịu đựng xuống đây đi. Hắn tiến bộ quá nhanh, ta nhất định phải hết sức mau đuổi theo hắn. Chỉ có hắn này đám nhân vật, mới là có thể cùng ta xứng đôi tồn tại, vậy Vũ Hoàng giã lại coi là cái gì? Khó hiểu tới giữa, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết liền nghĩ tới Vũ Hoàng giã, trong bụng chán ghét ý sâu hơn, đối Diệp Thần lại khó hiểu có chút thích. Ngạo Tuyết tiểu thư uy vũ. Toàn trường Vạn Khư Thần Điện các cường giả, cũng là hoan hô kêu gào, cao giọng ủng hộ. Thiên Tâm lão tổ và Diệp Thuần Quân sắc mặt, chính là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Lão tổ, Diệp Thuần Quân không biết như thế nào cho phải, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Tâm lão tổ sẽ bị thua. Nếu như là vậy người tuổi trẻ, tuyệt không khả năng tiếp Thiên Tâm lão tổ ba chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Hoàng Ngạo Tuyết liền tiếp nhận. Phù Đồ Huyền lớn tiếng nói, Thiên Tâm lão tổ, ngươi thua, mau lăn ra khỏi ta Vũ Hoàng thiên giới, nơi này không hoan nghênh ngươi. Thiên Tâm lão tổ gương mặt vặn vẹo, nhưng cũng không chịu cứ vậy rời đi, nói ta cho các ngươi một viên thiên bia đan, các ngươi chỉ như vậy đuổi ta đi. Phù Đồ Huyền nói, ngươi ngày trước bia đan, là ngươi tự nguyện cho, hơn nữa ngươi tâm hoài bất quý,
không biết ở viên đan dược kia bên trong, bố trí nhiều ít cấm pháp nhân quả, người muốn ngưu hại cổ thần bệ hạ, chẳng lẽ còn muốn ta cảm kích ngươi sao? Thiên Tâm lão tổ cắn răng nghiến lợi, nói các ngươi tránh ra, ngày hôm nay ta phải đi vậy dẫn vô thần núi, ai dám ngăn cản ta, ai sẽ chết. Dứt lời, Thiên Tâm lão tổ sử dụng thiên bia, bàng bạc kinh khủng thiên bia thần uy, như thác vải vậy từ thiên trút xuống, chung quanh hư không nhất thời nổ tung, tầng tầng thời không vặn vẹo, tựa như liền toàn bộ vũ hoàng thiên giới, đều không cách nào chứa thiên bia uy lực. Toàn trường vạn khư thần điện các cường giả, thấy thiên bia hạ xuống, đều là kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Tâm lão tổ thật muốn xé rách ra mặt, chẳng lẽ sẽ không sợ ngọc đá cùng vỡ sao? Oanh! Thiên Tâm lão tổ mượn thiên bia, thân thể đi về trước liều chết xung phong, thế như nước thủy triều nước lũ, cuộn sạch thương khung. Rất nhiều vạn khư thần điện các cường giả, cũng không dám ngăn trở, rối rít tránh lui. Có người tránh lui chậm hơn, gặp phải Thiên Tâm lão tổ thiên bia năng lượng đánh vào, thân thể tại chỗ liền bị xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu, tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Đáng chết! Thiên Tâm lão tổ, ngươi thật lấy vì ngươi cầm thiên bia, là có thể vô địch. Võ cực đạo thư, cho ta trấn áp. Phù Đồ Huyền thấy vậy, nhất thời giận dữ, lập tức sử dụng võ cực đạo thư. Lão này, thật làm ta vạn khư không người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt đẹp lạnh lẽo, cũng là sử dụng băng vân cổ đèn, cùng Phù Đồ Huyền cùng nhau, hướng Thiên Tâm lão tổ đuổi giết. Diệp Thuần Quân, cho ta ngăn lại bọn họ. Ngươi yên tâm, ta tương lai sẽ giết Diệp Thần vậy tiểu tử, vì ngươi và Diệp Lâm Uyên trả thù. Thiên Tâm lão tổ quay đầu nhìn Diệp Thuần Quân một mắt, chợt quát lên. Diệp Thuần Quân thân thể run lên, vậy già nua trong mắt đục ngầu bên trong, lóe lên một chút quyết đoán vẻ. Luân hồi chi đạo, bao trùm chư thiên, đốt ta máu tươi, một thể bạo diệt. Hạ một sát, Diệp Thuần Quân thân thể liều chết xung phong đi ra, lại là cháy huyết mạch, một tí nổ. Một tiếng nổ, Diệp Thuần Quân thân thể cùng thần hồn, ngay tức thì ở nơi này phiến bầu trời nổ, nổ lên hung mãnh vô cùng đợt khí, trong hư không thậm chí xuất hiện một đóa mây hình nấm. Hắn lại là muốn tự bạo, tự mình hy sinh, là Thiên Tâm lão tổ tranh thủ thời gian. Diệp Thuần Quân là ngày xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, tự thân tu vi khá là cường hãn, hơn nữa và cái khác lão tổ không cùng, hắn là Diệp gia lão tổ, cùng Diệp thần quan hệ mật thiết, cũng nhận được trong chỗ U Minh một chút luân hồi lực lượng. Cái này cổ luân hồi lực lượng, phối hợp cùng hắn khí huyết tinh thần, một tí tự bạo, uy năng quá kinh khủng. Ở Diệp Thuần Quân vùng lân cận vạn khư các cường giả, ít nhất có mấy ngàn người, lập tức bị nổ thành kiếp bụi, người bị thương càng là đếm không hết. Phía dưới núi cao mặt đất, ở Diệp Thuần Quân khí lãng nổ dưới sự xung kích, tại chỗ bị san thành bình địa, vô số kiến trúc hóa thành phấn vụn. Đang. Không biết là bởi vì khí lãng nổ đánh vào, vẫn là cái gì, phương xa vạn khư thần điện sơn môn bên trong, truyền ra từng trận kích động tiếng chuông. Đó là thiên hoàng cổ trung tiếng chuông, hòa lẫn nổ tiếng vang, như vậy một khúc ngày tận thế chương nhạc. Ở Diệp Thuần Quân tự bạo dưới, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền, đều bị liền to lớn đánh vào, vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ tự thân, miễn phải gặp bị thương tổn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn phía sau đáng sợ kia khí lãng nổ, mắt đẹp co rúc lại, một hồi kinh hãi, trong đầu nghĩ. Cái này Diệp Thuần Quân, chỉ là có một chút luân hồi lực lượng. Tự bạo uy lực giống như này đáng sợ, nếu là Diệp Thần tên kia tự bạo, lại sẽ kinh khủng đến cái gì bước. Nàng thật sâu cảm thấy lo lắng, tương lai vạn khư cùng Diệp Thần quyết chiến, coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ không ung dung. Diệp Thuần Quân tự bạo đợt khí, thậm chí đánh vào đến dẫn vô thần núi bên này, liền Diệp Thần đều cảm thấy một chút hỗn loạn. Đây chính là luân hồi tự bạo uy lực sao? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bầu trời phương xa, vậy phiến bầu trời đã bị máu tươi nhiễm đỏ, còn bị mạ lên một tầng luân hồi kim quang, nhìn như 10 phần nguy nga. Diệp Thần là thật cắt cảm nhận được, luân hồi tự bạo thần uy, hắn tâm lý toát ra một cái ý niệm, nếu như ta tương lai thua ở thiên nữ dưới quyền, ta cũng muốn liều mạng chết tự bạo, cùng nàng lấy mạng đổi mạng, không thể mặc cho nàng tàn sát ta luân hồi trận doanh thân hữu. Lúc này, Diệp Thần lại nghe đến phương xa truyền tới Thiên Tâm lão tổ tiếng cười lớn. Ha ha ha! Các người vạn khư thần điện, lại làm sao có thể ngăn trở ta bước chân? Chờ ta đúc ra thân xác, ta thì phải tắm máu vạn khư, ta mới là thái thượng thế giới đệ nhất nhân, cũng không phải là các ngươi cái gì đó vũ hoàng cổ đế.
Thiên Tâm lão tổ cười lớn, hướng dẫn vô thần núi phương hướng phóng tới. Hắn biết mình một thân một mình, xông vào vạn khư, tất nhiên nguy hiểm, thậm chí có thể ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương. Nhưng, dẫn vô thần núi cám dỗ, thực sự quá lớn, hắn cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Chỉ cần leo lên dẫn vô thần núi, là có thể lấy được luân hồi tinh ngày ban phúc cơ duyên, đúc ra chân chính thân xác. Thiên Tâm lão tổ biết, nếu như mình có thân thể nói, là có thể tiến hơn một bước, phát huy ra thiên bia uy năng. Thiên bia uy năng, 10 phần khủng bố cường hãn, thậm chí so với trong truyền thuyết 4 đại chí cao thần khí, còn muốn lại lợi hại hơn. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế thiên bia mà nói, Thiên Tâm lão tổ có lòng tin, trực tiếp tắm máu vạn khư, nghiền ép Vũ Hoàng cổ đế, xưng bá thái thượng thế giới, thậm chí là tiến hơn một bước, tiến vào không không lúc nào không, thành tựu chư thiên vạn cổ không có sự nghiệp. Đây hết thảy, đều phải muốn hắn có thân xác. Nếu như liền thân xác cũng không có, căn bản nắm trong tay không được thiên bia rất nhiều uy năng. Ngay lập tức tới giữa, Thiên Tâm lão tổ liền bay đến dẫn vô thần núi dưới, hắn muốn trực tiếp đột phá cấm chế đi vào, nhưng sống lưng nhưng khó hiểu lạnh cả người. Hắn cúi đầu vừa thấy, liền thấy một người, thân mặc áo vải, tay cầm một cái cực kỳ hoa mỹ trường cung, vẻ mặt như pho tượng lạnh lùng im lặng. Chính là Lớn Nghệ Vương, Khương Tiêu Vân. Lớn Nghệ Vương, là ngươi. Thiên Tâm lão tổ thấy Khương Tiêu Vân, da mặt run lên. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Khương Tiêu Vân sẽ trấn thủ ở chỗ này. Khương Tiêu Vân được gọi là Lớn Nghệ Vương, là không không thời không nhất lưu cao thủ, cho dù là Thiên Tâm lão tổ, mặt đối với người này, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thiên Tâm lão tổ, người muốn chấm mút dẫn vô thần núi cơ duyên, trước qua cửa ta nói sau. Khương Tiêu Vân thần tình lạnh lùng, vén lên Lớn Nghệ cung, hội tụ không không lúc nào không chung năng lượng hắc ám, nổ bắn ra ra ba chi đen nhánh nghiêm ngặt mũi tên, như bắn phá bầu trời hắc long, bắn thẳng về phía Thiên Tâm lão tổ ấn đường, cổ họng, tim chỗ hiểm. Thiên Tâm lão tổ bộ dạng sợ hãi, chỉ cảm thấy vậy ba mũi tên, kinh khí mạnh mãnh liệt, giống như có thể xuyên qua tinh không, 10 phần bá đạo. Khương Tiêu Vân có thể bị gọi hơi Lớn Nghệ Vương, bàn về thuật bắn. Hắn ở không không lúc nào không bên trong, có thể nói thứ nhất, là nổi tiếng nhất thần xạ thủ. Thiên Tâm lão tổ khó mà kháng ngự, vội vàng gọi ra thiên bia. Một tiếng nổ, thiên bia linh khí nổ, nổ lên cuồng bạo đợt khí, tại chỗ liền đem Khương Tiêu Vân bắn tới mũi tên, toàn bộ oanh bay. Trên thần sơn cơ duyên, đối các ngươi vạn khư thần điện vô dụng, vì sao không trực tiếp cho ta? Ta có thể cùng các ngươi vạn khư hợp tác kết minh, chung nhau đối kháng luân hồi. Thiên Tâm lão tổ tuy đánh bay Khương Tiêu Vân mũi tên, nhưng lại thúc giục thiên bia, tự thân tiêu hao to lớn, gương mặt đã là hơi trắng bệch, hắn muốn cùng vạn khư kết minh, lấy được vậy trên thần sơn cơ duyên. Dẫn không trên núi thần không, luân hồi kim quang đang nổi lên, trong truyền thuyết luân hồi tinh ngày ban phúc, đã sắp hạ xuống. Đó là Thiên Tâm lão tổ, đúc thân thể hy vọng duy nhất. Núi thần cơ duyên coi như vô dụng, cũng không thể cho ngươi. Ta vạn khư cũng sẽ không cùng một con rắn độc hợp tác. Khương Tiêu Vân giọng lạnh lùng, hít sâu một hơi, cầm cung bước ra một bước. Oanh! Theo hắn bước này bước ra, thiên địa thương khung tựa như cũng vỡ sụp xuống, mặt đất rạn nứt, từng cục đá vụn vỡ dậy. Hắn dương cung. Trên cánh tay bắp thịt, như cù long vậy nổi lên, cường tráng lạnh lùng được như sắt thép đổ bê tông pho tượng. Một cổ minh mông, uy mãnh. Như nghiền diệt chiều tà vậy năng lượng kinh khủng hơi thở, ở hắn cong người trên hội tụ, linh khí nổ, dần dần hóa ra một chi thông đỏ như lửa diễm vậy mũi tên. Không không thời không các loại quy luật, ở mũi tên kia trên vần quanh. Không tốt, hắn muốn thi triển nghệ lạc thiên thuật bắn. Thiên Tâm lão tổ thấy vậy, con người nhất thời co rúm lại, trong lòng kinh hãi. Nghệ lạc thiên thuật bắn, là trong truyền thuyết 33 thiên thần thuật một trong. Cũng là quan hệ lâu đời gian mạnh nhất thuật bắn cung, uy lực đặc biệt khủng bố, đủ để xuyên qua vô tận tinh không, tan biến hàng tỷ vũ trụ. Diệp Thần ở đứng trên đỉnh núi, thấy Khương Tiêu Vân ngưng tụ ra ngọn lửa mũi tên, nội tâm cũng có một cổ vô hình sợ hãi. Thoáng chốc tới giữa, hắn dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được truyền thuyết lâu đời. Truyền thuyết, ở cực kỳ lâu trước kia, luân hồi thất tinh ở giữa mặt trời gay gắt mệnh tinh, treo ở trên trời, chiếu sáng thập phương thế giới. Giải quang minh cùng chân lý. Nhưng sau đó, một tôn đại năng xuất hiện,
lấy nghệ lạc thiên thuật bắn, bắn rơi mặt trời gay gắt mệnh tinh. Nghe nói, vậy tôn đại năng, chính là trong truyền thuyết Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế bắn rơi mặt trời gay gắt mệnh tinh, là muốn để bầu trời luân hồi tinh thần, rơi xuống đến nhân gian, trở thành luân hồi huyết mạch một phần chia. Truyền thuyết này, là thật là giả, đã không người biết. Diệp Thần chỉ biết là, hôm nay nắm trong tay nghệ lạc thiên thuật bắn người, chính là vậy lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân. Nghệ lạc thiên thuật bắn, phá cho ta. Khương Tiêu Vân bắp thịt cầu kết, trong tay dây cung kéo căng tới cực điểm, trên dây cung ngọn lửa mũi tên, so mặt trời gay gắt còn muốn huy hoàng, nhức mắt lóa mắt. Làm ngọn lửa kia mũi tên, ánh sáng sáng chói tới cực điểm sau đó, hắn ngón tay buông lỏng một chút, một tiếng nổ, ngọn lửa mũi tên chính là nổ bắn ra ra. Một mũi tên này, là nghệ lạc thiên thuật bắn trình độ cao nhất, đại biểu thế gian tột cùng nhất thuật bắn cung thần uy, cho dù bị thực tế phép tắc đủ loại hạn chế, một mũi tên này uy lực, vậy đủ để xuyên qua tinh không, bắn chết tiên đế. Thiên Tâm lão tổ thấy ngọn lửa kia mũi tên bắn tới, chỉ cảm thấy khủng bố mà bén hơi thở xuyên qua tới, đơn giản là không thể ngăn trở. Thiên Bia, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Thiên Tâm lão tổ cháy huyết mạch, thúc giục Thiên Bia. Thiên Bia chấn động, hóa thành trăm trượng cao lớn, phía trên vô số cổ xưa huyền ảo luân hồi phù văn, toát ra chói mắt hào quang. Phịch đích một tiếng, Khương Tiêu Vân ngọn lửa mũi tên bắn chết tới, hung hăng bắn vào thiên trên bia mặt, cuồng bạo thần thuật năng lượng khí tức, còn có các loại không không thời không quy luật linh khí, ngay tức thì nổ. Thiên bia bên trên, lại có thể bị bắn ra một cái nhàn nhạt trong cái hố sâu. Trong truyền thuyết thiên bia, uy năng so với bốn đại chí cao thần khí, còn lợi hại hơn một chút. Luân hồi thư không ra, thiên bia xưng hùng. Có thể nói, trước mắt dõi mắt toàn bộ chư thiên thời không, thiên bia đều là chân quý nhất, cường đại nhất, nhất là vô địch pháp bảo. Lớn mạnh như vậy vô địch pháp bảo, lại có thể bị Khương Tiêu Vân một mũi tên bắn tổn. Mặc dù vậy tổn thương dấu vết, chỉ là một nhàn nhạt trong cái hố sâu, nếu không cẩn thận xem, căn bản không nhìn ra. Nhưng bất kể như thế nào, Khương Tiêu Vân đích xác là để cho thiên bia xuất hiện thương tổn, vậy nghệ lạc thiên thuật bắn uy lực, có thể tưởng tượng được. Phốc xích, Thiên Tâm lão tổ tại chỗ hộc máu, mượn thiên bia ngăn cản, hắn chặn lại Khương Tiêu Vân phần lớn thuật bắn cùng uy lực, nhưng còn dư lại phần nhỏ, vẫn là đánh vào đến trên người hắn. Hắn tại chỗ trọng thương, cơ hồ phải bị sống sờ sờ nghiền chết, trong lòng lại là bi phẫn, lại là tức giận. Ta không có thân xác, vẫn là quá bị thua thiệt. Còn nữa, Nhâm Phi Phàm, đều do hắn, nếu không phải hắn, nghiền diệt ta nơi có thời gian tuyến, ta há sẽ như vậy chật vật. Vốn là, Thiên Tâm lão tổ có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, có thể làm được vô hạn sống lại, tự nhiên tự nhiên. Nhưng, Nhâm Phi Phàm tại phi thăng trước, chặt đứt hắn tất cả thời gian tuyến, để cho hắn mất đi sống lại có thể. Hắn hôm nay, đối mặt vậy tiên đế cấp cường giả, còn có làm mưa làm gió có thể, nhưng đối mặt Khương Tiêu Vân loại cấp bậc này cao thủ, chỉ có thể là chật vật thu tràng. Khương Tiêu Vân được gọi là lớn nghệ vương, trong truyền thuyết Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa một trong, Thiên Tâm lão tổ có thể không phải là địch thủ của hắn. Ừ, Khương Tiêu Vân thấy Thiên Tâm lão tổ chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Hắn nghệ lạc thiên thuật bắn, chỉ cần ra tay một cái, cũng chưa có để cho người mạng sống có thể. Đó là thế gian mạnh nhất thuật bắn cung, truyền thuyết đã từng bắn rơi qua mặt trời gay gắt mệnh tinh. Lấy Khương Tiêu Vân tu vi, hắn mặc dù còn không làm được bắn rơi luân hồi mệnh tinh bước, nhưng muốn bắn chết một cái tiên đế cấp cường giả, cũng không phải là việc khó. Thiên bia bảo vệ lực, quả nhiên là lợi hại. Khương Tiêu Vân ánh mắt, nhìn về phía ngày trước bia. Hắn biết, Thiên Tâm lão tổ chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, hoàn toàn là bởi vì thiên bia bảo vệ. Lập tức, Khương Tiêu Vân lại dương cung kéo mũi tên, chuẩn bị ra lại một mũi tên, bắn chết Thiên Tâm lão tổ. Lớn nghệ vương, rất tốt, chờ ta đúc ra thân xác, lại để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên bia lợi hại. Thiên Tâm lão tổ vành mắt hết sức nứt ra, lại không có ngồi chờ chết, hắn ánh mắt mong về phía trước dẫn vô thần núi, lập tức thúc giục thiên bia, vô số năng lượng linh khí hội tụ trong người. Chân huyễn đổi thành, hư thật xen lẫn. Ở trên trời bia lực lượng ra trì xuống, Thiên Tâm lão tổ thân thể, lập tức từ chân thực tồn tại, biến thành hư ảo, sau đó liền hư ảo cũng không tồn tại, chỉ còn lại một cái ảo tưởng khái niệm,
tại chỗ biến mất. Không tốt. Khương Tiêu Vân mặt liền biến sắc, nghĩ ra tên bắn giết, nhưng nơi nào còn có thể thấy Thiên Tâm lão tổ bóng người. Thiên Tâm lão tổ chỗ lợi hại nhất, chính là có thể ung dung nắm trong tay không không thời không quy luật, nắm trong tay chân thực cùng ảo tưởng tới giữa biến hóa. Bàn về đánh giết chiến lực nói, hắn không phải thái thượng đệ nhất thế giới, nhưng bàn về phòng thủ chạy chối chết bản lãnh, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, vậy không người so hắn lợi hại. Bởi vì, hắn thân thể, vừa chuyển hóa thành ảo tưởng cùng khái niệm, thế giới hiện thật bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều không cách nào lại thương tổn tới hắn. Vậy các loại ảo tưởng phép tắc biến hóa, Khương Tiêu Vân tự nhiên vậy nắm giữ, đó là không không lúc nào không trụ cột nhất thủ đoạn. Nhưng nơi này là thế giới hiện thật, cũng không phải là không không lúc nào không. Ở cái thế giới này, rất nhiều ảo tưởng thủ đoạn, đều không cách nào thi triển ra, phép tắc hạn chế quá lớn. Ở thực tế hạn chế dưới, Khương Tiêu Vân cũng không cách nào nắm trong tay ảo tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Tâm lão tổ mượn thiên bia, nhưng có thể ung dung vận dụng này các thủ đoạn. Thiên Tâm lão tổ thân thể, đổi thành ảo tưởng, lập tức liền chạy khỏi Khương Tiêu Vân theo dõi, thậm chí trực tiếp im hơi lặng tiếng, xuyên qua dẫn vô thần núi tầng ngoài cấm chế, trực tiếp bay vào. Dẫn vô thần núi cấm chế, có thể ngăn trở người ngoài, nhưng không có thể chống đỡ không khí. Mà ảo tưởng khái niệm, so không khí còn muốn hư không, căn bản không sẽ kích động cấm chế. Xuyên qua cấm chế sau đó, Thiên Tâm lão tổ nhanh chóng bay đến đỉnh núi, thân hình thoát một cái, liền hiển hóa ra thực tế hình thể. Ho! Ở hiện hình sau đó, Thiên Tâm lão tổ đầu tiên là ho khan kịch liệt một hồi, sau đó từng ngụm thở dốc, gương mặt một phiến trắng bệch. Mượn dùng thiên bia lực lượng, ở chân thực cùng ảo tưởng tới giữa đổi thành, đối hắn mà nói, cũng không phải là không có giá cao. Tới, tránh núp trong bóng tối Diệp Thần, thấy Thiên Tâm lão tổ xuất hiện, trong lòng nhất thời cuồng loạn. Diệp Thần che giấu rất khá, Thiên Tâm lão tổ cũng không có phát hiện hắn. Chủ yếu nhất là, luân hồi tinh ngày ban phúc, sắp hạ xuống, trên trời vô cùng kim quang nổi lên, thần âm nổ ầm, cả tòa dẫn vô thần núi, cũng tràn ngập luân hồi phép tắc hơi thở. Ở nơi này cổ luân hồi quy luật hơi thở thấp thoáng hạ, chính là Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, cũng không thể phát hiện Diệp Thần tồn tại, chớ nói chi là Thiên Tâm lão tổ. Thiên Tâm lão tổ sải bước đạp đến đỉnh núi trung ương vùng, đã đạp phải Diệp Thần bố trí cạm bẫy đại trận trong phạm vi. Diệp Thần nín thở tĩnh khí, cũng không có lập tức dẫn động đại trận, mà là chờ đợi cơ hội. Thiên Tâm lão tổ hít sâu một hơi, cũng không có phát hiện đại trận tồn tại, hắn ánh mắt ngửa mặt trông lên bầu trời, nhìn trên trời vậy nổi lên kim quang, trong tròng mắt dâng lên vô tận nóng rực vẻ. Chí cao tới vĩ luân hồi quy luật, trong truyền thuyết cứu cực chân lý, xin ban cho ta tạo hóa lực lượng. Thiên Tâm lão tổ sử dụng thiên bia, ngửa mặt lên trời ngâm sướng. Thiên bia hơi thở, cùng trên trời nổi lên luân hồi kim quang, lẫn nhau đồng tình, trong không khí nổ lên cuồng bạo gào thét, tiếng sấm như thần minh chú nói vậy cuồn cuộn vang động, chấn động tâm hồn người. Vù vù, một đạo kim sắc phù văn, từ chân trời chậm rãi đáp xuống, đó là luân hồi phù văn, tượng trưng cho luân hồi ban phúc, là thiên đại cơ duyên, đủ để cho Thiên Tâm lão tổ đúc thân xác. Thiên Tâm lão tổ nhìn như bánh xe hồi phù văn hạ xuống, trong tròng mắt nóng bỏng vẻ khát vọng, nồng đậm hơn. Lúc này, Khương Tiêu Vân cũng nhìn thấy trên đỉnh núi dị tượng, trong bụng kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Tâm lão tổ nhanh như vậy liền xông lên đỉnh núi, thậm chí chuẩn bị tiếp nhận luân hồi ban phúc. Phải ngăn cản hắn. Khương Tiêu Vân nội tâm lạnh lùng, hắn biết, một khi Thiên Tâm lão tổ đúc ra thân xác, vậy hắn thì phải nghịch thiên quật khởi, cho dù là vạn khư, cũng không cản được hắn mũi nhọn. Niệm đến này, Khương Tiêu Vân mở ra cấm chế, nhanh chóng xông lên đỉnh núi, muốn ngăn cản Thiên Tâm lão tổ. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền, còn có không thiếu vạn khư tinh nhuệ các cường giả, vậy đột phá Diệp Thuần Quân tự bạo đợt khí, đuổi giết được nơi đây. Bọn họ thấy Thiên Tâm lão tổ chuẩn bị tiếp nhận cơ duyên, cũng là lớn kinh, rối rít đi dẫn vô thần núi đỉnh bay đi. Dẫn vô thần núi đỉnh, luân hồi phù văn chậm rãi từ không trung bay xuống, kim quang tách thả ra, vô tận cơ duyên tạo hóa hơi thở, làm người ta thèm thuồng. Thiên Tâm lão tổ giang hai cánh tay, chuẩn bị tiếp thu phần cơ duyên này. Hắn ánh mắt híp lại, hơi có chút say mê hình dáng, tuy nói Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, cũng đang cấp tốc đánh tới, nhưng hắn có lòng tin, ở kẻ địch đến trước,
hắn là có thể hoàn toàn tiếp thu cơ duyên, đúc thân xác. Luân hồi phù văn còn không hoàn toàn rơi xuống, thế nhưng cổ luân hồi tạo hóa hơi thở, đã bao phủ ở thiên tâm lão tổ trên mình. Ở luân hồi ban phúc hạ, thiên bia chấn động, thiên tâm lão tổ vậy bắt đầu đúc ra thân xác. Hắn đầu tiên bị đúc nên, là tim. Mạnh mẽ có lực, tràn đầy máu tươi bắp thịt đập nhịp nhàng tim, ngay tức thì thành hình. Cảm nhận được vậy cổ mạnh mẽ tim đập, thiên tâm lão tổ vô cùng hưng phấn, trên khuôn mặt xuất hiện uống rượu say vậy đỏ ửng, cả người cũng đang run run. Đến lúc rồi. Diệp thần thấy vậy, trong mắt dâng lên ác liệt ý định giết người, lập tức thúc giục linh khí, trực tiếp nổ đại trận cạm bẫy. Oanh! Thiên tâm lão tổ dưới chân, một cái ẩn núp đại trận, linh khí nổ, lúc này khởi động. Vô số quỷ bí ảo ảnh, giống như là vạn hoa đồng thế giới xen lẫn, ngay tức thì mãnh liệt lên. Nguy rồi! Thiên tâm lão tổ hoảng hốt, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thân xác tạo nên cảm giác tuyệt vời bên trong, tinh thần buông lỏng, phòng thủ sơ sót, bỗng nhiên gặp phải vô số ảo ảnh đánh vào, trong thoáng chốc rơi vào vô cùng ảo cảnh đan vào trong địa ngục. Ở tầng tầng ảo cảnh bên trong, hắn thấy được vô số đen sấm quỷ bí dị tượng, dài cánh rơi bạch tuộc đang gầm thét, người mặc áo vàng địa ngục nắm giữ ở thối giữa thịt đàm đi lên đi, mọc mắt thật to vải đầy dỉ xét tinh thần, ở trong bầu trời đêm ngưng mắt nhìn hắn, vô số phủ đầy sình sệt lục dịch cùng mù quái vật, đóng đầy hắn thân thể. Cái này các loại quỷ dị đan vào ảo cảnh, đủ để cho tiên đế cấp cường giả, cũng theo đó tan vỡ gào khóc, nổi điên thét chói tai. Đây là cổ Vĩnh Tiêu lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, trước thời hạn bố trí đại trận. Thiên tâm lão tổ bị vô số ảo cảnh đánh vào, tim bình bịch bịch đập mạnh, sau đó không chịu nổi áp lực, đùng một tí trực tiếp nổ, máu tươi thịt vụn phun tràn ra. Mới vừa đúc nên tim, cứ như vậy bị nghiền bạo, thiên tâm lão tổ tại chỗ bị thương nặng, linh thể đổi được hư ảo, tựa như tùy thời muốn tiêu tán. Tim bạo diệt đau nhức, vậy để cho hắn tỉnh hồn lại, liếc mắt liền thấy được Diệp thần. Ánh mắt toát ra to lớn khiếp sợ cùng tức giận, còn có sợ hãi. Thằng nhóc, người đến đây lúc nào? Thiên tâm lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, không dám tin, biết mình trúng kế, đạp phải Diệp thần cạm bẫy, bi phẫn dưới, cũng không đoái hoài được linh thể tiêu hao, trực tiếp thúc sục thiên bia, liền muốn phản kích. Diệp thần nổ đại trận cạm bẫy sau đó, linh khí phóng thích, thân hình cũng đã bại lộ ra, không cách nào lại ẩn núp. Mắt xem thiên tâm lão tổ muốn phản kích, Diệp thần thong thả, bóp một cái pháp quyết. Long đấu súng, phá cho ta. Một cán phong cách cổ xưa chiến thương, mang hồng hoang cự nham sát phạt chập chờn, từ vậy đại trận chỗ sâu phá giết ra, thẳng hướng thiên tâm lão tổ thân thể bắn chết đi. Đó là Diệp thần đã sớm bố trí xong thủ đoạn, giết hại tốc độ cực nhanh, dễ như bớn, thế không thể đỡ. Thiên tâm lão tổ cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió. Trong mắt nhất thời có giúp một cái, cũng không đoái hoài được phản kích Diệp thần, lập tức thúc giục thiên bia hộ thể. Đang đích một tiếng, long đấu súng bắn vào thiên trên bia mặt, tuy không trực tiếp đánh chết thiên tâm lão tổ, nhưng trên thân súng lực lượng cuồng bạo, vẫn là để cho hắn được to lớn đánh vào, lại là phun một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết! Thiên tâm lão tổ khẽ cắn răng, nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem sắp đuổi giết đi lên Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người. Trong lòng biết hôm nay cục, mình đã là hoàn toàn bị bại, vạn phần hung hiểm, như không nhanh chóng chạy khỏi, chỉ có một con đường chết. Ảo tưởng chi đạo, chân thực biến hóa. Nguy cấp bên trong, thiên tâm lão tổ bóp cái dấu tay, liền muốn đổi thành ảo tưởng khái niệm, trực tiếp bỏ trốn. Thiên tâm lão tổ, người ngày hôm nay không chạy thoát. Thiên đế linh khiếp, cho ta trấn áp. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, lập tức sử dụng thiên đế linh khiếp. Rào rào đích một tiếng, thiên đế linh khiếp mở ra, bên trong đen nhánh hủy diệt không gian nổi lên, một đạo hủy diệt hắc mang, cũng là bão tố bắn ra, hướng thiên tâm lão tổ bắn tới. Đây là, thiên đế linh khiếp. Thiên tâm lão tổ thấy vậy, trong thoáng chốc thần sắc hoảng hốt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn nghe qua thiên đế linh khiếp truyền thuyết, nghe nói đó là thu nạp luân hồi vãng thế thư đồ đựng, uy năng đặc biệt khủng bố, một khi bị phong ấn đi vào. Coi như là thiên đế chủ cường giả thần cấp, cũng chỉ có chết không có chỗ chôn kết quả. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần lại có thể lấy được rồi thiên đế linh khiếp. Một khi bị thiên đế linh khiếp hủy diệt hắc mang cuốn lấy, hắn cũng sẽ bị kéo nhập linh khiếp bên trong, sống sờ sờ bị nghiền chết, hòa tan, hóa thành kiếp bụi. Dưới sự kinh hoàng, thiên
Thiên Tâm lão tổ muốn né tránh, nhưng hắn người bị thương nặng, đã không có né tránh năng lực. Hơn nữa, hắn khí cơ cũng bị phong tỏa, coi như hóa thành ảo tưởng khái niệm, cũng không khả năng chạy khỏi thiên đế linh khiếp truy đuổi quấn. Băng! Mắt xem Thiên Tâm lão tổ, sẽ bị vậy hủy diệt hắc mang cuốn lấy, nhưng lúc này, một chi mũi tên xuyên mây, phá không bắn tới, mang vô cùng uy thế, chỉ một mũi tên, liền đem vậy hủy diệt hắc mang, trực tiếp nổ. Ừ! Diệp Thần mặt liền biến sắc, thiên đế linh khiếp vậy hơi được một ít phản chấn, hắn ánh mắt nhìn về mũi tên bắn ra phương hướng, liền thấy lớn nghệ vương Khương Tiêu Vân tới. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền, cũng là phóng tới. Ba người có tam giác trận thế, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trung tâm. Ngay sau đó, Vạn Khư Thần Điện các cường giả, vậy lục tục từ bốn phương phóng tới, vây lại đỉnh núi. Khương Tiêu Vân bắn trước ra một mũi tên, bắn thủng Thiên Tâm lão tổ bắp đùi, đem hắn đóng xuống đất. Thiên Tâm lão tổ à một tiếng hét thảm, bị đóng xuống đất, nhúc nhích không được. Khương Tiêu Vân một mũi tên này, mang theo cực mạnh phong tỏa uy năng, Thiên Tâm lão tổ thủ đoạn gì vậy không thi triển được, không cách nào chạy khỏi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn vốn là kế hoạch, là tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ, cướp lấy thiên bia, lại bỏ trốn. Vũ Hoàng thiên giới tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng dẫu sao Vũ Hoàng cổ đế còn đang bế quan chữa thương. Chỉ cần Vũ Hoàng cổ đế không xuất hiện, Diệp Thần có lòng tin trở lui toàn thân. Tức liền đến giờ khắc này, gặp Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bao vây, Diệp Thần như cũ có lòng tin trở lui toàn thân. Nhưng, giết không chết Thiên Tâm lão tổ, không giành được thiên bia, rút lui rời đi lại có ý nghĩa gì, há chẳng phải là một chuyến tay không? Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại dám xông vào ta Vạn Khư địa bàn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thần, băng máu thần vào giờ khắc này cháy, băng vân cổ đèn toát ra lạnh lùng hàn mang, không khí chung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Đầu hàng đi, luân hồi chi chủ, ngươi dám một mình xông tới, ngươi chính là tự tìm cái chết. Phù Đồ Huyền vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, võ cực thiên hạ đạo thư từ sau lưng hắn nổi lên, vô thượng võ đạo uy nghiêm, như trong truyền thuyết võ tổ đích thân tới vậy, làm người ta nghẹt thở. Giết thiên đế đã đầu dựa vào ngươi. Khương Tiêu Vân ngắm nhìn Diệp Thần, trong mơ hồ bắt được thiên cơ, đoán được Cổ Vĩnh Tiêu đã đầu dựa vào Diệp Thần. Thật ra thì ngày hôm nay Diệp Thần xông vào Vạn Khư, cũng không phải là một thân một mình, còn có Cổ Vĩnh Tiêu bầu bạn. Nếu như ta không có ở đây, có thể các ngươi hôm nay âm mưu, đã được như ý. Khương Tiêu Vân lại nhìn Thiên Tâm lão tổ một mắt, tự nhiên biết Diệp Thần mục đích hôm nay, chính là muốn tiêu diệt Thiên Tâm lão tổ, cướp lấy thiên bia. Nhưng hắn trấn thủ ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần kế hoạch thực hiện. Thiên Tâm lão tổ bị đinh ở một bên, không cách nào nhúc nhích, nội tâm lại là tức giận, lại là sợ hãi, biết mình hôm nay đã là mệnh treo một đường, bỏ mặc Diệp Thần và Vạn Khư tranh đấu kết quả như thế nào, hắn sợ rằng đều không cách nào thoát thân. Mộ chủ đại nhân, làm thế nào? Luân hồi mộ địa bên trong, Thiên Quyền đại đế thấy tràng diện này, trong ánh mắt vậy tràn đầy vẻ lo âu. Yên tâm, tiền bối, ta phải rời khỏi, không người có thể ngăn được ta, trừ phi Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới. Nhưng, chúng ta không thể liền đi như vậy. Tiền bối, người giúp ta giúp một tay, chúng ta lấy thế lôi đình, tiêu diệt Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người, lại giết chết Thiên Tâm lão tổ, vậy còn có cướp đoạt thiên bia cơ hội. Diệp Thần ánh mắt, đổi được vô cùng xâm nghiêm lãnh khốc. Nếu như hắn là một người mà nói, tối đa chỉ có thể trở lui toàn thân, không cách nào đánh bại Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người. Nhưng nếu như, mượn dùng Thiên Quyền đại đế lực lượng, hắn có cơ hội đối kháng mỗi một người tại chỗ. Bàn cờ này, còn có lật bàn cơ hội. Mộ chủ đại nhân, chỉ mượn dùng ta lực lượng là đủ rồi sao? Thiên Quyền đại đế kinh hãi, vậy biểu thị nghi ngờ. Đủ. Diệp Thần gật đầu. Thiên Quyền đại đế thân phận đặc thù, hắn là Mộ Cung đã từng là đại hộ pháp, cùng Mộ Cung quan hệ mật thiết. Nếu như mượn dùng hắn lực lượng, Diệp Thần cùng Mộ Cung tới giữa, nhân quả liên lạc vậy sẽ càng mật thiết. Hắn đại mộ thần kiếm, thiên đế linh khiếp, đều có thể phát huy ra cực hạn uy lực, đủ để nghiền diệt toàn trường. Rên rỉ đi, luân hồi chi chủ, nơi này chính là ngươi nơi chôn cất. Lúc này, Khương Tiêu Vân bước ra một bước, lớn nghệ cung nổ bắn ra, mũi tên như rồng, bắn chết hướng Diệp Thần đầu.
một mũi tên này kình khí hung mãnh, giống như có thể xuyên qua tinh không, đánh chết tiên đế. Thiên quyền đại đế kinh hãi, e sợ cho Diệp thần không đỡ được, nói, mộ chủ đại nhân, ta mượn lực cho ngươi, ngươi mau chạy đi. Hắn lúc này không để ý giá phải trả, cháy mình thần hồn, đem tất cả linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp thần trong cơ thể. Một tiếng nổ, Diệp thần cả người linh khí, nhất thời nổ, lực lượng cuồng bạo ở dâng trào, hắn sợi tóc kích dương, con người phủ ra tia máu, quanh thân quy luật năng lượng nổ tung, uy mãnh tới cực điểm. Rắc rắc sát, Diệp thần nắm quyền, xương cốt phát ra hùng mãnh tiếng nổ, đạt được thiên quyền đại đế trợ lực, hắn cảm thấy tự thân lực lượng, ngay tức thì bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần, quá nổ tung. Suy, Diệp thần luân hồi thiên kiếm vung ra, tiện tay một kiếm, liền đem Khương Tiêu Vân bắn tới mũi tên, trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Khương Tiêu Vân kinh hãi, lui về phía sau hai bước, cảm nhận được Diệp thần cuồng tiêu hơi thở, hắn sắc mặt đều thay đổi. Một bên Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Phù Đồ Huyền, cũng là lớn kinh. Mới vừa Diệp thần, tu vi hơi thở còn chỉ là thiên huyền cảnh ba tầng thiên, nhưng thời khắc này hắn, đã bão táp tiến mạnh đến không thể tưởng tượng nổi bước, linh khí hung mãnh, làm người ta rung động. Vòng ngoài những cái kia vạn khư thần điện các cường giả, cũng là người người chấn động phố, rối rít lui về phía sau, liền đến gần dũng khí cũng không có. Diệp thần trên mình bộc phát ra khí tức cuồng bạo, đủ để đem phổ thông thiên huyền cảnh cường giả, sống sờ sờ nghiền thành phấn vụn, bá đạo vô địch hết sức. Thiên quyền tiền bối, không cần trốn. Ta liền dùng ngươi lực lượng, chém chết toàn trường. Trừ phi Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, nếu không toàn bộ vạn khư, không người có thể đỡ nổi ta. Diệp thần ánh mắt ác liệt, ý chí chiến đấu sôi sục, bước ra một bước, ngửa mặt lên trời hét điên cuồng. Long đằng mệnh tinh, mở. Ánh sao ngất trời. Luân hồi hơi thở nhất thời nổ. Long đằng mệnh tinh khí tượng, ở chân trời hiện lên, giống như là một bức cổ xưa đồ đằng. Hống. Huyết long một tiếng gầm thét, phóng lên cao, chợt rơi vào Diệp thần trên mình, cùng Diệp thần hòa làm một thể. Diệp thần cánh tay, dài ra vảy rồng, cả người long khí nổ tung, như quân lâm thiên hạ. Ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt sau đó, long đằng mệnh tinh tiến hóa lột xác, uy lực tiến một bước tăng lên. Giờ phút này, Diệp thần mượn dùng thiên quyền đại đế lực lượng, long đằng mệnh tinh bộc phát ra uy lực, lại là long trời lở đất. Diệp thần trong tay luân hồi thiên kiếm, vô số hồng hoang tổ long hơi thở vần quanh, hóa thành luân hồi long đằng kiếm, phù văn xen lẫn, sáng chói lóng lánh như chí cao chí thánh thần khí. Cảm nhận được Diệp thần như vậy nổ uy thế, Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ba người, đều là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng, thế giới hiện thật bên trong, lại có thể sẽ có người lực lượng, nổ đến tình cảnh này. Luân hồi tuyệt chém. Diệp thần khua kiếm giết ra, kim quang long khí dâng trào, luân hồi năng lượng ngất trời, một kiếm trước hướng Phù Đồ Huyền chém chết đi. Trong truyền thuyết võ cực đạo thư, ngay tại Phù Đồ Huyền trong tay. Vậy võ cực thiên hạ đạo thư, là cần phải võ tổ mà sống, bên trong thu lục võ tổ tất cả tuyệt học. Võ tổ ra đời, vậy từng ở không không lúc nào không bên trong, nhấc lên võ đạo cuồng triều. Diệp thần là võ tổ truyền nhân, nếu như hắn có thể được võ cực đạo thư, là có thể thừa kế võ tổ tất cả tuyệt học, thành là chân chính võ đạo chí tôn. Võ cực thiên hạ, thần tượng băng thiên. Phù Đồ Huyền thấy Diệp thần khua kiếm giết tới, cũng là sợ hết hồn, vội vàng thúc giục võ cực đạo thư, một đầu to lớn thần tượng hư ảnh, hiển hóa đi ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Như núi cao vậy, thẳng hướng Diệp thần phóng tới. Đó là võ tổ tuyệt học, thần tượng băng thiên đụng khí tượng. Phá! Diệp thần ánh mắt như điện, một tiếng quát mắng, trong tay luân hồi long đằng kiếm, thế như phá trời, dễ như bỡn. Suy đích một tiếng, Diệp thần chỉ một kiếm, liền phá hư Phù Đồ Huyền đạo thư khí tượng, kiếm thế uy lực không giảm, lại phốc xích một tiếng, liền xuyên qua Phù Đồ Huyền tim. Phù Đồ Huyền con ngươi trợn to. Thật ra thì hắn nhìn Diệp thần mũi kiếm gai lúc tới, chỉ muốn né tránh. Nhưng làm sao, Diệp thần mượn dùng thiên quyền đại đế lực lượng, lại bùng nổ long đằng mệnh tinh, uy thế chân thực quá cường hãn, quá bá đạo, quá vô địch, hắn hoàn toàn không tránh kịp, cũng không cách nào chống lại. Diệp thần chỉ là một kiếm, liền đánh xuyên Phù Đồ Huyền tâm bẩn, sau đó kiếm khí biến dạng, đem người sau thân thể thần hồn, tại chỗ xé nát,
hóa thành đầy trời nổ tung mưa máu, trực tiếp tiêu diệt. Sư đệ! Khương Tiêu Vân thấy một màn này, chỉ hù được hồn phi phách tán, nào nghĩ tới Diệp Thần như thế vô địch, một kiếm liền giết chết sư đệ của hắn Phù Đồ Huyền. Đây chính là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa một trong, là hạng cao thủ lợi hại, lại có thể cứ như vậy bị Diệp Thần giết chết. Phù Đồ Huyền thân hồn bạo diệt, chỉ có một quyển sách bảo tồn được. Vậy quyển sách tịch, phong cách cổ xưa hòa hợp, hàm chứa vô thượng võ đạo ý vật, một phiến phiến trang sách rào 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 theo gió lật, mỗi một phiến trên trang sách mặt, cũng hiển hiện ra các loại minh mông võ đạo nghĩa sâu xa. Đó chính là trong truyền thuyết võ cực thiên hạ đạo thư, là chí cao vô thượng chân lý đại lộ, kỷ niệm võ tổ ra đời, tạo hóa thành đạo thư. Thu. Diệp Thần không nói hai lời, bàn tay một chiêu, đã thu võ cực đạo thư. Oanh. Thu lấy võ cực đạo thư ngay tức thì, Diệp Thần huyết mạch, liền cùng võ cực đạo thư hòa làm một thể, hoàn toàn luyện hóa. Hắn là võ tổ truyền nhân, cũng không cần tận lực luyện hóa, cái này võ cực đạo thư cũng đã công nhận hắn, trở thành thân thể của hắn một phần chia. Chấp trưởng võ cực đạo thư, Diệp Thần quanh thân võ đạo hơi thở dâng trào, như sóng chiều vậy mãnh liệt. Hắn tu vi, cũng là nhanh mạnh tăng vọt, từ thiên huyền cảnh 3 tầng thiên sơ cấp, lập tức liền tăng vọt đến cao cấp bước. Dám giết ta sư đệ, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Khương Tiêu Vân giận dữ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, lớn nghệ cung vén lên, ánh sáng rực rỡ sáng chói, nghệ rơi thần thuật chuẩn bị bùng nổ. Thần tượng băng thiên đụng. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng là một quyền hung mãnh giết ra. Ở võ cực đạo thư gia trì xuống, Diệp Thần một quyền này uy mãnh đến mức tận cùng, thiên địa thời không nổ, khí lưu nổ ầm, gió nổi mây vần. Khương Tiêu Vân cung tên thần thuật, còn chưa kịp bùng nổ, liền bị Diệp Thần sống sờ sờ áp chế trở về. Phốc xích. Ở Diệp Thần cuồng bạo quyền phong dưới áp chế, Khương Tiêu Vân lại là máu tươi ói như điên, liên tiếp lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật. Mộ chủ đại nhân, người quả nhiên dung hợp ta lực lượng rất cường đại, nhưng biết hay không? Thiên quyền đại đế thấy Diệp Thần đại sát tứ phương hình dáng, lại là sùng bái, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa hăng hái không để ý thân, cháy thần hồn, là Diệp Thần trợ lực. Diệp Thần ở trong nháy mắt, liền đánh chết Phù Đồ Huyền, đánh tan Khương Tiêu Vân, toàn trường vạn khư cường giả, đều là kinh hãi. Thiên tâm lão tổ cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong đầu nghĩ, thằng nhóc này vì sao thực lực cường đại như thế nhiều, cái này không thể nào là hắn lực lượng, rốt cuộc là ai cho hắn lực lượng. Diệp Thần ánh mắt, rơi vào Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thân thể mềm mại phát run, ở Diệp Thần cuồng bạo uy mạnh ý chí võ đạo bao phủ hạ, nàng đạo tâm hỏng mất, sợ hãi vạn phần quỳ xuống, hướng Diệp Thần dập đầu. Luân hồi chi chủ, tán tụng sự vĩ đại của ngươi, ta nguyện ý quy thuận, cầu ngươi không nên giết ta. Ta đi về sau cuộc đời còn lại, cho ngươi làm nô tỳ, làm ngươi lò, cả đời phục vụ ngươi. Nàng đạo tâm tan vỡ dưới, lại cũng không có ngày xưa uy nghiêm cao cao tại thượng khí độ, giống như là một cái hèn mọn chó mẹ. Chung quanh rất nhiều vạn khư các cường giả thấy vậy, toàn đều sợ ngây người. Ngạo Tuyết tiểu thư. Phương xa, truyền đến một đạo thanh âm run run. Là Vũ Hoàng Dã. Vũ Hoàng Dã thấy Ngạo Tuyết quỳ xuống, cầu xin Diệp Thần tha mạng. Thậm chí nói ra cam làm nô tỳ lò thứ lời này, hắn vậy sợ ngây người, nội tâm lại là tan thành mây khói. Ngạo Tuyết, đứng lên, không cho phép quỳ. Một đạo già nua chấn nộ thanh âm, từ Vũ Hoàng Dã sau lưng nổ lên. Chỉ gặp Vũ Hoàng Dã sau lưng, cuồn cuộn huyền hoàng khí kinh thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế bóng người, biến dạng hư không nổi lên. Trước đây, Vũ Hoàng Cổ Đế bị Nhâm Phi Phàm trọng thương, một mực đều đang bế quan chữa thương. Nhưng trước đây không lâu, Vũ Hoàng Dã là hắn mang đi thiên bia đan, ở trên trời bia đan chữa trị xuống, thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế, đã hoàn toàn khôi phục. Khoáng đạt tiên đế uy nghiêm, còn có cổ thần huyết mạch chí cao vô thượng hơi thở, cuốn sạch toàn trường, làm người ta rung động. Cung nghênh Vũ Hoàng bệ hạ. Toàn trường vạn khư các cường giả, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan, nhất thời đại hỉ, rối rít quỳ xuống nghênh đón. Nghĩa phụ. Vũ Hoàng Cổ Đế xuất hiện, vậy để cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hỏng mất đạo tâm, khôi phục một chút trầm ổn. Nàng cảm thấy được mình thất thố, lật đật từ dưới đất đứng lên, mắt nhìn Diệp Thần, lại là xấu hổ, lại là căm hận, lại mang một chút vô hình tâm trạng. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết,
sắc mặt đã là đặc biệt khó khăn xem. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hướng Diệp Thần quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này đã mất hết hắn mặt mũi. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Còn dám xông vào địa bàn ta, ngày hôm nay ngươi nếu là còn có thể chạy thoát, ta Vũ Hoàng Cổ Đế uổng làm người vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, ánh mắt như điện vậy bắn về phía Diệp Thần. Hạ một sát, Vũ Hoàng Cổ Đế vung tay lên, Thiên Hoàng Cổ Trung phá không tuôn ra, xen lẫn ngập trời uy thế, còn có toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới địa mạch khí vận, quay đầu hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế cực hạn nhất kích, dõi mắt toàn bộ Thái Thượng Thế Giới, không người nào có thể ngăn trở. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Cho dù hắn mượn dùng Thiên Quyền Đại Đế lực lượng, cho dù hắn mở ra Long Đằng Mệnh Tinh, hơn nữa còn có Võ Cực Đạo Thư bảo vệ, nhưng đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế trình độ cao nhất nhất kích, hắn như cũ không đỡ được. Nếu như là ở bên ngoài, Diệp Thần có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống lại nhất kích. Nhưng ở Vũ Hoàng Thiên Giới, ở Vũ Hoàng Cổ Đế nơi chủ yếu trên khay, hắn liền nhất kích cũng không ngăn nổi. Đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế thần uy, là cổ thần huyết mạch uy nghiêm trình độ cao nhất. Mộ chủ đại nhân, chạy mau à! Thiên Quyền Đại Đế điên cuồng cháy thần hồn, đem tất cả năng lượng linh khí, cũng bơm vào cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng muốn chạy, nhưng căn bản chạy không thoát. Hắn nơi có khí cơ, đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế phong tỏa. Tại Thiên Hoàng Cổ Trung uy áp hạ, Diệp Thần thậm chí liền một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ, cho đến bị Thiên Hoàng Cổ Trung sống sờ sờ đập chết. Không! Sư phụ! Lúc này... Lại nghe Vũ Hoàng giã quát to một tiếng, vọt tới Diệp Thần bên người, sử dụng một thanh kiếm sao. Thanh kiếm này sao, lại là Thiên Tội Cổ Kiếm vỏ kiếm. Thiên Tội Cổ Kiếm vỏ kiếm chế tạo ra tới sau đó, bình thời là do Vũ Hoàng giã giữ, bởi vì chế tạo vỏ kiếm, hắn xuất lực tối đa, hơn nữa trên người hắn mang theo Thiên Khải Chí Tôn nhân quả, cũng chỉ có hắn, mới có thể không có áp lực chút nào chấp trưởng vỏ kiếm. Vỏ kiếm sử dụng. Từng luồng mang Thiên Tội Thần Phạt kiếm ảnh, vậy từ vỏ kiếm bên trong nổ bắn ra ra, là kiếm thành trận, ngay tức thì liền hóa thành một cái kiếm thật lớn trận, tràn ngập kinh khủng kiếm thế uy năng, đem Diệp Thần và Vũ Hoàng giã thân thể, cũng bao phủ đi vào. Oanh! Thiên Hoàng Cổ Trung trấn áp xuống tới, nhưng cũng không có thể phá hư cái kiếm trận này. Bởi vì cái kiếm trận này, mang theo Thiên Tội Cổ Kiếm kiếm khí thần uy, cả ngày Hoàng Cổ Trung đều không cách nào kích phá. Vũ Hoàng giã, ngươi làm gì? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, nhất thời giận dữ, lại là kinh ngạc. Sư phụ, đi mau. Vũ Hoàng giã cắn chặt hàm răng, khóe miệng rịn ra máu tươi, hiển nhiên vận dụng Thiên Tội vỏ kiếm, đối hắn mà nói, giá phải trả cũng là to lớn. Hắn quay đầu thúc giục Diệp Thần rời đi, từ hắn trong ánh mắt, Diệp Thần thấy được to lớn thống khổ cùng mâu thuẫn. Học trò, ngươi chẳng muốn phản bội ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, hắn biết Vũ Hoàng giã không hề muốn phản bội mình, nhưng một chữ tình, nhất là giết người. Vũ Hoàng giã thích Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đoạn tình này tơ nghiệt xuyên, là vô luận như thế nào cũng vung chém không ngừng. Hắn bởi vì một người phụ nữ, phản bội Diệp Thần, nhưng nội tâm cuối cùng là áy náy thống khổ, cực kỳ mâu thuẫn. Hôm nay thấy Diệp Thần gặp nạn, hắn lại ra tay liều mạng cứu giúp. Sư phụ, đi nhanh đi. Vũ Hoàng giã nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, biết cái này các loại nhân quả dây dưa, thật sự là phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại tình thế quá nguy hiểm, hắn phải mau rời khỏi. Lập tức, Diệp Thần lắc người một cái, liền hướng bên ngoài chạy trốn đi. Cho ta lưu lại. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần phải đi, nhất thời giận dữ kêu to, muốn ra tay lưu lại Diệp Thần, nhưng mới vừa thúc giục Thiên Hoàng Cổ Trung, tiêu hao quá lớn. Lúc này hơi thở còn không chậm lộn lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chạy khỏi. Mắt xem Diệp Thần sẽ phải rời khỏi, nhưng lúc này, một bàn tay, đột nhiên xuyên thấu Diệp Thần tim. Diệp Thần ngẩn ngơ, cảm thấy trong trái tim đau nhức, tự thân tánh mạng đang cấp tốc trôi qua, thế giới đang nhanh chóng đổi được hắc ám. Hắn khó khăn quay đầu vừa thấy, lại thấy Thiên Tâm Lão Tổ, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Thiên Tâm Lão Tổ bàn tay, là như vậy kiên cố. Già nua, mặt trên có chứa máu thịt nhiệt độ. Hắn không biết lúc nào, lại có thể đúc tạo ra được thân xác. Diệp Thần nhìn về hắn ấn đường, thấy được một cái luân hồi phù văn dấu vết, thiên cơ thấy rõ dưới, cái gì cũng rõ ràng. Lúc đầu tại mới vừa,
hắn cùng Phù Đồ Huyền, Khương Tiêu Vân các người đại chiến, vậy không lưu ý Thiên Tâm lão tổ. Luân hồi ban phúc rơi xuống, vậy một đạo luân hồi phù văn, không người tranh đoạt, cuối cùng lại là bị Thiên Tâm lão tổ hấp thu. Thiên Tâm lão tổ im hơi lặng tiếng, đạt được luân hồi ban phúc, thành công đúc ra thân xác. Mà Diệp Thần, còn ở cùng Phù Đồ Huyền, Khương Tiêu Vân các người chiến đấu, hoàn toàn không người lưu ý hắn biến hóa. Đúc ra thân thể Thiên Tâm lão tổ, căn cơ mặc dù còn không vững chắc, nhưng thương thế nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, thấy Diệp Thần phải đi, hắn vận dụng ảo tưởng cùng nhân quả luật thủ đoạn, ra tay tập sát, một lần hành động thuận lợi, liền xuyên thủng Diệp Thần tim. Cái gì? Vũ Hoàng cổ đế thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Dã, Khương Tiêu Vân, còn có rất nhiều vạn khư các cường giả, cũng là kinh hãi vạn phần, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Gần đây vô địch luân hồi chi chủ, lại có thể bị Thiên Tâm lão tổ xuyên qua tim. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lần này phải chết thật. Trên bầu trời Diệp Thần, chỉ cảm thấy mình sinh mạng, liền nhanh chóng trôi qua, cả người sức sống thật ra thì đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại luân hồi huyết mạch còn cất giữ một chút tánh mạng. Thiên Tâm lão tổ ra tay quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, Diệp Thần ngay cả động dùng Thanh Liên phân thân thời gian cũng không có. Cái này một tí tim xuyên qua, là hắn bản thể, được công kích chí mạng. Ta phải chết sao? Diệp Thần mờ mịt, trong tròng mắt ánh sáng, đang nhanh chóng tan rã. Thiên Tâm lão tổ, người người dám giết ta. Vừa lúc đó, trên bầu trời, truyền tới một hồi lạnh lót chấn nộ quát mắng tiếng. Gió tuyết bạo dũng, băng hoàng múa lên, thiên kiếm nhuệ khí nổ tung, một đạo tuyệt đẹp ung dung bóng đẹp, ở chân trời nổi lên. Lại là Đảm Nhiệm thiên nữ. Diệp Thần bị đả kích chí mạng, thiên nữ cảm giác được, trời một chút hư không, hạ xuống. Nàng thấy Thiên Tâm lão tổ, xuyên qua Diệp Thần tim, trong tròng mắt toát ra to lớn khiếp sợ, tủng sợ hãi, không thể tin thần sắc. Suy, thiên nữ huy động băng hoàng thiên kiếm, một kiếm bổ xuống, sau lưng cầu nguyện hồ tiên khí tượng lững lờ, một kiếm này lại mang theo nham thần nặng nề khí thế, uy áp ngút trời. Từ dung hợp nham thần cốt, nắm trong tay địa hoàng sách thần sau đó, thiên nữ tu vi thực lực, cũng đã du ngoạn hiện thế võ đạo nhất đỉnh cấp, là cùng Vũ Hoàng cổ đế cũng giá tể khu cao cấp tiên đế, linh khí bên trong thậm chí mang thiên thần uy nghiêm. Thiên Tâm lão tổ thấy thiên nữ kiếm phong giết tới, vội vàng rút tay về, đánh ra một kiếm, cùng đối kháng. Chanh! Hai kiếm giao phong, Thiên Tâm lão tổ rên lên một tiếng, thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng cuối cùng là tiếp nhận thiên nữ kiếm. Cũng không có bị bại. Hắn chán lộ ra vui mừng, biết mình đúc ra thân xác sau đó, coi như trông cho mượn dùng thiên bia lực lượng, dựa hết vào bề ngoài thực lực, vậy có thể nói là cao cấp tiên đế. Diệp Thần nơi buồng tim xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, thân thể từ trên trời cao rơi xuống, hắn thấy thiên nữ vì mình ra mặt, trong bụng thật là cảm kích, muốn nói gì, nhưng sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua dưới, nhưng là cái gì đều không nói được. Thiên nữ thấy vậy, nội tâm tức giận mà đau buồn, nhìn chằm chằm Thiên Tâm lão tổ, trong ánh mắt lửa giận sôi trào, ta muốn ngươi chết. Thiên nữ ý chí nổ tung, sau lưng hiện ra một tôn to lớn ấn tỷ, toàn thân xích mang vần quanh, đế khí ngất trời, lại là trong truyền thuyết bốn đại chí cao thần khí một trong, Viêm Hoàng Đế Ấn. Viêm Hoàng Đế Ấn vừa ra, toàn bộ Vũ Hoàng thiên giới, tựa như đều phải vỡ sụp xuống, hoàn toàn không chịu nổi pháp bảo này lực lượng. Đây chính là thần chí cao khí à, cùng thiên đế kim luân, thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải cùng chí bảo, coi như nhau tồn tại. Trước kia, Viêm Hoàng Đế Ấn danh tiếng, không hề nếu như không muốn hắn ba kiện chí bảo như vậy hiển hách. Đây là bởi vì, Viêm Hoàng Đế Ấn người chấp trưởng là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ thần uy, quá mức mạnh mẽ, thực lực ở không không lúc nào không bên trong, vậy đủ để bước lên trước ba. Hắn ánh sáng. Che qua Viêm Hoàng Đế Ấn ánh sáng. Cho nên, Viêm Hoàng Đế Ấn thanh danh không hiển hách. Nhưng trong thực tế, món pháp bảo này, thành tựu thần chí cao khí, uy năng cũng là long trời lở đất, nghiền ép hàng tỷ vũ trụ tinh không, hơi động một cái đáng, liền có thể tan biến vô số thời không, thần uy kinh khủng, thậm chí đủ để phai mở thái thượng thế giới. Thiên nữ thúc giục Viêm Hoàng Đế Ấn, hung hăng hướng Thiên Tâm lão tổ trấn áp xuống đi. Lúc này Thiên Tâm lão tổ mới vừa đúc ra thân xác, căn cơ đặc biệt phù phiếm, còn không vững chắc, đối mặt Viêm Hoàng Đế Ấn chân áp, hắn sắc mặt nhất thời chấn động phố,
vạn phần hoảng sợ. Thiên bia, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, thiên tâm lão tổ sử dụng thiên bia, gắt gao che trước mặt mình. Phịch, Viêm Hoàng đế ấn hung hăng nện ở thiên trên bia mặt, hai người đụng nhau, trong chốc lát rơi vào giằng co. Thiên tâm lão tổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, thiên nữ vậy rên lên một tiếng. Như vậy rằng có đụng nhau, hai người cũng không tốt bị. Ngạo Tuyết, đem luân hồi chi chủ thi thể mang về. Đây là, Vũ Hoàng cổ đế hơi thở đã thoáng chậm lộn lại, hít sâu một hơi, hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ra lệnh. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Đoạn đường này tới, nhiều như vậy tranh đấu giết hại, cuối cùng đánh xuyên Diệp Thần tim, lại là thiên tâm lão tổ, cái này để cho hắn cảm thấy vô hạn thổn thức. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Thần chết ở trên địa bàn hắn, hắn chính là lớn nhất người được lợi. Chỉ cần bắt được Diệp Thần, rút ra lấy huyết mạch hắn, cướp lấy tất cả luân hồi pháp bảo, vạn khư đủ để bao trùm thái thượng thế giới, chấn diệt hết thảy địch. Nghĩa phụ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phi thân ra, thì đi đem Diệp Thần bắt trở về. Sư phụ. Vũ Hoàng Giã chính là mặt đầy tủng sợ hãi, nào nghĩ tới Diệp Thần sẽ bị giết chết. Đừng đụng người ta. Ngay tại Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, muốn đến gần Diệp Thần thời điểm, thiên nữ quát to một tiếng, đang cùng thiên tâm lão tổ đối lập để gặp, ý chí nổ tung, trong hư không bắn ra một cán long đấu súng, thương mang xuyên qua, bức lui Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nghĩa phụ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bị bức lui, quay đầu nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế một mắt. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nói, rất tốt, thiên nữ, ta vốn đang dự định, cướp lấy luân hồi huyết mạch sau đó, sẽ chậm chậm đối phó ngươi. Nhưng, ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết, ta là được toàn ngươi. Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế không nói nhảm nữa, bàn tay một chiêu, linh khí nổ, lại thúc giục dậy Thiên Hoàng Cổ Trung. Thiên Hoàng Cổ Trung ùng ùng vang dội, bay lên, tách thả ra vạn trượng chói lọi, vô số phù văn cổ xưa lóng lánh, mang trấn áp thiên địa uy thế, hướng thiên nữ và thiên tâm lão tổ đập xuống. Vừa lúc đó, Diệp Thần bên cạnh hư không, đột nhiên vặn vẹo, hiển hóa ra một bóng người. Lại là Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu bắt Diệp Thần, thân thể thoáng một cái, giống như là hóa thành ảo ảnh, lập tức liền mang theo Diệp Thần, từ tại chỗ biến mất. Hắn thời cơ xuất thủ, cầm nặn được tốt vô cùng. Thiên nữ đang cùng thiên tâm lão tổ đối lập, mà Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng đang thúc giục Thiên Hoàng Cổ Trung, đều không cách nào thoát thân. Hắn xuất thủ cứu đi Diệp Thần, vậy là ai cũng không thể ngăn trở. Cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, nhất thời bất ngờ cùng tức giận, linh khí hơi chậm lại, Thiên Hoàng Cổ Trung vậy dừng lại ở giữa không trung. Thiên nữ thấy vậy, mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng biết Cổ Vĩnh Tiêu là Diệp Thần người. Nội tâm cũng là an ổn không thiếu. Thằng nhóc này lại phải thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thiên tâm lão tổ thấy Diệp Thần được cứu đi, nhất thời giận cả tóc gáy, trong chỗ u minh thấy rõ thiên cơ, hắn cảm thấy Diệp Thần có thể sẽ không chết. Mặc dù hắn xuyên qua Diệp Thần tim, nhưng Diệp Thần là đại khí vận người, lần này bị Cổ Vĩnh Tiêu cứu đi, rất có thể lại phải sống lại. Nghĩ tới đây, thiên tâm lão tổ nhất thời hồn hền, nổi nóng tủng sợ hãi. Lão tạp mao, Diệp Thần không phải ngươi có thể giết chết. Thiên nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt ý định giết người bại lộ, lại là trái tự thân huyết mạch, khoáng đạt tiên đế linh khí, bơm vào đến Viêm Hoàng Đế ấn bên trong. Viêm Hoàng Đế ấn uy năng nổ tung, một tiếng nổ, đã đột phá thiên bia phòng ngự, hung hăng nện ở thiên tâm lão tổ trên mình. Thiên bia tuy lợi hại, nhưng thiên tâm lão tổ cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực, hơn nữa hắn mới vừa đúc thân xác, căn cơ bất ổn. Bị thiên nữ không tiếc giá phải trả đòn nghiêm trọng, lập tức liền để không chịu nổi, tại chỗ liền bị Viêm Hoàng Đế ấn đập thành trọng thương, thiên bia vậy rơi xuống. Hai người dưới người dẫn vô thần núi, vậy gặp phải to lớn đánh vào, núi đá nổ tung, bụi bặm cuốn lên, địa mạch mơ hồ sụp đổ, khí vận lưu tán. Đi! Thiên nữ nội tâm ý niệm động một cái, bàn tay một quyển, đem thiên tâm lão tổ và thiên bia, toàn bộ thu. Sau đó nhanh chóng đi bên ngoài phi độn đi. Nơi này cuối cùng là Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, ở chỗ này ở lâu nói, tuyệt đối là nguy hiểm. Đáng chết! Vũ Hoàng Cổ Đế thấy thiên nữ phải đi, thậm chí mang đi thiên tâm lão tổ và thiên bia, nhất thời sấm sét tức giận, vung tay lên, hóa thành vạn trượng, phong tỏa thời không, thì phải đem thiên nữ lưu lại. Nhưng, thiên nữ là cao cấp tiên đế cao thủ, nàng muốn phải đi nói,
thế gian không người có thể lưu được nàng. Chỉ gặp thiên nữ thúc dục địa hoàng sách thần, tuôn ra một cán ngàn vạn trượng dài nham súng, động phá hư không, ngự phong hóa tuyết, bay vút lên đi. Vũ hoàng cổ đế khí được thất khiếu bốc khói, thiên nữ nói đến là đến, nói đi là đi, hoàn toàn không cầm hắn đặt ở bên trong mắt, hắn có thể nói là mặt mũi quét sân. Hơn nữa, thiên nữ mới vừa cùng thiên tâm lão tổ đánh giết, vậy tạo thành to lớn phá hoại. Dẫn vô thần núi núi đá văng tung tóe, địa mạch bể tan tành, tích góp nhiều năm linh khí cùng khí vật, đại lượng chạy mất. Đây chính là vũ hoàng cổ đế tương lai phi thăng chi địa, hôm nay linh khí lưu tán, phi thăng chi địa bị phá xấu xa, hắn tổn thất tất nhiên thảm trọng. Nghiêm trọng hơn phải, liền Diệp thần cũng bị cứu đi. Thiên nữ, Diệp thần, ta muốn các ngươi chết. Các ngươi muốn giả mù sa mưa quyết chiến, ám kết liền cảnh tốt, đó là cầm ta làm ngu dại. Ta muốn ở các ngươi quyết chiến trước, đem các ngươi toàn bộ giết chết, không chừa một mống. Vũ hoàng cổ đế giận dữ như sấm, nội tâm thoáng qua vô số giết hại hung ác ý niệm. Vũ hoàng ngạo tuyết, Khương Tiêu Vân, vũ hoàng giã, còn có rất nhiều vạn khư các cường giả, đều cúi đầu, không dám lên tiếng đáp lại. Bọn họ biết, thời tiết muốn thay đổi. Cùng lúc đó, không không lúc nào không. Một phiến đỏ thắm huyết nguyệt bao gồm thế giới bên trong. Một cái ngồi ở một đầu cự kình trên người đàn ông, đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Giống như nắm trong tay địa ngục bóng tối sứ giả. Màu đen con người bên trong phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy. Vô tận ngọn lửa bên trong, là hắn cơn giận đốt trời. Thật lấy là ta bước chân vào không không lúc nào không, các ngươi là có thể đối người ta xuất thủ như thế. Hôm nay động hắn, ta Nhâm Phi Phàm, cần thiết hắn táng diệt mỗi một cái tương lai. Rất lâu Nhâm Phi Phàm không có như vậy tức giận. Chí ít ở hắn bước vào không không lúc nào không sau đó, hắn chưa từng như vậy nổi giận. Hắn không cam lòng, hắn hối hận, hắn quyết tâm. Hắn biết mình tiếp theo phải làm gì. Thái thượng thế giới cờ, cố nhiên trọng yếu, nhưng còn có một bàn cờ quan trọng hơn. Bàn cờ này, hắn phải ở Diệp Thần trước khi tới hạ tốt. Nếu không, Diệp Thần hết thảy cố gắng đều uổng phí. Lúc này, Diệp Thần bị Cổ Vĩnh Tiêu cứu đi, hai người xuất hiện ở Vũ Hoàng Thiên Giới bên ngoài trong hư không. Diệp Thần chỉ còn lại một điểm cuối cùng sinh mạng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt, chảy xuôi máu loãng, con người phơi bày tan tành hình dáng, mười phần khủng bố. Tiền bối, ngươi không phải bị nhốt sao? Diệp Thần có chút mơ hồ, hắn nhớ Cổ Vĩnh Tiêu bị Khương Tiêu Vân tổn thương nặng, lại bị áp xuống đi nhốt, theo lý mà nói, hẳn không có chạy trốn có thể. Nhưng hiện tại, Cổ Vĩnh Tiêu không chỉ có chạy trốn ra ngoài, thậm chí còn có thể cứu hắn rời đi, hơn nữa Cổ Vĩnh Tiêu thương thế trên người, vậy đã hoàn toàn hết bệnh, chỉ có cặp mắt bị tổn thương nghiêm trọng, một viên con ngươi tan tành thành mười mấy khối, cực kỳ khủng bố. Đây tựa hồ là sử dụng vạn hoa đồng huyết nhãn quá độ, tạo thành hậu di chứng. Tôn chủ, đừng nói trước những thứ này, ta trước cứu sống ngươi, ngươi tuyệt không thể xảy ra chuyện, ta có thể chết, ngươi không thể, bởi vì cái thế giới này cần ngươi, không không thế giới cần ngươi. Cổ Vĩnh Tiêu nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy kiên định, nhẹ nhàng tụng niệm thần chú, giữa trời đất có vô số ảo ảnh xen lẫn. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, tựa như mình chân thân, cũng được ảo ảnh một phần chia. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị lại cảm giác thần bí, không cách nào kể lể, nhưng tựa hồ có một loại đặc thù nào đó lực lượng. Rồi sau đó, Cổ Vĩnh Tiêu mở hai mắt ra, vậy đôi nhuộm đầy máu loang ánh mắt, lại nổi lên vạn hoa đồng dị tượng, huyễn người ánh mắt. Diệp Thần cảm thấy một hồi mê ly, lại là một hồi choáng váng. Mơ mơ màng màng tới giữa, hắn thần thức lại dần dần tỉnh hồn lại, làm hắn mở mắt lần nữa, nhưng phát hiện thiên địa thời không, so với trước đó rõ ràng quá nhiều quá nhiều. Hắn bị xuyên qua tim, giờ phút này đã tốt lắm rất nhiều. Chí ít sẽ không chết. Tự thân linh khí, cũng là không ngừng đang khôi phục, nhìn như hoàn toàn không giống cơ hồ phải bỏ mạng người. Tiền bối. Diệp Thần có vẻ giật mình, nắm quyền một cái, cảm thấy mình thương thế, tốt lắm rất nhiều, mặc dù thực lực trước mắt chỉ có đỉnh cấp một nửa, nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể toàn bộ trở về. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần có chút chấn động. Mới vừa vẫn là sắp chết hình dáng, hiện tại lại có thể thành công từ quỷ môn quan đi trở về.
cố nhiên còn có thương thế, nhưng khôi phục lại đỉnh cấp, chẳng qua là thời gian thôi. Hắn nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, nhưng thấy Cổ Vĩnh Tiêu con ngươi, đã nổ chảy máu. Hắn cặp mắt, không còn tồn tại, trong hốc mắt trống rỗng, máu loãng không ngừng thấm ra, chảy qua mặt hắn gò má, như vậy hai hàng máu nước mắt. Tôn chủ, ngươi không sao chứ? Cổ Vĩnh Tiêu lộ ra một người mỉm cười, nói. Tiền bối, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần sợ ngây người, hắn mơ hồ cảm giác được, mình có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, là bởi vì là Cổ Vĩnh Tiêu hy sinh cặp mắt, cứu sống mình. Ta đã dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem ngươi cứu vãn lại được, ngươi hẳn không có gì đáng ngại. Ta vạn hoa đồng huyết nhãn, đại biểu thế gian ảo thuật mạnh nhất, thậm chí có thể đem thứ chân thật, vậy thay đổi thành hư ảo. Ngươi tim bị xuyên qua, trọng thương hẳn phải chết, ta đem chuyện này, chuyển biến thành ảo ảnh mộng, vì vậy ngươi liền sống lại, có thể hiểu không? Cổ Vĩnh Tiêu cười giải thích, trong giọng nói hơi có chút kiêu ngạo, là đối với ảo thuật mình kiêu ngạo, tựa như một cái kỳ đạo cao thủ, ở hướng Diệp Thần xiển thích mình bước cờ này, có bao nhiêu tuyệt diệu tuyệt luân. Ngươi đem ta phải chết sự thật, chuyển hóa thành huyễn mộng. Diệp Thần trong lòng chấn động ngạc, vậy mơ hồ nghe rõ ràng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bị Thiên Tâm lão tổ đánh xuyên tâm, vốn là chết chắc, nhưng Cổ Vĩnh Tiêu ra tay, lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem sự thật này, biến thành hư ảo mộng. Nếu là ảo ảnh mộng, vậy dĩ nhiên không phải thật. Cho nên, Diệp Thần bị đánh xuyên tâm chuyện này, cũng không phải thật, hắn liền sống lại. Diệp Thần rung động trong lòng, không nghĩ tới Cổ Vĩnh Tiêu ảo thuật, lại có thể tuyệt diệu đến tình cảnh này. Muốn đến hắn có thể thoát khốn, thoát khỏi vạn khư nhốt, vậy là dựa vào cái loại này ảo thuật. Chỉ là, như vậy nghịch chuyển sống chết, thay đổi thực tế thủ đoạn, giá phải trả vẫn là quá lớn. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt, đã hoàn toàn nổ tung. Tiền bối, vậy ngươi ánh mắt. Diệp Thần nội tâm cảm kích, lại là không đành lòng. Đây là ta phải trả giá cao, tôn chủ, có thể cứu sống ngươi liền tốt. Ngươi không thể chết được, sau này thành lập luân hồi thiên quốc trật tự, kết thúc không không lúc nào không hỗn loạn, còn cần dựa vào ngươi. Như luân hồi thiên quốc thật có thể thành lập, muốn đến lôi thần thiên tôn, vậy sẽ rất vui vẻ yên tâm đi. Cổ Vĩnh Tiêu mỉm cười khoát khoát tay, cũng không để bụng mình hy sinh. Rất tốt, không hổ là ngày xưa ám các chủ, quả nhiên là đại khí phách, lớn quyết đoán, ta coi như là phục ngươi. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên, chỉ gặp một đạo bóng đẹp, ngự gió tuyết rơi, hạ xuống, chính là thiên nữ. Thiên nữ tỷ. Diệp Thần thấy thiên nữ, trong lòng lật lên vô số tâm trạng, muốn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Nhớ tới thiên nữ mới vừa không để ý giá phải trả, là hắn báo thù tình cảnh, hắn trong lòng cũng là khá là cảm kích. Thiên nữ thấy Diệp Thần đã khôi phục, cũng là không che giấu được vui sướng, nói, Diệp Thần, chúc mừng ngươi, ta còn lấy là ngươi sẽ chết. Diệp Thần nư một tiếng, gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thiên nữ, đột nhiên thấy rõ thiên cơ, nhưng phát hiện ở thiên nữ trên mình, có Thiên Tâm lão tổ và thiên bia hơi thở. Ngươi thu phục Thiên Tâm lão tổ, còn lấy được thiên bia. Diệp Thần có vẻ chấn động, lui về phía sau một bước. Đúng vậy. Thiên nữ khẽ mỉm cười một cái, ta bắt được thiên bia, coi như là ta vận khí, ha ha, ta xem qua tương lai, nếu là ngươi bắt được thiên bia mà nói, ngươi là có thể giết ngược ta. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói thiên nữ, ngươi chấp trưởng Viêm Hoàng đế ấn và thiên bia, ngươi hôm nay muốn giết ta, thật là dễ như trở bàn tay. Thiên nữ cười nói, không đơn giản như vậy, ta tuy chấp trưởng Viêm Hoàng đế ấn, nhưng căn cơ còn không vững chắc, mà ngày trước bia, cũng không phải ta có thể nắm trong tay, cưỡng ép luyện hóa, chỉ sẽ gặp bị cắn trả. Ta hôm nay ra tay, coi như có thể giết ngươi, giá phải trả cũng là to lớn, cuối cùng chỉ sẽ tiện nghi những người khác. À, ta dự định đem thiên bia và thiên tâm lão tổ, đều giao cho Tử Hoàng Tiên Cung, coi như là báo đáp bọn họ cho ta mượn Viêm Hoàng đế ấn ân tình. Còn như chúng ta quyết chiến, ta dự định định ở sau nửa năm, ngươi thấy thế nào? Sau nửa năm, ta hẳn có thể vững chắc nắm trong tay Viêm Hoàng đế ấn, ngươi cũng có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ, như vậy thứ nhất, chúng ta quyết chiến mới có ý tứ. Diệp Thần cũng biết hôm nay thiên nữ không thể nào đem thiên bia giao cho mình, hắn ánh mắt hơi chăm chú, nửa năm sau quyết chiến sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Thiên nữ cười nói, đúng vậy, cái này nửa năm, ngươi đừng nghĩ đoạt lại thiên bia, cái này không thể nào, thiên bia đem sẽ rơi vào đạo đức thiên tôn hoặc là trùng dương chân nhân trong tay, ngươi cưỡng ép đoạt lại, chẳng qua là tự tìm đường chết. Ngươi muốn chiến thắng ta mà nói, có lẽ có thể thử nghiệm thắp sáng viên thứ hai mệnh tinh, ta mong đợi ngươi biểu hiện. Luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh, đều có kinh thiên động địa uy lực. Trước mắt, Diệp Thần chỉ thức tỉnh viên thứ nhất long đằng mệnh tinh. Nếu như hắn có thể thắp sáng viên thứ hai mặt trời gay gắt mệnh tinh, hắn tu vi thực lực, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, coi như không có thiên bia, hắn cũng có giết ngược thiên nữ có thể. Nhưng, bất kể như thế nào, thiên bia đem rơi vào tử hoàng thiên cung trong tay, đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đòi mạng tin tức xấu. Thiên nữ khi nói xong lời nói kia sau đó, bỗng nhiên lại đi tới trước, ôm Diệp Thần cổ, nhón chân lên hôn môi của hắn. Diệp Thần trong lòng không biết là ý tưởng gì, theo bản năng liền ôm eo thon của nàng, kịch liệt ôm hôn. Nếu như không phải là Cố Kỵ Cổ Vĩnh Tiêu tại chỗ, hai người có thể thì phải quan hệ vui vẻ, hoàn toàn kết hợp, ở đó đòi mạng quyết chiến đến trước hưởng thụ thân thể này chốc lát vui vẻ. Ở ôm hôn liền cực kỳ lâu sau đó, hai người chính là buông đối phương, không có nói thêm câu nào. Sau đó, thiên nữ đi. Diệp Thần lưu tại chỗ, nhìn nàng đi xa hình bóng, buồn bã mất mát. Cổ Vĩnh Tiêu cũng là yên lặng, có thể cảm nhận được Diệp Thần và thiên nữ tới giữa mâu thuẫn, đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Tôn chủ, người có lòng tin ở nửa năm sau đó, giết chết thiên nữ sao? Hắn biết Diệp Thần quyết tâm cùng ý chí, cho dù là thiên nữ tơ tình, cũng có thể đoạn tuyệt chặt đứt. Nửa năm sau quyết chiến, Diệp Thần sẽ không nương tay. Nhưng vấn đề là, hôm nay thiên bia muốn rơi vào tử hoàng thiên cung trong tay, Diệp Thần không lấy được thiên bia, muốn cùng thiên nữ chống lại, nhưng là muôn vàn khó khăn. Trừ phi, có thể thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh. Nhưng, thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh, chuyện này độ khó, sẽ không so cướp đoạt thiên bia đơn giản. Nửa năm sau nói sau, tiền bối, chúng ta đi về trước, nghĩ biện pháp chữa trị cặp mắt của ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, liền chuẩn bị mang Cổ Vĩnh Tiêu trở về. Cổ Vĩnh Tiêu vạn hoa đồng huyết nhãn, hoàn toàn là dựa vào ánh mắt thi triển, là cực hạn ảo thuật, cũng là cực hạn đồng thuật. Nếu như cặp mắt cũng mù hết, ảo thuật này lại không thể lại thi triển ra, Cổ Vĩnh Tiêu cũng phải lâm vào là phế nhân. Diệp Thần không nhẫn tâm luân hồi trận doanh, tổn thất một tên đại tướng, càng không nhẫn tâm thấy Cổ Vĩnh Tiêu biến thành phế nhân. Không chữa khỏi. Cổ Vĩnh Tiêu không biết làm sao cười khổ, một tiếng thở dài. Hắn biết mình tình huống, cặp mắt mù hết, con ngươi nổ, lại làm sao có thể chữa khỏi. Diệp Thần mang Cổ Vĩnh Tiêu, trở lại tinh nguyệt giới bên trong, triệu tập Dạ Mẫu, Gia Gia, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người thương nghị. Đám người nghe được Diệp Thần ở Vũ Hoàng Thiên giới sống chết trải qua, đều là lau mồ hôi một cái. Lại gặp Cổ Vĩnh Tiêu thương thế nghiêm trọng như vậy, trong bụng đều cảm khó giải quyết. Diệp Thần thử nghiệm dùng mình y thuật thủ đoạn, bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, luân hồi máu vân. Vân, cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, nhưng không có chút nào tác dụng. Ngư oanh cô nương, ngươi nhưng có phương pháp, có thể cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối. Diệp Thần hỏi, ta cũng không có, ta thấy vận mạng hắn đường, đã bị chém đứt, vận mạng hắn đến đây chấm dứt. Sau này sẽ là một người phế nhân, à. Ta coi như vận dụng một ít chân quý tài nguyên, khôi phục hắn ánh mắt, hắn vạn hoa đồng huyết nhãn, cũng không khả năng khôi phục. Phong Ngữ Oanh không biết làm sao thở dài một cái, nàng cũng không có cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu biện pháp. Vạn hoa đồng huyết nhãn, một khi tan biến, đó chính là vận mệnh đoạn tuyệt, nơi nào có như thế khôi phục dễ dàng. Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần, không bằng thử một chút ngươi túi gấm. Diệp Thần có 5 cái túi gấm, hiện đang dùng 2 cái, còn dư lại 3 cái. Ở nguy cấp thời điểm, nếu như vận dụng cẩm năng nói, thì có thể đạt được chỉ dẫn. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức lấy ra một cái túi gấm mở ra, bên trong nhưng là trống trơn như vậy. Nhìn trống rỗng túi gấm, Diệp Thần nhất thời không biết làm sao, nói, không được, túi gấm cũng vô dụng. Cổ Vĩnh Tiêu nói, được rồi đi, tôn chủ, người có lòng cứu chữa ta. Ta rất là cảm kích, nhưng vận mệnh ta, vậy đến đây chấm dứt, chỉ tiếc sau này không thể phụ tá ngươi.
Diệp Thần nói, tiền bối, đừng nói lời như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nhưng như thế nào cứu, hắn tâm lý nhưng là phiền não rất. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần như vậy phiền não hình dáng, cũng là tại tim không đành lòng, đang do dự liền một lát sau, nàng rốt cục thì mở miệng nói, Diệp Thần, ta biết có một địa phương, có lẽ có thể giải quyết. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, là địa phương nào? Kỷ Tư Thanh nói, chỗ đó, kêu vận mệnh thiên địa, xen vào thực tế và không không tới giữa, bị dự là vận mạng phúc địa, không có lối vào, ta từng có một lần bất ngờ tiến vào trong đó. Ở đó phiến vận mệnh thiên địa, vô số vận mạng quỹ tích xen lẫn, nếu như có thể bước vào bên trong, có lẽ có cơ hội, thay đổi vận mệnh. Diệp Thần nói, thay đổi vận mệnh sao? Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, nếu như có thể thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối vận mệnh, là có thể để cho hắn cặp mắt khôi phục, thậm chí là đem ngày xưa đồng thuật ảo thuật, vậy khôi phục lại đỉnh cấp. Diệp Thần vội hỏi, vậy vận mệnh thiên địa ở địa phương nào? Kỷ Tư Thanh lắc lắc đầu nói, vậy phiến thiên địa, không có cố định lối vào, ta đã từng cũng là bất ngờ tiến vào, ta thi triển vận mệnh thuật pháp, hao phí điểm linh khí, có lẽ có thể mở một cái lối đi, tiếp nhập vậy phiến vận mệnh thiên địa. Nhưng, thay đổi vận mệnh, ắt phải đưa tới thiên đại thay đổi, có thể sẽ trêu chọc không không lúc nào không một ít đáng sợ tồn tại. Diệp Thần nghe được có thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu vận mạng cơ hội, nơi nào còn sợ gì trêu chọc không không lúc nào không, nói, bỏ mặc, Tư Thanh, người thi triển thuật pháp, giúp ta mở lối đi, ta muốn đi đâu phiến vận mệnh thiên địa. Cổ Vĩnh Tiêu nói, tôn chủ, người phải đi vận mệnh thiên địa. Diệp Thần nói, đúng vậy, tiền bối, ta không thể để cho ngươi một mực chịu khổ. Cổ Vĩnh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ta nghe nói ở cửu thần thời đại, băng thần thiên tôn vậy từng đi qua vận mệnh thiên địa, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, nàng vốn là mau muốn thành công, nhưng cuối cùng gặp phải đà đế cổ thần ngăn trở, bi thảm thất bại, cũng bỏ mạng ở vận mệnh thiên địa bên trong. Băng thần thiên tôn tuy chết, nhưng nàng ý chí thượng tích chữ, chúng ta nếu là bước vào vận mệnh thiên địa, rất có thể đưa tới băng thần thiên tôn căm thù. Nghe nói như vậy, Diệp Thần trong lòng nhất thời rét một cái. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua băng thần thiên tôn, nhưng hắn và băng thần thiên tôn truyền nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới giữa, ân oán dây dưa thực không cạn. Bởi vì Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhân quả, Diệp Thần và băng thần thiên tôn, mặc dù cho tới bây giờ không gặp mặt, nhưng cũng có thể coi như là ẩn bên trong kẻ địch. Tư Thanh, băng thần thiên tôn ngay tại vận mệnh thiên địa sao? Diệp Thần hỏi. Kỷ Tư Thanh trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta trước đây bất ngờ tiến vào vận mệnh thiên địa, thời gian quá ngắn, rất nhiều bí mật đều không dò xét đến, nếu là băng thần thiên tôn ý chí, thật hoạt động tại vận mệnh thiên địa bên trong, vậy cũng phiền toái. Ngươi còn muốn đi sao? Diệp Thần liền không chút nghĩ ngợi, nói, đi, dĩ nhiên phải đi, coi như vậy vận mệnh thiên địa là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi xông vào một lần. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu. Lần đi vận mệnh thiên địa, không chỉ là vì cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, hắn còn muốn xem tương lai mình vận mệnh. Kỷ Tư Thanh gặp Diệp Thần tâm ý đã quyết, liền nói, được. Ta cần 3-4 ngày thời gian, bố trí thuật pháp, mở lối đi, đến lúc đó, ta và các ngươi cùng đi. Diệp Thần gật đầu nói, có thể. Thương nghị xong, Diệp Thần thu xếp ổn thỏa Cổ Vĩnh Tiêu, sau đó mình trở lại phòng tu luyện bên trong, điều dưỡng sống. Lần này vạn khư chuyến đi, hắn tuy không có thể bắt được thiên bia, nhưng cũng có không thiếu thu lấy được. Truyền thuyết võ cực thiên hạ đạo thư, đã rơi xuống trong tay hắn. Diệp Thần sử dụng võ cực đạo thư, nhất thời liền cảm thấy từng trận hào hùng ý chí võ đạo, như thác vải vậy trút xuống. Thậm chí, xuyên thấu qua cái này võ cực đạo thư, hắn mơ hồ tới giữa, còn bắt được võ tổ chỗ. Võ tổ sư tôn bị nhốt ở cổ tinh môn cấm địa, ta sau này nếu là đi liền không không lúc nào không, dựa vào cái này võ cực đạo thư, có lẽ có thể tinh chuẩn tìm được hắn chỗ. Diệp Thần nghĩ thầm, cổ tinh môn có 100.000 cấm địa. Võ tổ bị nhốt ở nơi nào, Diệp Thần cũng không biết. Nhưng có võ cực đạo thư mà nói, hắn liền có cơ hội ngược dòng thiên cơ, điều tra rõ. Bất quá, lấy hắn hôm nay tu vi, nói phải đi cứu ra võ tổ, vẫn là quá xa vời một chút. Việc cần kíp, vẫn là mau sớm tăng lên mình tu vi, trước đánh bại thiên nữ nói sau. Sau nửa năm, chính là cùng thiên nữ quyết chiến ngày. Trận chiến này, vô luận như thế nào?
Diệp Thần đều không thể bại. Thu hồi võ cực đạo thư, Diệp Thần lại sử dụng tịch diệt thiên thư còn sót một trang, còn có vậy một phiến kiếp bụi. Nhìn vậy một trang tịch diệt thiên thư cùng kiếp bụi, Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, linh khí vận chuyển, bước ra một giọt máu tươi, thử nghiệm luyện hóa. Vốn là, tịch diệt thiên thư là thần tích tụng đời điển chương 8, thần uy đặc biệt khủng bố, coi như chỉ còn lại một trang, coi như chỉ là kiếp bụi, cũng không phải Diệp Thần có thể nắm trong tay. Nhưng, ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt sau đó, Diệp Thần vậy thừa kế bất hủ tôn long hơi thở ý chí, hắn hôm nay đã có nắm trong tay tịch diệt thiên thư tư cách. Bất hủ tôn long, nhân quả thừa kế, luân hồi đạo pháp, mất đi quy phục. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng, sau lưng long đằng mệnh tinh khí tượng hiện lên, huyết long gầm thét lao ra. Hôm nay huyết long, ở cắn nuốt bất hủ tôn long cốt sau đó, đã có bất hủ khí, sát phạt tương đương hung mãnh. Diệp Thần đem vậy tịch diệt thiên thư kiếp bụi, cùng còn sót lại một trang thiên thư, hoàn toàn dung hợp, vậy một trang thiên thư, biến thành đen sẫm màu sắc, phía trên vô số tai kiếp vờn quanh, lôi điện màu đen nhảy, đặc biệt khủng bố. Màu đen tịch diệt thiên thư xuất hiện, để cho được Diệp Thần cũng là được to lớn phản chấn. Nhưng, Diệp Thần thong thả, vung tay lên, huyết long bay xuống đến màu đen kia trên trang sách mặt. Ở huyết long bất hủ oai rồng dưới áp chế, màu đen kia trang sách bạo động, dần dần lắng xuống. Diệp Thần vậy cảm giác được, có một cổ ấm áp hơi thở, từ minh minh thời không bên trong, bơm vào đến mình đan điền bên trong. Đó là chân lý hơi thở, là đại đạo cuối cùng hơi thở. Vậy một trang màu đen tịch diệt thiên thư, đặc biệt thuận lợi, liền bị Diệp Thần luyện hóa nắm trong tay. Mượn một trang này thiên thư, Diệp Thần đối đại đạo lĩnh ngộ, cũng là càng thâm thúy. Oanh! Diệp Thần tu vi linh khí, vào giờ khắc này, nhanh mạnh tăng lên, từ thiên huyền cảnh 3 tầng thiên cao cấp cảnh giới, tăng lên tới đỉnh cấp. Ta tấn thăng thiên huyền cảnh, còn không mấy ngày, nhanh như vậy đã đến 3 tầng thiên đỉnh cấp, như vậy tiến bộ, đơn giản là một ngày ngàn dặm à. Diệp Thần cảm thấy được tự thân tiến bộ, nội tâm cũng là vui sướng liền liền. Dựa theo như vậy tấn thăng tiết tấu kéo dài nữa, hắn sợ rằng không bao lâu, là có thể chứng đạo vô lượng, lại nghịch thiên phi thăng, bước vào không không lúc nào không, cùng nhâm phi phàm đoàn viên. Ở bước vào 3 tầng thiên đỉnh cấp sau đó, Diệp Thần điều động cả người linh khí, toàn bộ bơm vào đến mặt trời gay gắt mệnh tinh bên trong, muốn thắp sáng ngôi sao này. Nhưng, các loại linh khí bơm vào, vẫn là châu đất xuống biển. Vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh, không có chút nào sáng lên dấu hiệu. Viên này mệnh tinh, còn thật là khó khăn thức tỉnh. Thấy vậy, Diệp Thần nội tâm cũng là 10 phần không cam lòng cùng không biết làm sao. Mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, so hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều rất nhiều. Còn dư lại nửa năm thời gian, nếu như không lấy được thiên bia, cũng không thể thắp sáng mặt trời gay gắt mệnh tinh mà nói, hắn liền nguy hiểm, rất có thể phải chết ở thiên nữ trong tay. Hôm nay ở mặt trời gay gắt mệnh tinh trong không gian, chỉ có một viên mặt trời gay gắt ma tinh trôi lơ lửng, đó là Diệp Thần đánh chết Cửu Dương Tiên Đế, cướp được đồ. Còn như chân chính mặt trời gay gắt mệnh tinh, thức tỉnh thắp sáng ngày, vẫn là xa xa không kỳ. Không biết làm sao, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha thức tỉnh ý niệm, tiếp tục điều tức tu luyện, củng cố tự thân tu vi. Làm hắn hơi thở, trở lại luân hồi mộ địa thời điểm, nhưng phát hiện, nghĩa địa bên trong trống trơn như vậy, Thiên Quyền Đại Đế bóng người biến mất. Thiên Quyền tiền bối. Diệp Thần lớn tiếng kêu gọi, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn đã tiêu tán, trước khi đi. Kêu ngươi không nên tùy tiện dính mộ cung nhân quả, nếu như ngươi không muốn chết. Hoàng lão thân ảnh xuất hiện, lạnh giọng hướng Diệp Thần cảnh cáo nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đã dòm ngó hôm nay cơ hội, nguyên trước khi tới hắn ở dẫn vô thần núi thời điểm, Thiên Quyền Đại Đế cháy thần hồn, mượn lực cho hắn, tiêu hao quá lớn, cuối cùng tiêu tán đi. Chỉ bất quá, Thiên Quyền Đại Đế tiêu tán thời điểm, Diệp Thần tim bị xuyên qua, trọng thương ngã gục. Vậy không lưu ý đến hắn rời đi, càng không nghe được hắn trước khi đi giao phó. Không nên tiếp xúc mộ cung sao? Diệp Thần như có điều suy nghĩ, hắn hôm nay, cùng mộ cung nhân quả dây dưa quá phức tạp, nơi nào có như thế dễ dàng chặt đứt. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vẫn là mau sớm tăng lên thực lực trọng yếu nhất. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Kỷ Thư Thanh bên kia, thuật pháp vậy rốt cuộc chuẩn bị hoàn thành. Ở trong tinh nguyệt giới mặt,
Kỳ Tư Thanh có mình lãnh địa, kêu Tử Vi Động Thiên. Giờ khắc này, Tử Vi Động Thiên bên trong, sáng mở phóng lên cao, đỏ nghê cuồn cuộn, vận mệnh quy luật chấn động, trong hư không thậm chí chuyển xuống vận mệnh bánh răng xe chuyển động thanh âm, làm người ta rung động. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, đi tới Tử Vi Động Thiên, liền thấy một cái cầu vồng vậy lối đi, kéo dài hướng hư không chỗ sâu, giống như là nối liền vận mệnh bờ bên kia thế giới, sâu thẳm mà thần bí. Kỳ Tư Thanh đứng ở nơi này cái cầu vồng lối đi cạnh, trán toát ra mồ hôi, tóc lại là xuất hiện một ít trắng như tuyết, hiển nhiên là linh khí tiêu hao to lớn. Tư Thanh, Diệp Thần thấy vậy, trong bụng thật là thương tiếc, đi lên sờ một cái gò má mặt nàng. Ta không có sao, lối đi đã mở, chúng ta lên đường đi. Ta ở vận mệnh thiên địa bên kia, vậy biết vài bằng hữu, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Kỳ Tư Thanh khẽ mỉm cười nói. Vận mệnh chủ, đa tạ. Cổ Vĩnh Tiêu khom người hướng Kỳ Tư Thanh nói cảm ơn, nếu như vậy vận mệnh thiên địa, thật có khôi phục hắn ánh mắt phương pháp, hắn thật ra thì vậy không muốn bỏ qua. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, thiên cơ thấy rõ dưới, vậy cảm thấy vậy phiến vận mệnh thiên địa, khắp nơi hung hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại đều không thể lùi bước, coi như là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi xông vào một lần. Hắn muốn thay đổi Cổ Vĩnh Tiêu vận mệnh, cũng muốn xem tương lai mình vận mệnh. Lập tức, Diệp Thần mang Cổ Vĩnh Tiêu và Kỳ Tư Thanh, bước lên vậy cầu vồng lối đi, truyền tống đi thần bí kia vận mệnh thiên địa. Một hồi trời đất quay cuồng, hư không qua lại sau đó, Diệp Thần đã rời đi tinh nguyệt giới, bị truyền tống đến một cái địa phương xa lạ. Cái địa phương này hoàn cảnh, khó mà dùng lời nói đi miêu tả. Ở Diệp Thần đỉnh đầu, nổi lơ lửng từng cục kính phiến tựa như đồ, những thứ này kính phiến bên trong, lóe lên một màn chúng sanh vận mạng hình ảnh. Chúng sanh vận mệnh xen lẫn, tạo thành bầu trời cảnh, mười phần lộng lẫy nguy nga. Ở Diệp Thần dưới chân, có một con sông lao nhanh không ngừng. Đó là vận mạng sông dài. Xuyên thấu qua mạng này vận sông dài ánh chiếu, Diệp Thần thấy được mình hình dáng, đi qua, hiện tại, tương lai vận mệnh, các loại hình dáng không ngừng biến hóa, làm người ta hoa mắt. Trong hư không, mơ hồ lại truyền tới từng trận rắc 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 thanh âm, hình như là vận mạng bánh răng xe, ở thời không chỗ sâu chuyển động. Nơi này chính là vận mệnh thiên địa sao? Diệp Thần nhìn cái này phiến thần bí đẹp lạ thường địa phương, hơi có chút mê ly. Cổ Vĩnh Tiêu vậy đang quan sát mảnh thế giới này, hắn mất đi cặp mắt, nhưng còn có lòng tồn tại, có thể rõ ràng thấy chung quanh hết thảy. Vận mệnh ta, ở địa phương nào? Cổ Vĩnh Tiêu lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn khắp bốn phía, vậy không thấy mình vận mạng chỗ. Dòm ngó vận mệnh, là đặc biệt chật vật. Người vận mệnh, tổng là không thể do mình nắm trong tay. Cổ Vĩnh Tiêu đứng ở vận mệnh dài bên bờ sông, thế nhưng trong nước sông mặt, lại không có ánh chiếu ra cái bóng của hắn. Bởi vì, hắn còn không có tư cách, theo dõi mình vận mệnh, chớ nói chi là thay đổi. Xem Diệp Thần như vậy, có thể trực tiếp thấy mình vận mệnh cái bóng ngược người, dõi mắt chư thiên, đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, ít chi lại càng ít. Cái này chứng minh, Diệp Thần có chủ làm thịt mình vận mạng tư cách, chân chính mạng ta do ta, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, liền Cổ Vĩnh Tiêu cái loại này ngày xưa thiên đế cấp cường giả, vậy không làm được. Cẩn thận một chút, cái này phiến vận mệnh thiên địa, quy luật hỗn loạn, thời không xen lẫn, rất nguy hiểm, chúng ta dựa vào mình. Kỳ Tư Thanh đi lên, vận mệnh sông dài chiếu ngược nàng thân ảnh yểu điệu, nàng thân là vận mệnh chủ, cũng có thể nắm trong tay mình vận mệnh. Diệp Thần nhìn Kỳ Tư Thanh, một hồi kỳ dị. Ở trước khi lên đường, Kỳ Tư Thanh còn khá là yếu ớt, nhưng hiện tại, nàng hơi thở mượt mà hùng hồn, vậy vốn là có chút trắng như tuyết tóc, vậy toàn bộ khôi phục màu đen, trạng thái tinh thần thật tốt, cả người cùng cái này phiến vận mệnh thiên địa, mơ hồ hòa làm một thể. Một màn này nhìn như, Kỳ Tư Thanh tựa như chính là vận mệnh thiên địa chủ nhân, nàng chính là vận mạng nắm giữ. Tư Thanh, ngươi hơi thở. Diệp Thần thậm chí có loại ảo giác, coi như là vũ hoàng cổ đế tới, ở nơi này phiến vận mệnh thiên địa bên trong, cũng sẽ không là Kỳ Tư Thanh đối thủ. Ta ở chỗ này, thực lực sẽ có một chút tăng trưởng, thực lực các ngươi hẳn biết bị áp chế một ít. Kỳ Tư Thanh nói. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện mình đan điền linh khí, mơ hồ bị áp chế chút, cả kinh nói, tại sao sẽ như vậy? Kỳ Tư Thanh nói, là vận mạng áp chế, người vận mệnh, tổng là không thể do mình nắm trong tay, vô luận là ai,
vào cái này vận mệnh thiên địa, cũng sẽ phải chịu trong chỗ u minh áp chế. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng tới đây. Hắn có luân hồi huyết mạch, có thể nắm trong tay mình vận mệnh, nhưng tổng là không thể tùy mình muốn, bước vào cái này phiến vận mệnh thiên địa, nhiều hơn thiếu thiếu vậy sẽ phải chịu một ít hạn chế. Thật may, những thứ này hạn chế, không hề coi là quá nghiêm trọng. Diệp Thần phỏng đoán, lấy mình trước mắt sức chiến đấu, muốn tru diệt chính xác tiên đế, cũng không phải là việc khó gì. Ta ở chỗ này biết vài bằng hữu, ta kêu bạn ta tới đây, để cho nàng dẫn chúng ta đi một chỗ. Kỷ Tư Thanh vừa nói, một bên truyền ra ý chí, kêu gọi bằng hữu đến. Muốn đi chỗ nào? Diệp Thần hỏi. Vận mệnh thiên trì, một cái có thể thay đổi vận mạng thần bí cấm địa. Nếu là Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, có thể đi vào vận mệnh thiên trì, vận mạng hắn liền có thể thay đổi, mù rơi ánh mắt có thể lần nữa khôi phục. Kỷ Tư Thanh nói. Vận mệnh chủ, ta một cái người ngoài, muốn đi đâu vận mệnh thiên trì, muốn đến không dễ dàng đâu. Cổ Vĩnh Tiêu nhíu mày một cái, vậy vận mệnh thiên trì nếu được gọi là cấm địa, muốn đến không phải ai cũng có thể vào. Hơn nữa, thay đổi vận mệnh, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối vậy không đơn giản. Bạn ta tới hãy nói. Kỷ Tư Thanh bình tĩnh nói. Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu, liền tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, phương xa trong bóng tối, có một đạo lưu quang phóng tới, nhanh chóng liền đi tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, nhưng là một cái ăn mặc băng tuyết quần dài thiếu nữ. Da thịt trắng nõn lạ thường, giống như là hàn băng ngàn năm vậy thấu rõ, xuyên thấu qua nàng da thịt, thậm chí có thể mơ hồ thấy nàng mạch máu mạch lạc, mười phần kỳ dị. Tư Thanh tỷ tỷ, ngươi kêu ta. Cô gái này, vừa nhìn thấy Kỷ Tư Thanh, lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, đi tới khoác ở Kỷ Tư Thanh tay, lại nhìn xem Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu. Cái này hai người là, Luân Hồi Chi Chủ và Giết Thiên Đế. Trời ạ, Tư Thanh tỷ tỷ. Người mang bọn họ vào làm gì? Thiếu nữ kinh hãi thất sắc, một mắt liền khám phá Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu thân phận. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, hơi thở đã sớm thu liếm, nhưng vẫn bị đối phương một mắt nhìn thấu. Thiếu nữ này, xem ra không đơn giản. Diệp Thần nghĩ thầm, cô gái này, hẳn là ở vận mệnh thiên địa sinh trưởng ở địa phương người, trời xanh là có thể dòm ngó gặp tương lai vận mệnh, cho nên lập tức đoán được Diệp Thần thân phận. Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu đến, để cho được cô gái này, vô cùng khiếp sợ. Giang tiểu thư, không cần lo lắng, bọn họ đều là bạn của ta, không là người xấu. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười một cái, chợt liền hướng Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu hai người giới thiệu. Cô bé này, là ta trước kia ở vận mệnh thiên địa biết bằng hữu, nàng kêu Giang Mệnh Tâm, là Giang gia thiên kim tiểu thư. Nàng Giang gia, nhưng mà vận mệnh thiên địa thế lực lớn nhất. Mấy đời vâng mệnh vận quy luật ban phúc, khí vận lâu dài, vĩnh hằng bất diệt, vẫn luôn là mảnh thế giới này bá chủ. Diệp Thần chắp tay nói, gặp qua Giang tiểu thư. Cổ Vĩnh Tiêu vậy khom người thi lễ, Giang tiểu thư, hạnh hội. Cái đó gọi Giang Mệnh Tâm thiếu nữ, hết sức lo sợ, khoát tay lia lịa, một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng, nói, không cần khách khí, thật ra thì chúng ta Giang gia cũng không phải là vận mệnh thiên địa nắm giữ. Mảnh thiên địa này. Còn có một cái thế lực đáng sợ, kêu tới Đông Thần Điện. Kỷ Tư Thanh nói, tới Đông Thần Điện. Giang Mệnh Tâm nói, đúng vậy, tới Đông Thần Điện, là tuân theo băng thần thiên tôn ý chí sáng lập thế lực. Băng thần thiên tôn, lại bị gọi là băng chi nữ hoàng. Tới Đông Thần Điện bên trong tất cả người, đều là phụng băng thần thiên tôn là chủ tể. Tư Thanh tỷ tỷ, trước kia chúng ta quen biết ngày ngắn. Ta còn không cùng ngươi đề cập tới Đông Thần Điện và băng thần thiên tôn sự việc. Hơn nữa, băng thần thiên tôn ý chí, thần uy lạnh lùng, nếu là người ngoài qua loa nói tới, ngang hàng là bốc lên độc nàng uy nghiêm, phải bị thần phạt, ta trước kia cũng không dám nói bậy bạ. Bất quá bây giờ nói. Nói tới chỗ này, Giang Mệnh Tâm ngừng lại một chút, không nói tiếp nữa, tựa hồ có cái gì khó nói nên lời nhân quả. Kỷ Tư Thanh hỏi, hiện tại thì thế nào? Giang Mệnh Tâm thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, nói, được rồi, Tư Thanh tỷ tỷ, không nói cái này, người mang Luân Hồi Chi Chủ và Giết Thiên Đế đi vào, là muốn làm cái gì? Kỷ Tư Thanh cũng không giấu giếm, nói ngay vào điểm chính, vị này Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, hôm nay là chúng ta Luân Hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, hắn cặp mắt bạo diệt, mất hết tu vi, chúng ta muốn giúp hắn khôi phục cặp mắt cùng đồng thuật. Cổ Vĩnh Tiêu cả người tu vi. Đều ở đây cặp mắt phía trên,
cặp mắt bạo diệt, cũng chính là mất hết tu vi, lâm vào là phế nhân. Giang Mệnh Tâm nhìn Cổ Vĩnh Tiêu trống rỗng hốc mắt, lấy làm kinh hãi, hơi nặn chỉ tính toán, nói, thì ra là như vậy. Truyền thuyết giết thiên đế chấp trưởng vạn hoa đồng huyết nhãn, hắn đồng thuật, có thể nói thế gian thứ nhất, nếu là mất hết tu vi, vậy thì thật là đáng tiếc. Kỷ Tư Thanh nói, Giang Tiểu Thư, ta muốn mang Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, đi vận mệnh thiên trì chữa trị, truyền thuyết vậy vận mệnh thiên trì, là hết sức hung hiểm cấm địa, có thạch tượng quỷ bảo vệ, nhưng ta và Diệp Thần liên thủ, hẳn có thể chống lại vậy thạch tượng quỷ, là Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối tranh thủ trị liệu thời gian, xin ngươi mang ta cửa đi qua, ta biết chỗ đó, là các ngươi Giang gia lãnh địa. Diệp Thần nghe được thạch tượng quỷ ba chữ thời điểm, trong lòng khẽ động, cũng là theo dõi đến thiên cơ, biết vậy thạch tượng quỷ bí ẩn. Lúc đầu, vậy thạch tượng quỷ, là không không thời không một loại mạnh mẽ hung thú, hình như ác ma, nếu như hình người con rơi, có thể biến thành pho tượng, hung tàn thích giết chóc, ở thần thú trên bảng hạng thứ 30 vị. Thần thú bảng, là không không thời không một cái bảng danh sách, cộng thu lục 33 đầu hung thú thần thú, mỗi một đầu đều là thông thiên triệt địa tồn tại, thậm chí có chút thần thú, thực lực đủ để cùng thiên đế chủ thần so sánh, cực kỳ khủng bố lợi hại. Ví dụ như Diệp Thần trước đây đã gặp Bất Hủ Tôn Long, chính là hạng thứ 10 mạnh mẽ thần thú. Cái này thạch tượng quỷ, bàn về thực lực, mặc dù không có thể cùng Bất Hủ Tôn Long so sánh, đã xếp hạng thứ 30 tên, nhưng bất kể như thế nào, nó thủy chung là có thể bước lên thần thú bảng tồn tại, uy năng kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Nghe nói, ở chín thần còn không sinh ra cổ thần thời đại, chư thiên cổ thần tranh bá, cơ hồ mỗi một tôn cổ thần, đều có một đầu thạch tượng quỷ làm thú cưỡi. Sau đó, chín thần quật khởi, cổ thần thời đại bị chung kết, thạch tượng quỷ vậy cơ hồ diệt tuyệt, chỉ còn lại cuối cùng mấy đầu. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, ở nơi này vận mệnh thiên địa, vận mệnh thiên chỉ cấm địa bên trong, lại có một đầu thạch tượng quỷ bảo vệ. Khó trách vậy vận mệnh thiên trì, sẽ bị liệt là cấm địa, có thạch tượng quỷ trấn thủ, đích xác là vô cùng hung hiểm. Nhưng vì cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực, muốn trì hoãn thạch tượng quỷ, là Cổ Vĩnh Tiêu tranh thủ trị liệu thời gian, cũng không là chuyện không thể nào. Vậy thạch tượng quỷ, đã bị chém giết. Giang Mệnh Tâm nhẹ giọng mở miệng, nhưng là để lộ ra một cái kinh người sự việc. Cái gì? Kỷ Tư Thanh nhất thời ngạc nhiên. Tư Thanh tỷ tỷ, thật ra thì vậy vận mệnh thiên trì, cũng không phải là ta Giang gia có 102 lãnh địa, mà là và tới Đông Thần Điện chung nhau có. Trước đây không lâu, chúng ta Giang gia và tới Đông Thần Điện liên thủ, hao phí vô cùng giá thật lớn, rốt cuộc đem vậy thạch tượng quỷ chém chết, ta Giang gia chết thảm thiết nhất. Vốn là chúng ta Giang gia, và tới Đông Thần Điện ước định, cùng chém chết thạch tượng quỷ sau đó, hai bên chung nhau hưởng dụng vận mệnh thiên trì, nhưng, bọn họ gặp chúng ta chết thảm trọng, liền dứt khoát làm trái lời hứa, đem vận mệnh thiên trì làm của riêng. Chúng ta Giang gia tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không cách nào phản kháng. Hôm nay, vậy vận mệnh thiên trì, đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, các người muốn lợi dụng vận mệnh thiên trì chữa thương, đó là tuyệt đối không thể nào. Giang Mệnh Tâm thanh âm bất đắc dĩ nói. Vậy tới Đông Thần Điện, lại có thể như thế vô sỉ sao? Bọn họ tuân theo băng thần thiên tôn ý chí, chẳng lẽ lấy băng thần thiên tôn thân phận, còn muốn làm trái lời hứa? Kỷ Tư Thanh mắt đẹp tràn đầy tức giận và khó tin, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Giang gia sẽ gặp này cùng biến cố. Nếu là vận mệnh thiên trì, hoàn toàn rơi vào tới Đông Thần Điện trong tay, nàng và Diệp Thần, muốn cứu chữa Cổ Vĩnh Tiêu mà nói, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt đã bạo diệt, như vậy thương thế nghiêm trọng, không phải bất kỳ thủ đoạn thần thông nào có thể chữa trị, chỉ có dựa vào vận mệnh thiên trì, trực tiếp sửa đổi vận mệnh, mới có thể từ căn nguyên trên cứu vãn. Ta không biết, tóm lại, hôm nay vận mệnh thiên trì, đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, người ngoài nếu ai dám đến gần, sẽ bị bọn họ giết chết. Giang Mệnh Tâm giọng nói mang một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng chính mắt gặp qua tới Đông Thần Điện lãnh khốc cùng tàn nhẫn, nếu như là Giang gia thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể đối kháng. Nhưng hôm nay, chém chết thạch tượng quỷ đánh một trận sau này, Giang gia tổn thương nguyên khí nặng nề, đã mất đi cùng tới Đông Thần Điện chống lại tư cách, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần nhìn nhau một mắt, đều cảm tình hình gay gắt. Kỷ Tư Thanh cũng coi là rõ ràng, trước kia Giang Mệnh Tâm không dám sách băng thần thiên tôn, sợ xúc phạm.
mới vừa liền dám trực tiếp nói tới, là bởi vì là Giang gia cùng tới Đông Thần Điện, đã hoàn toàn xé rách ra mặt, vậy không quan tâm cái gì xúc phạm cùng không mạo phạm. Tư Thanh tỷ tỷ, các ngươi không nên đi Vận Mệnh Thiên Trì, chỗ đó quá nguy hiểm, tới Đông Thần Điện phái vô số cường giả trấn thủ, trong đó thậm chí còn có ngày xưa Mộ Cung người. Giang Mệnh Tâm kéo Kỳ Tư Thanh tay, khuyên, nàng không hề muốn Kỳ Tư Thanh đi mạo hiểm. Mộ Cung người. Diệp Thần nghe được lời này, chân mày cau lại, chẳng lẽ nói cái này tới Đông Thần Điện, còn cùng Mộ Cung có liên quan? Đúng vậy, năm đó Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn tạo luân hồi vãng thế thư, gặp phải rất nhiều người phản đối, thậm chí Mộ Cung bên trong, vậy có rất nhiều người phản đối. Lúc ấy, Mộ Cung bên trong có rất nhiều cường giả, phản bội ra đi, bọn họ tình nguyện làm phản đồ, vậy không muốn cùng vậy một đời luân hồi chi chủ chôn theo. Bởi vì bọn họ cảm thấy, chế tạo luân hồi vãng thế thư, nhất định là thất bại, không thể nào thực hiện, chỉ có một con đường chết. Những cái kia trốn tránh người sau khi rời đi, phần lớn cũng chạy trốn tới Vận Mệnh Thiên Địa, trở thành tới Đông Thần Điện tinh nhuệ. Giang Mệnh Tâm giải thích. Vậy cũng không trách được bọn họ. Diệp Thần ảm đạm, chế tạo luân hồi vãng thế thư, đích xác là thật quá khó khăn. Mộ Cung bên trong có người trốn tránh, cũng không hiếm lạ, càng dễ hiểu. Không phải vậy, luân hồi chi chủ, năm đó những cái kia trốn tránh người, bọn họ không chỉ là phản bội, trốn tránh trước còn trộm đi Mộ Cung đại lượng thiên tài địa bảo. Vốn là vậy một đời luân hồi chi chủ, vì chế tạo luân hồi vãng thế thư, chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, nhưng cuối cùng, bởi vì trốn tránh người quá nhiều, bị trộm đi thiên tài địa bảo, số lượng cũng quá hơn. Cái này cuối cùng đưa đến, luân hồi vãng thế thư chế tạo thất bại. Thật ra thì nếu như có đủ tư nguyên nói, luân hồi vãng thế thư là có một chút chế tạo thành công có thể, nhưng tiếc là. Giang Mệnh Tâm thở dài một cái, giọng nói mang vô hạn thương tiếc. Nếu là luân hồi vãng thế thư có thể chế tạo ra tới, vậy sợ rằng là đại sự kinh thiên động địa, chư thiên vạn giới nhân quả vận mệnh, đều đưa phát sinh thay đổi long trời lở đất. Nàng tin tưởng ở luân hồi chi chủ thống trị hạ, tất cả hỗn loạn cũng sẽ kết thúc, công chính trật tự sẽ thành lập, nhân gian thiên đường vậy sẽ tới. Cái gì? Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời chấn động. Hắn vốn đang lấy là, trốn tránh người chỉ là đơn thuần thoát đi, nào nghĩ tới bọn họ ở trước khi đi, còn trộm đi Mộ Cung đại lượng tài nguyên, gián tiếp đưa đến luân hồi thư chế tạo thất bại. Diệp Thần, không nên nổi giận, chuyện năm đó, đã qua. Kỳ Tư Thanh nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, nhẹ giọng nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt vẫn là mang một chút lửa giận, khó khăn để lắng dịu. Tuy nói chuyện năm đó, đã qua, nhưng hắn vậy là vậy một đời luân hồi chi chủ, cảm thấy tiếc nuối. Nếu như tài nguyên đầy đủ, truyền thuyết luân hồi vãng thế thư, có lẽ thật là có thể chế tạo ra tới. Hiện tại vẫn là muốn biện pháp, cứu chữa cổ vĩnh tiêu tiền bối nói sau. Kỳ Tư Thanh nói, đúng là như vậy. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn lại cổ vĩnh tiêu một mắt. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, dĩ nhiên là cứu chữa cổ vĩnh tiêu. Nhưng, Vận Mệnh Thiên chỉ bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, muốn đi đâu địa phương chữa thương, cơ hồ là không thể nào. Giang tiểu thư, phiền toái đem người Vận Mệnh Thiên chỉ tọa độ cho ta. Suy tư một hồi, Diệp Thần trong lòng nghĩ đến một cái biện pháp, liền hướng Giang Mệnh Tâm nói. Luân hồi chi chủ, người muốn làm cái gì, ta có thể nói cho ngươi, tới Đông Thần Điện cường giả vô số, hơn nữa có băng thần thiên tôn ý chí che chở, ngươi cho dù có thông thiên uy năng, cũng không khả năng chống lại sau lưng băng thần thiên tôn. Giang Mệnh Tâm nghe được Diệp Thần muốn tọa độ, nhất thời giật mình, chỉ sợ Diệp Thần mạo hiểm. Diệp Thần cười nói, không phải, ta không phải muốn đi Vận Mệnh Thiên Trì, ta là muốn. Đem vậy Vận Mệnh Thiên Trì, trực tiếp trộm ra. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt ác liệt, quả đấm nắm chặt, thả ra một chút quỷ bí hoang cổ linh khí. Đó là đại hoang thâu thiên thuật khí tượng. Vận Mệnh Thiên chỉ canh phòng xâm nghiêm, không dễ dàng đột phá, nhưng Diệp Thần còn có một cái biện pháp, có thể phá cuộc. Đó chính là, lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, trực tiếp đem Vận Mệnh Thiên chỉ trộm ra. Đây là, đại hoang thâu thiên thuật. Giang Mệnh Tâm thấy vậy hoang cổ hơi thở khí tượng, rất chấn động phố, đơn giản là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng có thể dòm ngó tương lai vận mệnh, tự nhiên biết đại hoang thâu thiên thuật bí ẩn. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới,
Diệp Thần lại có thể vậy nắm giữ môn bí thuật này, hơn nữa xem vậy hoang cổ hơi thở khoáng đạt khí tượng, hiển nhiên thành tựu không cạn. Diệp Thần nếu như ra tay, muốn ăn cắp vận mệnh thiên trì mà nói, cũng không là chuyện không thể nào. Giang tiểu thư, phiền toái ngươi cầm tọa độ cho ta. Diệp Thần nói. Tư Thanh tỷ tỷ. Giang Mệnh Tâm hơi chần chờ, nhìn một chút Kỳ Tư Thanh. Cho chúng ta đi, nếu như đắc tội tới Đông Thần Điện, có cái gì tai họa, chúng ta một mình gánh chịu chính là, sẽ không họa đả tới các ngươi Giang gia. Kỳ Tư Thanh nói. Hôm nay thế cục gay gắt, vận mệnh thiên chỉ bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt, nếu như xông vào, quá mức nguy hiểm. Diệp Thần ra tay ăn trộm, là nhất là nhanh gọn, nguy hiểm hệ số nhỏ nhất biện pháp. Được rồi. Giang Mệnh Tâm không biết làm sao, lập tức cong ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang bắn ra, đem vận mệnh thiên chỉ tọa độ, truyền cho Diệp Thần. Vù vù. Diệp Thần thức hải trong sạch, nhất thời cảm giác được vậy vận mệnh thiên chỉ tồn tại. Đại hoang trộm trời, chư pháp đều là không, ăn cắp vận mệnh, như vậy ta văn. Diệp Thần nhẹ nhàng ngâm sướng, phong tỏa vận mệnh thiên chỉ tọa độ, đại hoang thâu thiên thuật lặng yên không tiếng động thả ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu hư không, như ác ma xúc tu vậy, lặng lẽ đến vận mệnh thiên chỉ. Vận mệnh thiên chỉ bốn phía, hoa cỏ tươi tốt, cây cối xanh Diệp Thần đại hoang thâu thiên thuật khí tượng, che giấu ở cây cối bóng mở bên trong, đi về trước kéo dài, ai cũng không có phát hiện. Diệp Thần thần thức, vậy lặng lẽ đến vận mệnh thiên trì, liền thấy đó là một phiến tiên khí hòa hợp, giống như tiên cảnh vậy địa phương. Một tòa trong suốt như ngọc ao nước, tọa lạc tại trung ương nhất, chung quanh kỳ hoa thụy thảo, tốt lâm tu trúc, hà thải tràn ngập, thụy ải trùng trùng, như vậy thiên đế chủ thần chỗ ở, không nhiễm chút nào bụi bặm. Đây chính là vận mệnh thiên trì sao? Diệp Thần nhìn tòa kia trong suốt ao nước, một mắt liền có thể khẳng định, đó chính là trong truyền thuyết vận mệnh thiên trì, là cái này phiến vận mệnh thiên địa, linh khí nồng nặc nhất địa phương, hội tụ vô số vận mệnh phép tắc bí ẩn. Ở vận mệnh thiên trì bên cạnh, có một tòa bị phá hủy pho tượng. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, nhất thời cũng biết, pho tượng kia nhưng thật ra là thạch tượng quỷ hài cốt. Thạch tượng quỷ, không không lúc nào không thần thú bảng bên trong hạng thứ 30 tồn tại, đã từng cổ thần thời đại nổi tiếng nhất hung thú, cơ hồ mỗi một tôn cổ thần, đều sẽ có một đầu thạch tượng quỷ thú cưỡi. Từ xưa thần thời đại sau khi kết thúc, chư thiên thời không, còn sót lại xuống thạch tượng quỷ, chỉ có mấy đầu. Trong đó một đầu, liền trấn thủ vận mệnh thiên trì. Bất quá đầu này thạch tượng quỷ, đã bị Giang gia và tới Đông Thần Điện, liên thủ chém chết, Giang gia vậy vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay, ở vận mệnh thiên trì bên trong, còn lưu tồn thạch tượng quỷ cái bóng ngược. Thạch tượng quỷ chân thân, đã bị phá hủy chém chết, nhưng cái bóng ngược lại còn nguyên vẹn cất giữ tới, sẽ ở đó vận mệnh thiên trì bên trong, đầu như đầu sói, lưng mọc con rơi hai cánh, hình dáng đặc biệt dữ tợn hung ác. Diệp Thần biết, cái này cái bóng ngược, hẳn là thạch tượng quỷ còn sót lại khái niệm. Xem thạch tượng quỷ loại cấp bậc này hung thú, muốn phải hoàn toàn tiêu diệt, là đặc biệt khó khăn. Coi như giết chết, cũng sẽ có còn sót lại khái niệm dấu vết lưu lại. Nếu như có cao nhân ra tay, liền có thể căn cứ cái này khái niệm dấu vết, đem thạch tượng quỷ sống lại. Bất quá, cái này hẳn không quá có thể. Bởi vì, toàn bộ vận mệnh thiên trì, đều đã bị tới Đông Thần Điện chiếm đoạt. Nếu như người ngoài muốn xông đi vào, nhất định phải đánh bại rất nhiều tới Đông Thần Điện cường giả, ngang hàng là khiêu chiến băng thần thiên tôn, băng chi nữ hoàng uy nghiêm. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, liền thấy ở vận mệnh thiên chỉ bốn phương cách đó không xa, chi chít, khắp nơi đều là tuần tra cường giả. Bọn họ thân mặc áo đen, hơi thở lạnh lùng xâm nghiêm, vạt áo trên có dấu băng thần huy hiệu, đang nghiêm mật tuần tra bốn phía, đề phòng bất trắc. Còn có một chút cường giả, ở thanh trừ thạch tượng quỷ pho tượng hài cốt, đứng sừng sững dậy một tòa mới pho tượng, chỗ tòa này mới pho tượng, hoàn toàn là hàn băng đúc thành. Khí lạnh tràn ngập, chính là trong truyền thuyết băng thần thiên tôn pho tượng. Ở băng thần pho tượng hơi thở bao phủ hạ, vậy vận mệnh thiên trì ao nước, lại dần dần đóng băng. Nếu là vậy vận mệnh thiên trì, hoàn toàn đóng băng nói, Diệp Thần muốn lại ăn trộm, vậy khó khăn. Lập tức, Diệp Thần chấn định tâm thần, tiếp tục thúc giục đại hoang thâu thiên thuật, không tiếng động chạm đến vận mệnh thiên trì, bắt đầu ăn trộm. Chung quanh tới Đông Thần Điện các cường giả, cũng không có phát hiện Diệp Thần thuật pháp hơi thở. Xem ra kiếm tông người, còn không phát hiện ta,
nhưng không thể khinh thường, phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần nghĩ thầm, Thiên Cơ thấy rõ dưới, hắn đã rõ ràng biết, những cái kia quần áo đen tuần tra các cường giả thân phận. Bọn họ đến từ tới Đông Thần Điện, chuẩn xác hơn mà nói, là tới từ Kiếm Tông. Tới Đông Thần Điện bên trong, phân chia Kiếm Tông và Thuẫn Tông, hai bên thế thành nước lửa, nội đấu khá là kịch liệt. Cũng chính là bởi vì Kiếm Tông cùng Thuẫn Tông nội đấu, cho nên tới Đông Thần Điện không cách nào hợp lực, cho dù có Băng Thần Thiên Tôn che chở, vậy từ đầu đến cuối không thể nắm giữ vận mệnh thiên trì. Năm đó Mộ Cung rất nhiều đệ tử trốn tránh, bọn họ chạy tới vận mệnh thiên trì, đầu phục tới Đông Thần Điện, tuyên thệ thành tâm ra sức Băng Thần Thiên Tôn, hợp thành Kiếm Tông lúc ban đầu thế lực. Kiếm Tông cho rằng, bọn họ xuất thân Mộ Cung, lại có luân hồi nhân quả, nếu như phụ tá Băng Thần Thiên Tôn, đủ để cho Băng Thần Thiên Tôn nghịch thiên quật khởi, như thần kiếm giết phá thiên địa, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Kiếm Tông các cường giả, thời thời khắc khắc đều nhớ để cho Băng Thần Thiên Tôn rời núi, giết đến thế giới bên ngoài đi. Nhưng, Thuẫn Tông cũng không như thế cho rằng. Thuẫn Tông là tới Đông Thần Điện nguyên sơ thế lực, bọn họ muốn trầm ổn được nhiều, chẳng muốn nhanh như vậy liền để cho Băng Thần Thiên Tôn rời núi. Bọn họ muốn từ từ tính tới, cùng Băng Thần Thiên Tôn trở thành vận mệnh thiên địa nắm giữ, chấp trưởng vận mệnh đại lộ, chứng đạo vận mệnh đứng đầu nghiệp vị, lại ra khỏi núi cũng không muộn. Kiếm Tông cùng Thuẫn Tông, một cái cấp tiến, một cái bảo thủ, hai bên cũng không ai chịu đem nhường, nội đấu cực kỳ thảm thiết. Nếu như bọn họ không nội đấu nói, Giang Mệnh Tâm chỗ ở Giang gia, căn bản không có quật khởi cơ hội. Lần này chém chết Thạch Tượng Quỷ, là Kiếm Tông cùng Giang gia liên hiệp, cùng Thuẫn Tông không có bao nhiêu quan hệ. Làm trái lời hứa, độc bá vận mệnh thiên trì, cũng là Kiếm Tông. Hôm nay bảo vệ ở vận mệnh thiên trì bốn phía cường giả, tự nhiên cũng là Kiếm Tông xuất thân cao thủ tinh nhuệ. Diệp Thần nhìn những thứ này Kiếm Tông cao thủ, trong lòng hơi có chút thổn thức. Hắn biết những thứ này Kiếm Tông cao thủ, phần lớn đều là từ Mộ Cung phản bội trốn ra được, bọn họ đã từng thành tâm ra sức luân hồi, cuối cùng nhưng toàn bộ phản bội, lại đổi đầu trận doanh, tuyên thệ thành tâm ra sức Băng Thần Thiên Tôn. Thôi, dưới mắt trọng yếu nhất chính là sự việc chính là vận mệnh thiên trì, trước ăn cắp vận mệnh thiên trì nói sau. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thần thức lần nữa tập trung ở vận mệnh thiên trì phía trên. Hắn đại hoang thâu thiên thuật, đã đang thi triển, bắt đầu ăn trộm vận mệnh thiên trì linh khí năng lượng, còn có nước trong ao ẩn chứa các loại quy luật. Ao nước bên trong, vậy Thạch Tượng Quỷ cái bóng ngược, nhưng để cho Diệp Thần có chút bất an. Làm hắn nhìn Thạch Tượng Quỷ ánh mắt thời điểm, nội tâm khó hiểu một hồi chấn động kịch liệt. Đôi mắt này, Diệp Thần có chút ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện. Thạch Tượng Quỷ ánh mắt, thâm thúy đen nhánh được khủng bố, thậm chí so với ngày xưa hắn đã gặp Bất Hủ Tôn Long, còn kinh khủng hơn ngàn lần gấp vạn lần, ma khí nổ tung, giống như là một cái lỗ xoáy đen vậy, để cho người nhìn một cái, liền lập tức bị lôi kéo đi vào, lõm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Phải biết, ở thần thú bảng bên trong, Thạch Tượng Quỷ hạng, có thể so với Bất Hủ Tôn Long thấp rất nhiều rất nhiều. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhìn Thạch Tượng Quỷ cái bóng ngược ánh mắt, nhưng cảm thấy trước đó chưa từng có khủng bố, thần thức linh hồn đều bị lôi kéo đi vào, phải bị nghiền nát chiếm đoạt. Luân hồi thánh hồn thiên, luân hồi thiên kiếm, cho ta ổn định. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần vận dụng luân hồi thánh hồn thiên, thậm chí còn vận dụng luân hồi thiên kiếm năng lượng. Luân hồi thánh hồn thiên trong kết giới tim, xuất hiện một đạo luân hồi thiên kiếm kiếm ảnh. Cái này đạo kiếm ảnh xuất hiện, để cho được toàn bộ luân hồi thánh hồn thiên. Bảo vệ hiệu quả cũng là lớn lớn tăng lên, thậm chí đủ để chống lại không không thời không giết hại ý chí. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới bảo vệ, Diệp Thần thần thức, lập tức liền từ vậy lỗ xoáy đen vậy thất thủ bên trong, chiều ly đi ra, khôi phục bình thường. Đôi mắt này, không, đây không phải là Thạch Tượng Quỷ ánh mắt. Đây là Thiên Đế Chủ Thần ánh mắt. Diệp Thần gương mặt chấn động phố, mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội. Hắn lập tức phát hiện. Mới vừa hắn thấy Thạch Tượng Quỷ cái bóng ngược, đôi mắt kia, cũng không thuộc về Thạch Tượng Quỷ. Rất có thể là Thạch Tượng Quỷ sau lưng chủ nhân. Là Thiên Đế Chủ Thần cấp nhân vật khác. Hơn nữa, hơi thở đặc biệt cổ xưa, rất có thể là và Thương Huyền Đại Đế cùng thời đại cường giả. Thương Huyền Đại Đế, chính là Huyền Hàn Ngọc Tổ Tiên, là đã từng cựu thần thời đại thông thiên cao thủ, tàn sát hết chư thần. Vậy Thạch Tượng Quỷ sau lưng chủ nhân, chắc cũng là một tôn cựu thần.
là so cửu thần thời đại còn muốn cổ xưa tồn tại, hơi thở quá kinh khủng. Diệp thần hồi tưởng cặp mắt kia, nội tâm như cũ có chút hỗn loạn. Vậy thạch tượng quỷ sau lưng chủ nhân, giết hại ý chí vô cùng mãnh liệt, ma khí ngất trời, như vậy phải chiếm đoạt hết thảy, tuyệt đối là một tôn đặc biệt đáng sợ ma thần. Thật may Diệp thần có luân hồi thánh hồn thiên và luân hồi thiên kiếm bảo vệ, cũng không có bị thương. Diệp thần, người thế nào? Kỷ Tư Thanh tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Bởi vì nàng phát hiện, mới vừa còn ở nghiêm túc ăn cắp vận mệnh thiên chỉ Diệp thần, sắc mặt đột nhiên đổi được thảm trắng, đầu đầy mồ hôi, thật giống như gặp biến cố gì vậy. Cổ Vĩnh Tiêu và Giang Mệnh Tâm thấy vậy, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ở Diệp thần trước người, đã có từng luồng hơi nước hội tụ, đó là vận mệnh thiên chỉ hơi nước, tràn đầy đậm đà quy luật năng lượng ba động. Hiển nhiên, Diệp thần đại hoang thâu thiên thuật, đã có hiệu lực. Nhưng, Diệp thần đột nhiên biến cố, nhưng để cho Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Diệp thần bị tới Đông Thần Điện phát hiện. Vận mệnh thiên chỉ bên kia, ao nước bên trong, bỗng nhiên vọt lên một vạch kim quang. Đó là luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ ánh sáng. Ở nơi này cổ bảo vệ tia sáng dưới sự xung kích, ao nước bên trong, vậy thạch tượng quỷ cái bóng ngược, vậy nhanh chóng tán loạn. Nhưng, luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng tách thả ra, Diệp thần ý chí, còn có đại hoang thâu thiên thuật hơi thở, vậy hoàn toàn bại lộ. Cái này cổ ánh sáng, là luân hồi chi chủ. Còn có khí này voi, là trong truyền thuyết đại hoang thâu thiên thuật. Đáng chết, luân hồi chi chủ muốn ăn cắp vận mệnh thiên trì. Chung quanh tới Đông Thần Điện kiếm tông các cường giả, cảm thấy được một màn này, nhất thời tức giận tủng sợ hãi. Bọn họ bày ra trùng trùng bảo vệ, liều mạng trấn thủ vận mệnh thiên trì, liền cùng băng thần thiên tôn pho tượng thành lập, là được ổn định căn cơ, chậm rãi luyện hóa vận mệnh thiên trì linh khí, trợ giúp băng thần thiên tôn hồi phục. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở sắp đại công cáo thành thời điểm, vận mệnh thiên chỉ lại có thể gặp phải Diệp thần ăn cắp. Luân hồi chi chủ, lại có thể vậy tiến vào vận mệnh thiên địa liền sao? Một cái thanh niên áo đen bước ra, hắn trán thanh tú, lưng đeo một cái trọng xích, trong giơ tay nhấc chân, tự nhiên mang một cổ uy nghiêm, tựa hồ là những thứ này kiếm tông các cường giả thủ lãnh. Thiếu tông chủ, luân hồi chi chủ ăn cắp thiên trì, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Một cái kiếm tông trưởng lão, hướng vậy thanh niên áo đen hỏi. Lúc đầu cái này thanh niên áo đen, chính là kiếm tông thiếu tông chủ. Tin đồn vậy luân hồi chi chủ, là tuyệt thế thiên tài, chúng ta đi liền viếng thăm hắn, xem đời này luân hồi người thừa kế, cùng mộ cung vậy nhất thế so sánh, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Thanh niên áo đen cười một tiếng, liền sải bước hướng luân hồi hơi thở truyền ra phương hướng, bay vút đi. Rất nhiều kiếm tông các cường giả, chố mắt nhìn nhau, nội tâm lại khó hiểu có chút sợ hãi. Mộ cung sự việc, đã qua rất lâu, bọn họ đều đã dần dần quên mất. Lúc này nghe được thiếu tông chủ nhắc tới, nhớ tới vậy một đời luân hồi chi chủ, ý muốn chế tạo luân hồi thư kinh thiên dã tâm, tất cả người đều là run rẩy, lại không khỏi thổn thức. Vù vù, Diệp thần đầu chấn động, mở mắt ra, hướng Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, Cổ Vĩnh Tiêu ba người nói. Không tốt, bại lộ. Đại hoang thâu thiên thuật hơi thở, từ Diệp thần trên mình thu liếm lại đi, mới vừa ăn cắp mà đến thiên trì hơi nước, còn không chân chính hội tụ thành hình, liền suy đích một tiếng, tiêu tán đi, lại lần nữa trở về địa mạch bên trong. Ta bắt được kiếm tông cường giả hơi thở, bọn họ sắp tới sát, đi mau. Giang Mệnh Tâm che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn phương xa, trên mặt phủ đầy hoảng sợ thần sắc, xoay người muốn đi. Không đi được. Kỷ Tư Thanh đem nàng kéo trở lại, ánh mắt vậy ngắm nhìn phía trước. Chỉ gặp phương xa trong rừng cây, suy suy vang dội, tiếng gió sức lực cấp. Không cần thiết đã lâu, một cái lưng đeo trọng xích thanh niên áo đen, liền dẫn mười mấy hơi thở nghiêm ngặt kiếm tông cường giả, phóng tới, phân tản ra, đem nàng và Giang Mệnh Tâm, còn có Diệp Thần và Cổ Vĩnh Tiêu, vây ở trong. Luân hồi chi chủ, vận mệnh chủ, hạnh hội. Tại Hạ Tiêu Nhất Nam. Là băng chi nữ hoàng tọa hạ, tới Đông Thần Điện kiếm tông thiếu tông chủ. Vậy thanh niên áo đen sải bước ra, hướng Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh thi lễ, hình dáng ngược lại là mười phần khách khí. Bọn họ tới Đông Thần Điện bên trong, đối băng thần thiên tôn, vậy gọi là băng chi nữ hoàng. Tiêu Nhất Nam, ngươi,
Người vây quanh chúng ta làm gì? Mau thả chúng ta đi. Giang Mệnh Tâm nhìn Tiêu Nhất Nam bóng người, rõ ràng có chút luống cuống, giọng nói run rẩy. Không có chuyện gì, giao cho chúng ta đi. Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng cầm Giang Mệnh Tâm tay, nhẹ giọng nói. Vận mệnh chủ, đại giá ngươi đến chơi vận mệnh thiên địa, là muốn hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh chân lý, trở thành chí cao vô thượng vận mệnh nắm giữ sao? Ha ha, ta xin khuyên ngươi một câu, tuy nói hôm nay ngươi, có thể nói là vận mệnh chủ, nhưng tương lai vận mệnh chủ, tuyệt không phải ngươi, mà là ta tới Đông Thần Điện Nữ Hoàng Bệ Hạ. Tiêu Nhất Nam ánh mắt lướt qua một chút hàn mang, nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn hiển nhiên lấy là, Diệp Thần ăn cắp vận mệnh thiên trì, là phải giúp Kỷ Tư Thanh vững chắc quy luật tu vi, thậm chí muốn đoạt lấy trung cực vận mệnh chúa tể quyền bính. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp chớp động, trong lòng không biết lướt qua ý niệm gì, từ từ mở miệng nói, ta không muốn cùng băng thần thiên tôn tranh nhau, chúng ta lần này tới, cũng không phải muốn đoạt lấy vận mệnh thiên trì, chỉ là muốn mượn vận mệnh thiên trì linh khí, giúp cái này vị tiền bối khôi phục cặp mắt. Chỉ Cổ Vĩnh Tiêu. Mới vừa Diệp Thần ra tay, nhưng thật ra là phải hoàn toàn ăn cắp thiên trì, nhưng Kỷ Tư Thanh cơ biến cực nhanh, gặp Tiêu Nhất Nam bên này thế lớn, lập tức liền nói chỉ là muốn mượn dùng linh khí, cũng không phải là hoàn toàn cướp bóc. Vị này là... Tiêu Nhất Nam nhìn về phía Cổ Vĩnh Tiêu, thấy Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt hết sức mù, hơi thở suy đồi, giống như phế nhân, nhưng cẩn thận thấy rõ nhân quả, lại cảm thấy vô cùng là kinh khủng đi qua. Nguyên lai là trong truyền thuyết giết thiên đế, thất kính. Thiên cơ thấy rõ dưới, Tiêu Nhất Nam nhất thời dò ngó gặp Cổ Vĩnh Tiêu thân phận, con mắt nhìn xem Diệp Thần, trong lòng vừa khiếp sợ, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi đã chiêu mộ giết thiên đế, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc lắc đầu nói, hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối cặp mắt hủy hết, ta cần phải nghĩ biện pháp giúp hắn chữa trị, ta muốn mượn dùng vận mệnh thiên chỉ linh khí, xin Tiêu Thiếu Tông chủ mở điều kiện. Diệp Thần gặp cái này Tiêu Nhất Nam. Tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn rất không nói lý người, liền muốn bản giải quyết. Nghe được Diệp Thần muốn mượn dùng vận mệnh thiên trì, Tiêu Nhất Nam nhất thời chần chờ. Chung quanh kiếm tông các cường giả, cũng là một hồi xôn xao. Thiếu tông chủ, cái này vận mệnh thiên trì, là lão tông chủ hao phí vô số tâm huyết, mới đoạt vào tay, cũng không thể tùy tiện cho mượn người ngoài à. Đúng vậy, thiếu tông chủ, hôm đó chém chết thạch tượng quỷ, đánh được trời long đất lở. Ngươi chưa từng tham chiến, là không biết có bao nhiêu thảm thiết. Chúng ta kiếm tông tiêu phí vô cùng giá thật lớn, mới miễn cưỡng bắt lại thiên trì, hôm nay chính là đứng sừng sững băng chi nữ hoàng pho tượng, thành lập ân huy thời điểm, tại sao có thể đem thiên trì cho mượn người ngoài. Mấy trưởng lão bộ dáng nhân vật, khom người hướng Tiêu Nhất Nam khuyên, đều không đồng ý cho mượn vận mệnh thiên trì. Tiêu Nhất Nam khẽ cau mày, nói ta nghe nói các ngươi rượt dây cha ta, làm trái lời hứa, đuổi giang ra. Độc bá vận mệnh thiên trì, hại được cha ta gặp vận mệnh cắn trả, các ngươi có từng biết tội. Vậy mấy trưởng lão vừa nghe, nhất thời hù được mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói cái này. Cái này cũng là vì hồi phục băng chi nữ hoàng, một chút thủ đoạn nhỏ, dễ hiểu. Giang Mệnh Tâm nghe được lời này, hừ một tiếng, núp ở Kỷ Tư Thanh phía sau, hướng về phía vậy mấy trưởng lão quát lên, các ngươi không biết xấu hổ, nói xong chém chết thạch tượng quỷ sau đó, vận mệnh thiên trì một người một nửa. Các ngươi kiếm tông nhưng toàn bộ chiếm đoạt, được không xấu hổ. Dừng một chút, lại hướng Tiêu Nhất Nam nói, Tiêu Nhất Nam, ngươi cầm thuộc về chúng ta giang ra vậy một nửa, trả lại thôi. Tiêu Nhất Nam lắc lắc đầu nói, ta không làm chủ được, đó là cha ta quyết định, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, xin tha thứ, ta sẽ bẩm báo băng chi nữ hoàng, mời nàng định đoạt. Giang Mệnh Tâm nói, chỉ sợ các ngươi cái gì đó băng chi nữ hoàng, cũng là vì tư lợi, không giữ chữ tín hạng người. Tiêu Nhất Nam ánh mắt run lên, nói, không cho phép làm nhục nữ hoàng bệ hạ. Hắn mới vừa vẫn là hết sức khách khí hình dáng, nhưng lúc này bỗng nhiên đổi được xâm nghiêm ác liệt, trong mắt toát ra sát ý, bước chân đạp một cái, thân hình như quỷ mị vậy, liền liều chết xung phong đến Giang Mệnh Tâm trước mặt, trong tay hiện ra một cái băng tuyết đúc ra quả chùy, ám sát ra. Giang Mệnh Tâm ai yêu một tiếng thét kinh hãi, nào nghĩ tới Tiêu Nhất Nam lại đột nhiên ra tay. Tiêu Nhất Nam là kiếm tông thiếu tông chủ, thực lực cực kỳ cường hãn, ván này nhũ băng sát phạt dọn ra, mũi nhọn khủng bố vô cùng. Dừng tay, Kỷ Tư Thanh mắt đẹp chớp mắt, trong tay Chu Tước kiếm nổ lên, màu đỏ lửa cháy mạnh ngất trời, ngăn trở Tiêu Nhất Nam nhũ băng.
Ở đó Chu Tước ngọn lửa cháy mạnh dưới sự xung kích, Tiêu Nhất Nam trong tay nhũ băng, ngay tức thì liền dung hóa thành nước đá, sau đó suy suy vang dội, hóa thành nước chưng khí. Tư Thanh tỷ tỷ. Giang Mệnh Tâm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mặt đẹp một trắng, bắt chặt Kỷ Tư Thanh cánh tay. Ha ha, không hổ là hỏa thần thiên tôn truyền nhân, ngược lại là có chút con đường. Tiêu Nhất Nam nhìn Kỷ Tư Thanh trong tay Chu Tước kiếm, cũng là cảm thấy nóng rực hơi thở đập vào mặt. Cổ khí tức kia sau lưng, mang theo hỏa thần thiên tôn uy nghiêm. Đối mặt Kỷ Tư Thanh, Tiêu Nhất Nam dĩ nhiên là không dám khinh thường, chậm rãi rút ra sau lưng trọng xích. Hắn cái này cầm trọng xích, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, toàn thân đen nhánh như thép, nhưng vừa không có mũi, phơi bày ra trầm hậu khí tức cổ xưa. Kỷ Tư Thanh thấy Tiêu Nhất Nam rút ra binh khí, cũng là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Ngay vào lúc này, một đạo cao ngất bóng người, đi tới nàng trước mặt, mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Đó chính là Diệp Thần. Có chiêu số gì, còn là hướng về phía để ta đi. Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh, Giang Mệnh Tâm, che chở ở phía sau mình, trực diện Tiêu Nhất Nam. Tiêu Nhất Nam sửng sốt một chút, cảm nhận được Diệp Thần ý chí cùng mũi nhọn, hơi lộ ra một cái nụ cười, nói. Luân hồi chi chủ, người muốn mượn dùng thiên trì, thật ra thì vậy là có thể. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức mang ngươi đi vận mệnh thiên trì. Lời nói này rơi xuống, Diệp Thần mười phần bất ngờ. Bởi vì, hắn tu vi, đã đến thiên huyền cảnh ba tầng thiên đỉnh cấp. Lấy hắn thực lực, đồng bối bên trong, có thể nói là hoành đẩy vô địch tồn tại. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể áp chế người hắn, đã không nhiều lắm. Hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Nhất Nam lại dám khiêu chiến hắn. Là đơn đả độc đấu sao? Diệp Thần có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy. Tiêu Nhất Nam vẫn là mang mỉm cười. Chung quanh rất nhiều kiếm tông các cường giả, nhất thời chấn động phố bộ dạng sợ hãi. Thiếu tông chủ, tuyệt đối không thể. Luân hồi chi chủ hạng lợi hại, ngươi nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn à? Chúng ta cùng tiến lên, mượn băng chi nữ hoàng ân uy, còn có cơ hội tiêu diệt luân hồi. Nhưng người một mình tác chiến, đó là một con đường chết. Mấy trưởng lão dậm chân tiến lên, hết sức khuyên can. Bọn họ mặc dù không có rời đi vận mệnh thiên địa, nhưng từ vận mạng sông dài bên trong, vậy dòm ngó thấy ngoại giới biến hóa, thấy rõ Diệp Thần một đường nghịch thiên đột phá. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là hoành đẩy đồng bối không địch thủ, trừ một ít nghịch thiên tiên đế lão yêu quái, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới. Cơ hồ đều không người có thể đè ép được Diệp Thần. Tiêu Nhất Nam mặc dù cũng là một đời anh tài thiên kiêu, nhưng vậy tuyệt không thể nào là Diệp Thần địch thủ. Các vị trưởng lão, các ngươi không cần nói, ta muốn lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Tiêu Nhất Nam nhàn nhạt khoát khoát tay, vẫn còn là cố ý cùng Diệp Thần so tài. Nếu như ngươi đánh bại, ngươi nguyện ý đem vận mệnh thiên trì, cho ta mượn sử dụng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, lần nữa hỏi nói. Đúng vậy, nhưng chỉ là mượn dùng để khôi phục giết thiên đế ánh mắt, nếu là ngươi muốn chiếm đoạt vận mệnh thiên trì, đó là tuyệt đối không thể. Tiêu Nhất Nam nói, Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt hủy hết, thế gian không có bất kỳ thủ đoạn thần thông nào có thể trị liệu, nhưng dựa vào vận mệnh thiên trì, sửa đổi vận mạng nói, vẫn có thể trực tiếp đem hắn chữa khỏi. Đây là vận mệnh thiên trì mạnh mẽ, là vận mệnh phép tắc mạnh mẽ. Yên tâm, ta không phải các ngươi. Ta sẽ tuân thủ lời hứa. Diệp Thần mỉm cười đáp lại, thật ra thì coi như hắn muốn chiếm đoạt, lấy hắn hôm nay và Kỷ Tư Thanh thực lực, nghĩ xong toàn chiếm đoạt vận mệnh thiên trì, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì vận mệnh thiên trì, hội tụ đại lượng vận mệnh thiên địa địa mạch linh khí, không biết tích lũy nhiều ít kỷ nguyên, năng lượng quá dư thừa, bên trong hàm chứa vô cùng số mệnh biến hóa. Trừ phi là chân chánh thần minh hạ xuống. Nếu không ai cũng không khả năng hoàn toàn chiếm đoạt vận mệnh thiên trì. Diệp Thần mong muốn, chỉ là mượn dùng vận mệnh thiên trì năng lượng, trước chữa khỏi Cổ Vĩnh Tiêu cặp mắt nói sau. Đồng thời, hắn cũng muốn đi vận mệnh thiên trì xem xem mình tương lai vận mệnh. Nghe Diệp Thần mà nói, Tiêu Nhất Nam có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, nói, gia phụ hồi phục băng chi nữ hoàng nóng lòng, có chút không chừa thủ đoạn nào, xin các ngươi hãy thứ lỗi. Giang gia tổn thất, ta sẽ hết sức đền bù. Tiêu Nhất Nam phụ thân, chính là kiếm tông tông chủ. Cùng Giang gia liên thủ chém chết thạch tượng quỷ,
sau đó lại bội tín nghĩa khí, độc bá thiên trì người, cũng là phụ thân hắn. Nghe được Tiêu Nhất Nam muốn đền bù Giang gia tổn thất, Diệp Thần từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói, sau này hãy nói đi, người xuất thủ trước, người nếu có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi. Tiêu Nhất Nam nắm chặt trọng xích, nói, được. Cái chữ này âm rơi xuống, hắn dậm chân cuồng xông lên ra, trọng xích huy động, hung hăng hướng Diệp Thần chém chết đi. Loạn phi phong kiếm pháp. Chỉ gặp Tiêu Nhất Nam trọng xích múa như gió, đại khai đại hạp, cực kỳ bá đạo, lại có võ tổ di phong. Ồ! Cảm nhận được Tiêu Nhất Nam cuồng bạo bá đạo kiếm pháp, Diệp Thần một hồi kinh dị, lui về phía sau hai bước né tránh. Hắn từ Tiêu Nhất Nam kiếm pháp bên trong, lại có thể cảm nhận được liền võ tổ di phong. Chẳng lẽ nói, Tiêu Nhất Nam và võ tổ có liên quan? Diệp Thần phân thần để gặp, Tiêu Nhất Nam múa trọng xích trong tay, như rồng như hổ vậy bạo đập tới, chung quanh khí lưu nổ, thanh thế hung hãn, ép được Diệp Thần từng bước lui về phía sau. Thiếu tông chủ uy vũ. Thấy Tiêu Nhất Nam ra tay một cái, liền chiếm cứ thượng phong, chung quanh kiếm tông các cường giả, rối rít ủng hộ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thấy Tiêu Nhất Nam chiêu pháp động tác bên trong, rất có võ tổ tinh thần, hiển nhiên là lấy được võ tổ đạo pháp tinh túy, trong bụng lại là kỳ dị. Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn, bước chân đạp một cái, khoáng đạt hồng mông hơi thở, liền từ trong cơ thể hắn nổ ra. Hồng mông đại tinh không, mở. Một phiến khoáng đạt tinh không, lập tức ở Diệp Thần đỉnh đầu chống đỡ lên, đó là trong truyền thuyết hồng mông đại tinh không, là võ tổ tuyệt kỹ một trong. Ở hồng mông đại tinh trên không mặt, còn mơ hồ có luân hồi thất tinh mạch lạc hiện lên. Nhưng, Diệp Thần không có mở ra mệnh tinh. Bởi vì hắn có tự tin, đối mặt Tiêu Nhất Nam, cho dù không mở ra long đằng mệnh tinh, cũng có thể chiến thắng. Hồng mông đại tinh không bạo ra sau đó, Diệp Thần khí thế tăng lên gấp bội. Lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, leng keng tranh mấy kiếm vung chém, đánh vào Tiêu Nhất Nam trọng xích phía trên, cương nhu tịnh tể kiếm thế xung kích ra, tại chỗ liền nghịch chuyển chiến cuộc, đem Tiêu Nhất Nam đánh lui. Võ tổ sư tôn tuy là võ dũng người, nhưng cũng không phải là lỗ mãng dã man, hắn võ đạo, là vừa mềm gom lại, không phải một vị lỗ mãng.